Những thứ này hung tàn thế hệ, thường thường hỏa khí lớn nhất, xông lên phía trước nhất. Giết! Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm vác tại sau lưng, đế vực kiếm hoàng kết giới điên cuồng căng ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại lấy một địch ngàn trong chiến đấu, loại này tùy thân kết giới uy lực, vẫn là tương đối kinh khủng. Chí ít bước vào chiến trường mỗi người, đều sẽ bị kiếm khí uy hiếp. Đây là Lý Thiên Mệnh đoàn chiến một trong thủ đoạn. Biển cả phía trên, nước biển lật trời. Lam Hoàng gia hỏa này trong mắt đều không có hoảng sợ, nó cái này cối xay thịt, đã tại trong biển phiên giang đảo hải, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến mức Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, bọn họ một cái dựa vào huyễn ảnh, một cái dựa vào tốc độ, hai cái đều rất rất nhỏ, nắm giữ bảo mệnh tư bản. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chỗ dựa lớn nhất là tiên tiên. Khởi nguyên thế giới thụ phía trên, cái kia vĩnh dạ sắc vì ám tinh lập lòe. Cơ hồ tại đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra thời điểm, vĩnh dạ ma chú, liền đã thi triển. Lý Thiên Mệnh cho rằng, vĩnh dạ sắc vì đóa hoa này, còn có vĩnh dạ ma chú ở khắp mọi nơi ức vạn phấn hoa, đưa tới cuồng bạo hoắc loạn, hiệu quả, là hắn chỉ cần có thể chống đỡ, thì có thể chơi đổ nhóm người này duy nhất siêu cấp thủ đoạn. Đây chính là thái cổ hỗn độn cự thú. Ông, lấm ta lấm tâm ám tinh phấn hoa, đã bao phủ toàn bộ chiến trường, theo những cái kia xông tới kiếp lão ra thịt, tai mắt mũi miệng bên trong, tiến vào thân thể của bọn hắn. Chút ít vĩnh dạ ma chú, sẽ không dẫn phát địch nhân thần trí biến hóa. Theo chiến đấu tiếp tục, đang hấp thu số lượng nhất định, lại trong chiến đấu kích phát nội tâm nóng nảy về sau, sẽ nhanh chóng hoắc loạn, thần trí không rõ. Bảo vệ tốt muội tử, các vị. Lý Thiên Mệnh hô lớn. Lúc nói chuyện, một miệng hỏa diễm đập vào trên người hắn, chính là tới từ Huỳnh Hỏa luyện ngục thuẫn giáp. Gia hỏa này còn đang chửi mắng Lý Thiên Mệnh, bất quá ngược lại là chưa quên cho hắn bộ lên một cái hộ thuẫn, quả thực là một cái đại ấm gà. Cần ngươi nói, ai dám động đến muội tử ta, quy ra ta cắn chết hắn. Lam Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia to lớn giọng, chấn động đến mọi người lỗ tai nhói nhói. Ngươi lúc nào bắt đầu tự xưng quy ra rồi? Lý Thiên Mệnh kém chút ngã xuống. Hắn mỗi ngày cho người khác giải thích, Lam Hoang là một con rồng, kết quả nó tự xưng rùa đen. Gà đại ca nói dạng này lộ ra so sánh uy mãnh. Lão đại, ta đẹp trai không? Lam Hoang nghiêm túc hỏi. Cút, Lý Thiên Mệnh che ngực, bị nội thương. Được rồi, Lam Hoang triển khai 9 tầng quỷ biển, ánh mắt lóe sáng. Nó cái kia thân thể lớn như vậy. Trực tiếp theo biển cả bên trong lao ra đến, cuốn lên đầy trời sóng biển, xông về đối phương ngự thú sư cùng cộng sinh thú đại quân. Thiên trọng tinh hoàn toàn bộ khai hỏa. Lam Hoàng toàn thân giấu ở thiên trọng tinh hoàn bên trong, hoàn toàn hóa thân cối xay thịt. Thiên trọng tinh hoàn chẳng những là cái siêu cường hộ thuẫn, đối phương rất khó đánh vỡ, càng là một loại lưỡi đao sắc bén. Nó cái này vừa xung phong, trực tiếp mở ra một con đường máu. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu ngay tại nó bên cạnh, một cái lôi đình oanh tạc, thỉnh thoảng dùng màu bạch kim nanh vuốt cùng đuôi gai, xé mở phòng ngự của đối thủ, thuận tiện ám tinh phấn hoa tiến vào, một cái thì đế tinh thiểm diệu vừa mở, một đường lấp lóe bão táp, chỗ đến, máu me khắp người. Giết a! Tiên tiên linh thể, giấu ở Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian bên trong, khua tay nắm tay nhỏ, đối với không khí đánh điên cuồng một trận, quả thực muốn đem người manh lật ra. Thế mà, bản thể của nó, thánh quang đằng mạn cùng phệ huyết kiếm vũ khắp nơi bao phủ. Lại thêm biển cả bên trong màu đen sợi rễ, nó một người đối phó địch nhân, so Huỳnh Hỏa bọn họ ba cái cùng nhau đều nhiều. Tại trợ giúp của bọn nó dưới, Lý Thiên Mệnh kỳ thật rất lạnh lùng. Hắn đứng tại khởi nguyên thế giới thụ trên tán cây, không nhìn kỹ, còn tìm không thấy hắn. Nhưng là, làm hắn tà ma, lấy bát hoang ma long tiên biểu bay ra ngoài thời điểm. Một lần xuyên thấu, tối thiểu xuyên thủng 10 cái thánh cung. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú, đều có thánh cung, cho nên Lý Thiên Mệnh ai đến cũng không có cự tuyệt. Chống đỡ. Lý Thiên Mệnh lựa chọn tại cái này tinh thần phía trên chiến đấu, mà không phải tinh không, chính là tránh cho hai mặt thụ địch. Hiện tại hắn như là mang theo di động chiến đấu khu vực, lấy tinh thần làm căn cơ, người của đối phương tuy nhiên lít nha lít nhít, nhưng một lần đối mặt đụng phải đối thủ, đại khái là 203 cái. Những người này đại bộ phận đều là 6 tầng sinh tử kiếp, coi như yếu hơn nữa, cũng có thủ đoạn. Lần thứ nhất trùng kích, trực tiếp đem Huỳnh Hỏa bọn họ đè trở về. Nói thí dụ như cộng sinh thú thần thông, tuy nhiên không tính quá mạnh, nhưng là mấy trăm loại chồng chất lên nhau, hình thành trùng kích lực, Lam Hoang thiên trọng tinh hoàn đều gánh không được.
Lý Thiên Mệnh thừa nhận chính mình rất mạo hiểm, bất quá, hắn muốn thử xem, vĩnh dạ ma chú là lớn nhất hy vọng. Lại đến, Lam Hoang mang theo Huỳnh Hỏa cùng Miu Miu, lại lần nữa trùng sát càn quét. Mỗi khi chúng nó đứng trước thời điểm nguy hiểm, vô số kim kiếm khí màu đen, sẽ giúp chúng nó ép ra đối thủ. Cùng lúc đó, một đầu dính đầy huyết dịch đỏ như máu xiềng xích, tại biển cả phía trên điên cuồng lao vút, tốc độ kia cùng vung vẩy tần suất, quả thực có chút dọa người. 333. Thánh quang đằng mạn toàn bộ ngưng kết thành thánh quang thuẫn bài, đến bảo hộ thánh quang thủy tiên cùng vĩnh dạ sắc phi. Cái kia phệ huyết kiếm vũ số lượng rất lớn, nổ bắn ra đi, cơ hồ có thể bao trùm đến mỗi một cái đối thủ. Tiên tiên đối đơn thể công kích của địch nhân lực, cùng ba người ca ca tương đối, sẽ có vẻ tương đối kém, nhưng là số lượng tuyệt đối rất nhiều. Tỷ như cái này vô số không có ở đây Mạn Châu xa hoa, hắn phệ huyết kiếm vũ số lượng, đầy đủ hình thành một trận máu tươi bão táp. Chặt gốc cây kia, cây này không có, tiểu tặc này thì xong đời. Đốt đi nó, để tiểu xúc sinh này cho lão tử khóc chết, cái quái gì, mấy ngàn người trước mặt, còn dám phách lối như vậy. Ngươi thật coi ta cửu cung thần vực không ai. Đối phương rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Dù sao, mục tiêu này rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, có quá nhiều người, vượt qua Lam Hoang cái này mục tiêu công kích, chuyển hướng tiên tiên. Thử một chút, ai dám động đến nó, cũng đừng trách ta giết người. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã không để ý tới. Hắn thu hồi tà ma, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, một vỗ ngực, nhân hoàng long giáp nổ tung buông xuống. Ông, Lý Thiên Mệnh trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn cùng trước tới đối phó tiên tiên trên trăm ngự thú sư cùng cộng sinh thú, trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, đầu người bay tứ tung, máu me khắp người. Một cái dài đến 100 mét thần long, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm bạo giết đi qua, tại chỗ chém thành hai khúc. So hung ác thật sao, còn có ai? Vạn chúng trong vòng vây, một cái huyết nhân, tay cầm song kiếm, hung thần ác sát, đối mặt cái này hơn ngàn đối thủ, không hề sợ hãi. Thậm chí, giật mình đối phương, tâm thần rung động. Lý Thiên Mệnh đã giết điên rồi. Hắn ngay từ đầu dự định, đánh không lại liền chạy, nhưng là giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hào khí tỏa ra, ý chí lực chưa từng có bành trướng. Hắn cảm thấy, phế bỏ hơn nghìn người, hắn, chưa hẳn làm không được. Đều đánh thành dạng này, như lâm trận bỏ chạy, quả thực quá đau đớn sĩ khí. Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú, tâm linh câu thông, cộng sinh tu luyện. Mỗi người tâm ý một chút thì thông. Bọn họ bốn cái, đều có thể cảm nhận được, Lý Thiên Mệnh trong lòng liệt hỏa. Chống đỡ đi, không có vấn đề. Huỳnh Hỏa du tẩu tại Lam Hoang bên người, đối phương ngự thú sư cùng cộng sinh thú, chủ công Lam Hoang, lại bị Huỳnh Hỏa quỷ mị đánh lén. Tại Lam Hoang to lớn nhục thân che lấp phía dưới, nó mới là đối thủ trong mắt đại sát khí. Lên lên lên, Miu Miu vạn cực điện võng bộc phát ra đi. Cuốn lấy trước mắt một nhóm lớn địch nhân, lôi đình uy lực bạo phát, màu đen hỗn độn lôi đình xé rách huyết nhục, nổ ra rất nhiều vết thương. Tiên tiên vĩnh dạ ma chú bên trong ám tinh phấn hoa, thì lăn lộn tại thiểm điện lôi đình bên trong, tại lôi đình chém nứt đồng thời, tan vào đối phương máu tươi, lưu chuyển toàn thân. Lam Hoang, ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh giết đỏ cả mắt, còn không quên quan tâm cái này, tiểu gia hỏa. Nó từ trước đến nay ưa thích xông pha chiến đấu. Dẫn đến hấp dẫn rất nhiều hỏa lực, tỉ như lúc này thời điểm, chung quanh nhào lên mấy chục cái cộng sinh thú, muốn đè lại nó, kết quả bị bạo loạn xoay tròn thiên trọng tinh hoàn, trực tiếp rảo sát ra đầy trời mưa máu. Rầm rầm rầm, vô số cộng sinh thú thần thông, oanh tạc tại thiên trọng tinh hoàn phía trên, có bộ phận xuyên qua, đánh vào nó vô cực tinh long đổ bao khỏa trên vảy rồng, nổ ra từng đóa xương máu. Ha ha, cái này chơi vui, thật là thoải mái. Lam Hoang gào thét một tiếng, oanh minh thanh âm chấn động toàn trường, hắn đem trên người cộng sinh thú toàn bộ hất ra, tiếp tục trùng sát, cái kia thô to long chảo vỗ ra, tại chỗ đem một đầu kim cương mãnh hổ, cho đập thành thịt nát. Phá hủy thánh cung đó là tinh tế sống, tối thiểu Lam Hoang làm không đến, Lý Thiên Mệnh cũng không có cưỡng cầu nó. Hắn gặp Lam Hoang tiếp nhận trên cơ bản là vết thương nhẹ, trong lòng một chút đã thả lỏng một chút. Nói thật, chính hắn tiếp nhận vây công càng nhiều. Đại đa số ngự thú sư vì công lao, vào tới trước mắt của hắn, thi triển đều là chí mạng thủ đoạn. May mắn Lý Thiên Mệnh linh hoạt, đối phương nhân số lại nhiều, lẫn nhau ở giữa đều sẽ hình thành quấy nhiễu, hắn trong thời gian ngắn, đối kháng địch thủ không coi là nhiều.
hắn song kiếm hợp bích, trực tiếp giết tiến vào trong đám người một đường bão táp. Trên thực tế, chỉ là đế quân kiếm ngục liền có thể trực tiếp phong cấm rất nhiều người thực lực, đem giết thành phế nhân, căn bản không dùng được, chuyên môn xuyên thủng thánh cung. Nhưng nói thật, một kiếm xuyên qua, khẳng định càng nhanh, càng nổ tung. Phốc phốc, phốc phốc, hắn hấp dẫn vô số kiếp lão bao vây, cứ như vậy, tiên tiên áp lực lại nhỏ. Nó thánh quang đằng mạn, ngăn cản đến từ trên trời các đại thần thông, số lượng càng nhiều, rất nhiều thánh quang đằng mạn nổ tung, tiên tiên linh thể tại cộng sinh không gian bên trong hô to gọi nhỏ, đau đến nó nhe răng nhếch miệng. Bất quá, nó có quá nhiều người bảo hộ, cho nên cũng không sợ, ngược lại là bản tính bên trong hung hãn, bày ra đi ra, giết đến càng hung. Cái kia vĩnh dạ sắc phi đang nhấp nháy bên trong, quang mang bắn ra bốn phía, mỗi một đạo quang mang, kỳ thật đều là ngàn vạn cấp bậc ám tinh phấn hoa, tại trong lúc vô hình, vẩy hướng về phía cái này mấy ngàn địch nhân. Muốn chống đỡ, thật đúng là không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh giết đến tinh bì lực tấn, nhân hoàng long giáp tiêu hao rất lớn, đến sau cùng đều tự động biến mất. Trên người hắn dính đầy máu tươi, có chính mình, cũng có địch nhân. Hắn cộng sinh thú nhóm, tình huống không khá hơn bao nhiêu. Bất quá, càng thê thảm hơn vẫn là đối phương. Hiện tại cái này tinh thần hải dương phía trên, nằm vô số ngự thú sư cùng cộng sinh thú, hoặc là thi thể, hoặc là cũng là thánh cung bị phế, còn có thân chúng đế quân kiếm ngục, không thể động đậy. Cái này tinh thần chỉ ít có 10% nước biển, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Các huynh đệ, đều lúc này thời điểm, lại chống đỡ hắn một phút. Lý Thiên Mệnh thoải mái hô hoán. Giết đến thật sự là thống khoái. Nói thật, loại này kề vai chiến đấu, lẫn nhau bảo vệ cảm giác, thực sự rất thư thái. Hắn nói qua, cùng quân cộng sinh, đời này không hối hận. Tại mấy ngàn người trong vòng vây, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trông coi hắn, hắn thì trông coi tiên tiên lại trái lại, thủ hộ mọi người. Dạng này cảm tình, dạng này duyên phận, nhân sinh có các vị sống chết có nhau, còn cầu mong gì? Lý Thiên Mệnh nhuốm máu cười to. Khác cợt nhả. Nhanh hắn mèo tới cứu ta, Miêu Miêu bị một đám người truy sát, chạy sấm sét vang dội. Ha ha, thảm liệt như vậy một trận chiến đấu, bọn họ một người bốn thú, lại cười được, quả thực đem đối phương càng tức giận đến nôn ra máu. Ta đến đâm xuyên bọn họ lão cái rắm, Huỳnh Hỏa lao vút mà đến. Gà đại ca, người khẩu vị quá nặng đi, ta nôn mèo. Miêu Miêu run rẩy nói. Mèo ca, người mang thai sao? Gà đại ca nói mang thai người mới sẽ nôn, Lam Hoang cả người là huyết, còn không quên quay đầu cười ngây ngô. Gà đại ca còn nói nó yêu mến ngươi, ngươi tin không? Miêu Miêu im lặng nói. Cái này phiền toái, ta cũng muốn nôn. Lam Hoang làm dáng nôn mửa, kết quả trên cổ bị người chặt một kiếm, một chiếc vảy rồng đều cho nhanh cậy mở. Cẩn thận a, bốn người các ngươi thằng ngốc, tiên tiên im lặng hô. Đều lúc này thời điểm, bọn họ lại còn đang nói đùa. Muốn không phải tiên tiên thân thể, trưởng khống chiến trường, khắp nơi trợ giúp, phòng tuyến của bọn hắn, sớm đã bị công phá. Bất quá, tin tức tốt là, tiên tiên rốt cục nhìn đến, có người bắt đầu lâm vào, vĩnh dạ ma chú hoắc loạn trong điên cuồng. Một người trong đó, cũng bởi vì tại công kích Lý Thiên Mệnh thời điểm, không cẩn thận bị người bên cạnh liên lụy một chút, hắn tại chỗ nổi giận, theo ở phía sau đánh lén, trong lúc hỗn loạn, một kiếm ném bay cái kia đầu người. Trưởng Tôn Phi Nghĩa, ngươi có bệnh, ngươi dám giết ta cửu cung quỷ tông người, chung quanh mấy người đều nhìn thấy, nhất thời giận dữ. Ta giết các ngươi làm sao vậy, một đám tự cho là đúng lão quỷ, cả ngày thanh tú cái gì cầu thí cảm giác ưu việt. Ta xem các ngươi thì là chán sống, các ngươi cửu cung thần vực sớm muộn diệt vong. Người tại táo bạo, điên cuồng, mất đi thần trí thời điểm, rất dễ dàng đem lời trong lòng, nói ra. Người này có bệnh, làm thịt hắn. 10 cái cửu cung quỷ tông kiếp lão chen chúc đi lên, cơ hồ đem cái kia thất tinh thiên tông người, chặt thành toái phiến. Cửu cung quỷ tông, vì cái gì giết người của chúng ta? Thất tinh thiên tông có không ít kiếp lão, chỉ có thấy được chính mình người bị giết một màn. Là hắn trước giết người của chúng ta. Đánh rắm, hắn có cần phải như thế ngu xuẩn? Các ngươi cố ý gây chuyện thật sao? Thất tinh thiên tông, không chính là chúng ta chó săn sao? Đã làm chó săn thì phải học được quỳ xuống sủa gọi, khác còn muốn chiếm tiện nghi, lại muốn mặt mũi. Các vị, chớ quá mức a, các ngươi nói lời, chúng ta đều sẽ phản hồi cho quỷ vương cùng chúng ta tông chủ, phá hư liên minh quan hệ,
đến lúc đó, các ngươi đều phải bị phạt. Cầm quỷ vương hù dọa chúng ta. Ha ha, các huynh đệ, làm thịt bọn này chó, hôm nay ăn thịt chó. Người muốn là đem ý nghĩ trong lòng, nói hết ra, trên thế giới này, còn có bao nhiêu liên minh quan hệ, có thể bảo trì vững chắc. Coi như thần trí thanh tỉnh, đối đây hết thảy cảm giác được mặc danh kỳ diệu, đang bị nhục nhã, chà đạp tôn nghiêm thời điểm, người đều sẽ không kìm chế được nỗi lòng. Trong cơ thể của bọn họ ở khắp mọi nơi ám tinh phấn hoa, chính là hướng dẫn đây hết thảy biến hóa căn nguyên. Ngay từ đầu, hỗn loạn chỉ giới hạn ở cục bộ địa phương. Đại đa số người đều tại cuồng sát, cho Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú, chế tạo uy hiếp càng lớn hơn, bọn họ dần dần khó mà chống đỡ được, liên tiếp tan tác. Có thể ngay sau đó, dạng này tự giết lẫn nhau, càng ngày càng nhiều, rất nhiều người còn chưa hiểu, liền bị người bên cạnh công kích. Tứ tượng hải tông người còn tại xuất lực đâu, đột nhiên bị chửi thành chó săn, cái này cũng chọc giận tới rất nhiều người yếu ớt thần kinh. Bọn họ vốn là không có như vậy tin phục, Long Thương Nguyên hành động, bây giờ bị như thế nhục mạ, tại vĩnh dạ ma chú hướng dẫn phía dưới, bọn họ đồng dạng gia nhập chiến cục. Giờ khắc này, vĩnh hằng hắc dạ, thật buông xuống. Chỉnh cái ngôi sao phía trên, quả thực một mảnh hỗn loạn. Cái này hoắc loạn tựa như là ôn dịch, càng quyển càng lớn. Mỗi người thể nội ám tinh phấn hoa, đều tại điên cuồng sinh sôi, thúc giục sự điên cuồng của bọn hắn. Đến từ thái cổ hỗn độn cự thú khủng bố thần thông, như độc dược một dạng lan tràn, tại cái nào đó điểm tới hạn bạo phát, tạo thành để Lý Thiên Mệnh, đều có chút khó có thể tin lực phá hủy. Đều cho ta phản kích. Nói đến rất buồn cười, Lý Thiên Mệnh vốn là bị vây công, mà bây giờ, đối thủ của hắn chợt giảm. Đối phương đánh lấy, cũng bởi vì một lần ngộ thương. Dẫn nổ liên quan tới chó săn cùng tôn nghiêm lửa giận, giết đến long trời lỡ đất, toàn bộ đều bị vây chết tại, vĩnh dạ sắc phi lập lòe phạm vi bên trong. Tại cái này máu tanh chiến trường, cái kia màu đen ma hoa tinh quang thiểm diệu, vô số điểm sao ở tại phía trên sinh ra, hóa thành ám tinh phấn hoa huy sái lái đi, xem ra mười phần yêu dị. Cơ hội tới. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất ra tà ma, theo vào đám người. Siêu siêu siêu. Dưới tình huống như vậy. Căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Tà ma hóa thành đầy trời bóng roi, bạo loạn xuyên thấu, chỗ đến máu me khắp người, nguyên một đám thánh cung ầm vang phá nát. Vô tận sinh kiếp chi lực cùng tử kiếp chi lực, lùi về thiên địa linh khí tiêu tán, để cái này tinh thần biến đến linh khí dồi dào. Phốc phốc phốc, nguyên một đám trắng xám vô lực kiếp lão, ngã vào hải lý, đã bị phế. Bọn họ còn có thân thể lực lượng, coi như phế đi, đều không đến mức bị nước biển chết đuối. Nhưng đáng sợ là, coi như thánh cung phá nát, bọn họ còn tại vĩnh dạ ma chú trong khống chế, đứng lên cùng người bên cạnh trận đánh nhau, quả thực là một trận kỳ quan. Tinh thần bên ngoài tinh không, còn có đại khái hơn 300 người, tận mắt nhìn thấy cái này thật không thể tin kỳ quan. Các ngươi điên rồi, đều dừng tay, Lâu Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng hô hoán, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì có. Vì cái gì đánh nhau, tứ tượng hải tông long quần quần, bờ môi đang run rẩy. Vốn là, bọn họ mắt thấy, Lý Thiên Mệnh đoán chừng nhanh xong đời, bọn họ đều chuẩn bị tốt vào tràng. Đột nhiên, sập bàn. Là gốc cây kia, cái kia đóa màu đen hoa, tuyệt đối có tạo thành mê loạn hiệu quả. Có thể tác động đến lớn như vậy đám người, cái này cũng thật là đáng sợ đi, đây là cái gì cộng sinh thú? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một cái cộng sinh thú, có thể tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả. Muốn là Lý Thiên Mệnh đến sinh tử kiếp cảnh hậu kỳ, thì gốc cây này cây, chẳng phải là tương đương với thiên quân vạn mã, so mẫu hoàng hệ ngự thú sư còn đáng sợ hơn. Như thế hắn, muốn là đến trên chiến trường, sẽ chỉ càng đáng sợ. Chớ ngồi ý ở đó, cứu người a. Cứu người nào, nhanh đi thông báo quỷ vương, khác đi chịu chết. Nói đúng, hiện tại đi xuống, còn không có sợ đến Lý Thiên Mệnh, sợ là muốn cho bọn này chó điên giết chết. Ngươi nói ai là chó điên đâu? Chớ ồn ào. Không chỉ là phía dưới một mảnh hỗn loạn, ngay cả phía trên đều một mảnh hỗn loạn. Hơn 300 người, trực tiếp chạy một nửa, đương nhiên, bọn họ lấy tên đẹp, đi viện binh. Đừng chạy a, phía dưới tới uống trà a, lão cẩu nhóm. Lý Thiên Mệnh cười đến phóng đãng âm thanh, truyền ra. Lâu Phi Vũ bọn họ tức giận đến giận sôi lên, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi, chạy thục mạng. Người ở phía trên chạy không sai biệt lắm. Phía dưới đại khái còn có một phần ba người, coi như thanh tỉnh. Bọn họ bị dọa đến, gan đều nhanh phá.
khắp nơi đều là điên cuồng, tại máu tanh kích thích phía dưới, một cái so một cái khủng bố. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh không có động đến bọn hắn, chính bọn hắn người đang chém giết lẫn nhau. Mấu chốt là, liền cái này 1/3 người đều không cách nào đào tẩu. Nhất là Thất Tinh Thiên Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông. Bọn họ vốn là ít người, còn bị Cửu Cung Quỷ Tông kiếp lão vây công, muốn không phải Cửu Cung Quỷ Tông kiếp lão, lẫn nhau còn giết nhau, bọn họ đã sớm xong đời. Phanh phanh phanh. Tinh thần phía trên, nguyên một đám bị Lý Thiên Mệnh, phế bỏ Thánh Cung ngự thú sư cùng cộng sinh thú, đập xuống, văng lên to lớn nói chuyện. Phàm là nghiệp chướng nặng nề, tại chỗ liền bị hắn chém giết, có chừng 200 người. Cùng Diệp Bồ Đề tương đối, những thứ này bất quá là cá nhỏ, có thể đem đến cho ta công đức quá ít. Xem ra, dựa vào công đức trưởng thành, cuối cùng chỉ là kế tạm thời, tương lai đường, ta còn cần lắng đọng xuống, tăng lên chính mình. Dù sao, Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, so Diệp Bồ Đề còn lớn hơn cá, hẳn là không mấy đầu. Làm ác chuyện này, có lúc cùng tự thân thực lực, cũng không nhất định thành có quan hệ trực tiếp. Các quỷ vương làm nghiệt, chưa chắc có Diệp Bồ Đề nhiều. Cho nên, Lý Thiên Mệnh xưa nay không cảm thấy, chính mình dựa vào Hỗn Độn Thần Đế chúng sinh cùng công đức, liền có thể đi cả một đời. An tâm tiến lên, mới thật sự là vạn cổ đệ nhất chính đạo. Tại trận này tiếp tục nửa canh giờ bạo sát bên trong, bị Lý Thiên Mệnh chính mình, tại chỗ phế bỏ kiếp lão, tối thiểu có hơn 400. Hắn 4 cái cộng sinh thú, cũng không ít số lượng. Chính bọn hắn khống chế phía dưới, giết người số lượng không tính quá nhiều. Càng nhiều đối thủ, là tại tự giết lẫn nhau bên trong bị trọng thương, sau đó bị nhặt nhạnh chỗ tốt Lý Thiên Mệnh, xuyên thủng Thánh Cung. Tại chiến đấu triệt để lúc kết thúc, từ nơi này đi ngang qua 2.000 kiếp lão, tránh thức chạy đi không cao hơn 500, chết trận hơn 300 người. Còn lại hơn 1.000 người, đều bị Lý Thiên Mệnh biến thành tàn tật. Hiện tại, bọn họ còn trên mặt biển lẫn nhau đánh nhau đây. Cho dù có thanh tỉnh người, nhìn đến thảm như vậy hình, cũng đã sợ vỡ mật. Quá khốc liệt. Người không biết, còn cho là bọn họ, là bị mấy ngàn người chặn giết, mới bị đánh thành dạng này. Muốn là truyền đi, sợ là căn bản không có người tin tưởng. Cái này lại là Lý Thiên Mệnh, một người gây nên. Có bộ phận thanh tỉnh người, bây giờ nhìn lấy khởi nguyên thế giới thụ phía trên, cái kia toàn thân nhuốm máu thiếu niên tóc trắng, đã bờ môi run rẩy, ngón tay phát run, hoàn toàn nói không ra lời. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh tuổi tác lại tiểu, lúc này thời điểm, bọn họ cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn thật là, Hiên Viên Đại Đế chuyển thế sao? Thật là đáng sợ, thủ đoạn này. Chúng ta thua. Ta có dự cảm, chúng ta Cửu Cung Quỷ Tông tự nhận là vật trong túi thiên tinh cảnh, sẽ bị tiểu tử này, huyên náo long trời lỡ đất. Hiện tại, coi như bắt rùa trong hũ A, đây là chúng ta không biết sống chết, sông đầm rồng hang hổ A. Không trải qua trận này thật không thể tin đại chiến, không tại vĩnh dạ ma chú bên trong điên cuồng, căn bản là không có cách trải nghiệm, bọn họ hiện tại thê thảm tâm tình. Lớn nhất im lặng là, bọn họ đều bị phế đi, ngay tại lúc cảm khái, bên cạnh còn bỏ qua đến mấy cái chính mình người. Bọn họ Thánh Cung đều nát, còn muốn bóp lấy cổ mình, một trận quả đấm đánh nhau. Ta để ngươi làm vợ ta. Ta lúc nào làm vợ ngươi rồi? Lão Triệu, ta đồ chơi kia 20 năm trước thì không dùng được à? Cái gì? Không có ý tứ, nhận lầm người. Như thế chuyện dở khóc dở cười, lại chân thực phát sinh. Bọn họ còn sống, tâm lý lại có càng lớn bi ai. Hết thảy đều xong. Dạng này xuống tràng, còn không bằng chết rồi. Các vị, ta đi trước một bước, các ngươi chính mình chơi đi. Có người trực tiếp tự sát. Lý Thiên Mệnh cũng không có hư không, xem bọn hắn sau cùng, làm lựa chọn gì. Hắn thắng, cái này như vậy đủ rồi. Thiếu đi các ngươi hơn 1.500 người, Thái Cổ Thần Vực, liền có thể sống phía dưới nhiều người hơn. Đây chính là hắn liều đánh một trận tử chiến ý nghĩa. 4 cái cộng sinh thú về tới cộng sinh không gian, nguyên một đám vội vàng dưỡng thương. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, để phòng đối phương viện quân đến. Vạn nhất đến cái mấy vạn người, vậy tuyệt đối phải quỳ. Hắn lập tức bỏ trốn mất dạng, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Không ai dám truy hắn. Bọn họ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh rời đi ánh mắt, chỉ có thống khổ cùng bi ai, còn có sâu vô cùng hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh biết, hiện tại thiên tinh cảnh bên trong tốt xấu lẫn lộn, bọn họ tứ đại tông môn nội tuyến cũng có không ít. Hắn giết Diệp Bồ Đề,
chiếm 100.000 kiếp khí, truyền đi sẽ oanh động đại lục. Lần này, một mình hắn phế bỏ hơn 1.500 kiếp lão, truyền đi, sẽ chỉ càng nổ tung. Nhớ kỹ, cái này còn không phải kết thúc. Ta muốn để ngươi ngũ đại thần vực, nghe được tên của ta, đều muốn thổ huyết. Lý Thiên Mệnh nằm tại một ngôi sao hỏa diễm phía trên tĩnh dưỡng. Cộng sinh không gian bên trong, Thái Nhất Tháp quang mang, chính đang làm dịu lấy Lý Thiên Mệnh cùng 4 cái cộng sinh thú. Trong đó, Lam Hoàng thụ thương nặng nhất, nhưng nó ra hỏng bét thịt dày, không thương tổn cùng căn bản, mới một chút tốt điểm, nó thì nhảy nhót tưng bừng, trách móc muốn đi ra chơi. Ta thật là khó chịu nha, tiên tiên linh thể từ bên trong đi ra, ghé vào Lý Thiên Mệnh trên ngực, ủy khuất ba ba nói. Làm sao khó chịu, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta lá cây dây leo, bị đánh hỏng tốt nhiều, cái này thương tổn, chỉ có thể thông qua ăn thịt thịt đến bổ sung, đáng tiếc không có thịt thịt, tiên tiên thật đói, nhanh đói ngất đi. Tiên tiên quệt mồm môi, hơi thở mong manh nói. Dạng này a, Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Vì đựng kiếp nguyên, hắn đem thịt đều cho mất đi. Hiện tại tiên tiên bị thương, không có cách nào khôi phục, là phiền phức. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ một chút biện pháp. Nhanh điểm a, nửa cái lão tử, tiên tiên nhanh đói xong chóng mặt, ô ô. Nó vuốt mắt, làm bộ đáng thương nói. Không muốn hô nửa cái lão tử, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Được rồi, tiểu Lý tử, tiên tiên nín khóc mỉm cười nói. Người nào dạy ngươi, Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Gà, ta tự sáng tạo, tiên tiên vội vàng nói. Hắn meo, lại là ngươi cái này gà tặc. Lý Thiên Mệnh đem huỳnh hỏa, theo cộng sinh không gian bên trong bắt đi ra. Kỳ thật, người cũng có thể để muội tử ăn chút cộng sinh thú. Huỳnh hỏa nghiêm túc nói. Không tốt lắm, Lý Thiên Mệnh nói. Đã có thể giết chết bọn họ, lưu lại cũng là thi thể, cái kia chính là quy về hư vô, coi như không ăn, sớm muộn hư thối, đều một cái dạng. Huỳnh hỏa nói. Người nói đúng, thế giới đối không có đối với cái này hạn định quy tắc, ta nói không thể ăn cộng sinh thú. Là chính ta hạn định quy tắc. Tu hành một đạo cần phải có lập trường, ước thúc chính mình, rất có cần phải. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe không hiểu, huỳnh hỏa sững sờ nói. Trên người chúng ta, có quá nhiều không thể khống đồ vật, các ngươi cũng có không thể khống nhân tố, đem hết thảy khống chế tại một cái hệ thống bên trong, đối mọi người chúng ta đều càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã hiểu, ta thì nhìn muội tử quá đói, có chút đau lòng nó. Huỳnh hỏa nói. Lý Thiên Mệnh ý tứ chân chính là, thái cổ hỗn độn cự thú tràn đầy bất ngờ. Người nào cũng không biết, tương lai sẽ như thế nào. Cho nên, tại lúc đầu thời điểm, chính mình hạn định hệ thống cùng phòng tuyến cuối cùng, tránh thức phiền phức buông xuống thời điểm, có lẽ liền có thể trốn qua một kiếp. Không có việc gì, tương lai đường làm sao chạy, chúng ta người một nhà, đều có thể lẫn nhau thảo luận. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Lần nói chuyện này rất trọng yếu. Dù sao, tất cả mọi người có ý nghĩ của mình, Lý Thiên Mệnh sẽ học tôn trọng bọn họ, tối thiểu nhất phải nói phục. Phải biết, bọn họ đều không phải là công cụ, bọn họ là có máu có thịt huynh đệ tỉ muội. Lý Thiên Mệnh gặp qua khởi nguyên thế giới thụ mộng cảnh hình ảnh, tâm lý có chỗ lo lắng, điểm này, huỳnh hỏa có thể lý giải. Đến mức tiên tiên, ta sẽ nghĩ biện pháp, yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tĩnh dưỡng trong chốc lát, hắn bỏ lên, mở ra trên thân tinh đồ, ánh mắt nhìn về phía. Sau cùng hai cái hắc động tinh thần. Hai cái này hắc động tinh thần, một cái tại đất đồ bên trái nhất, một cái tại bên phải nhất. Lý Thiên Mệnh vị trí, không sai biệt lắm ở giữa. Đối phương đình chỉ tìm kiếm bảo vật, như vậy bọn hắn người, bao quát quỷ vương ở bên trong, đều sẽ tụ tập tại hai cái này hắc động tinh thần, ta trước tìm một cái, đi qua nhìn một chút. Lý Thiên Mệnh tuyển định tinh đồ bên trái tinh thần, mau chóng đuổi theo. Hắn có dự cảm. Mượn nhờ vô lượng công đức cảnh giới tăng vọt, đại khái đã tiếp cận cực hạn. Tiếp đó, khả năng cần phải có đại quy mô cấp bậc hung đồ, mới có thể tạo đã đột phá. Bất quá, coi như lấy thực lực của hắn bây giờ, hẳn là có thể làm đến càng nhiều. Nói thí dụ như, xuyên qua sau cùng hai cái hắc động tinh thần. Tinh đồ bên phải hắc động tinh thần phụ cận, vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm kiếp lão, thất hồn lạc phách đứng tại huyết ý quỷ vương trước mặt, báo cáo chuyện mới vừa phát sinh. Hiện trường lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Dạng này không khí, đã từng có mấy lần. Lần thứ nhất, Lý Thiên Mệnh cướp đi hơn vạn kiếp nguyên. Lần thứ hai, Hạ Tử Loan Cổ Vân Ca bị giết. Lần thứ ba, Diệp Bồ Đề chiến tử,
100.000 kiếp khí bị đoạt đi. Lần thứ tư, 2.000 kiếp lão, bị phế 1.500 người. Ở trong đó, đáng sợ nhất chính là cái này lần thứ tư, lấy một địch ngàn, liền xem như tại thiên tinh cảnh, vậy cũng là ma quỷ cấp bậc. Lần này, chính thức phản ứng ra hỏa này, tại thiên tinh cảnh bên trong, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Loại này tĩnh mịch cùng khí huyết quay cuồng, số lần nhiều lắm, ngược lại không nổ tung, tại chỗ mấy vạn người cướp lão, trong mắt tràn đầy hung quang. Thỏ chết hổ buồn, ai không giận. Mọi người nhìn lấy huyết ý quỷ vương. Hắn là lần này thiên tinh cảnh hành động thống soái, để một tên tiểu bối bước đến cục diện như vậy, hắn cần phải chịu trách nhiệm. Kỳ thật, huyết ý quỷ vương hạ lệnh đình chỉ tìm kiếm bảo tàng, đã rất cho Lý Thiên Mệnh mặt mũi. Hắn cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lớn nhất không nghĩ ra là, một cá nhân thực lực, sao có thể tại thời gian ngắn, biến hóa như thế. Liền xem như trọng sinh Hiên Viên Si, cũng chưa tới loại trình độ này tăng vọt, dạng này quật khởi tốc độ, phá vỡ Viêm Hoàng Đại Lục 200.000 năm lịch sử thường quy, đừng nói là ta, hai vị kia, đồng dạng không nghĩ ra vấn đề này. Huyết ý quỷ vương nói. Tâm tình của hắn tại nhói nhói phía dưới, ngược lại bình thản. Bởi vì, hắn đã đem Lý Thiên Mệnh, xem như tông chủ cấp bậc đối thủ. Cứ như vậy, hắn liền sẽ không có vây giết tiểu bối xấu hổ cảm giác, ở trong lòng quấy phá. Nói thật, hắn bị Lý Thiên Mệnh bước đến trình độ như vậy, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến, trên thế giới này có hỗn độn thần đế loại này truyền thừa, có thể dựa vào chém giết hung đồ, thu hoạch vô lượng công đức đến để thăng cảnh giới. Đối toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục 2-100.000 năm qua, tất cả tồn tại qua người mà nói, đây đều là kỳ tích khó mà tin nổi. Tin tức không ngang nhau, hạn chế huyết ý quỷ vương sức tưởng tượng cực hạn. Bằng không, hắn tại ngay từ đầu, liền có thể để tác nghiệt nhiều người, lăn ra thiên tinh cảnh, một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho Lý Thiên Mệnh. Một số thời khắc, cơ hội bỏ qua, cũng chỉ có thể vô hạn lần bổ hố. Huyết ý quỷ vương, hiện tại cũng là như thế. Không chỉ là hắn, thiên tinh cảnh bên trong mấy vạn người, hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng chuyện này. Ta đến cùng thua ở chỗ nào? Huyết ý quỷ vương đều cười. Hết thảy còn không minh bạch, hắn liền để một tên tiểu bối, cho chỉnh thành dạng này. Hiện tại cửu cung thần vực, bởi vì Diệp Bồ Đề chết, đem huyết ý quỷ vương mắng cái máu chó đầy đầu. Ngay tại hắn đem đầu đều muốn phá thời khắc, có khác một đám người, đi tới phụ cận. Chính là hơn 1.000 cái, bát trọng sinh tử kiếp cảnh, nhị nguyên kiếp lão. Thực lực của bọn hắn, tiếp cận thiên tinh cảnh mắc chỉ số, những người này tập hợp một chỗ, so Lý Thiên Mệnh đánh bại cái kia 2.000 người, chí ít mạnh hơn 10 lần. Dẫn đội là hai cái quỷ vương, theo thứ tự là Ảnh Tử cùng Phù Du. Trong đó, Phù Du, sau khi tới, trực tiếp mang theo một nửa nhân mã, tiến về một cái khác hắc động tinh thần. Huyết ý quỷ vương ánh mắt, rơi vào cái kia giấu ở trong bóng tối, Ảnh Tử trên thân. Nàng trong tay cầm một tấm màu đen lưới, cái kia lưới đen lên đầy là gai nhọn, nội bộ trang lấy một cái máu me đầm đìa người, có thể nhìn đến, cái kia lưới đen rất nhiều sợi tơ, đã xuyên thủng huyết nhục của hắn, xuyên thấu cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ. Người cùng lưới đen, nghiêm chỉnh đã kết thành một thể. Bởi vậy có thể tưởng tượng, đến cùng có bao nhiêu đau. Lưới đen bên trong người, là một người trung niên nam tử. Hắn tướng mạo nguyên bản 10 phần anh tuấn, có thể nói là đại lục đứng đầu nhất trung niên Mỹ Nam, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, có lưu tròm râu nhỏ, ôn nhuận mà uyên bác, coi như tóc rối tung, trên thân tràn đầy huyết, hắn đều đầy đủ trầm tĩnh. Hắn chính là Dịch Tinh Ẩn. Vây khốn hắn lưới đen, cẩn thận khẽ đếm, sẽ phát hiện có 16 điều kiếp văn. Cái này kỳ thật vượt qua rất nhiều người nhận biết cực hạn, đại đa số người đều coi là 15 điều kiếp văn cũng là mạnh nhất kiếp khí. Tụ ảnh võng, còn có một chương thật sao? Huyết ý quỷ vương hỏi. Đúng, cho Lý Thiên Mệnh chuẩn bị xong, chỉ cần hắn xuất hiện, ta có thể bắt lấy. Ảnh Tử nói. Ngươi cộng sinh thú xuất mã, vấn đề không lớn, dù sao, quỷ ảnh vô tung, hắn chả không có phát hiện ngươi, liền có thể vào bẫy. Huyết ý quỷ vương nói. Không có cách, sự tình huyên náo quá lớn, hiện tại quân tâm bất ổn, như biết như thế, ta sớm cái kia tiến đến. Ảnh Tử nói. Là vấn đề của ta, không có coi trọng tiểu hài này. Huyết ý quỷ vương nói, chuyện này, hắn đã nhận thua, Ảnh Tử, đều xem ngươi. Yên tâm đi, có Dịch Tinh Ẩn tại, vấn đề không lớn. Ảnh Tử nói. Huyết ý quỷ vương trôi giạt đến,
cái kia lưới đen bên trong nam tử trước mặt. U, huyết ý quỷ vương, đã lâu không gặp, môi của ngươi, vẫn là mê người như vậy. Dịch Tinh Ẩn cười nói. Không bằng ngươi, tinh thần lang quân, mỹ danh quan tuyệt thiên hạ. Huyết ý quỷ vương nói. Ta già, không được, hiện tại đẹp trai nhất cái kia gọi Lý Thiên Mệnh, nghe nói huyết ý quỷ vương để cái này tiểu tử chơi đến phun máu 3 lần, cái này chua thoải mái, có phải hay không bảo ngươi không thể tin tưởng đâu. Dịch Tinh Ẩn cười nói. Ha ha, người trước khi chết, đều muốn ra 2 câu, lộ ra ngươi coi nhẹ sinh tử, vô dục vô cầu sao. Huyết ý quỷ vương lắc đầu cười nói. Không phải, ta là thật sự rõ ràng chào phúng ngươi, thật là một cái tuyệt thế đại sát bút. Dịch Tinh Ẩn mỉm cười nói. A, à, huyết ý quỷ vương vươn tay, xuyên qua lưới đen, cái kia móng tay thật dài, đâm vào Dịch Tinh Ẩn trong trái tim. Một cái đỏ như máu côn trùng, theo trong lòng bàn tay hắn đi ra, tiến vào Dịch Tinh Ẩn trái tim. Cảm thụ một chút, cái gì gọi là nhân sinh như khổ hải. Huyết ý quỷ vương rút tay ra. Sau một khắc, Dịch Tinh Ẩn cuộn mình lên. Hắn sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút, hai tay của hắn đè lại cổ họng, sắc mặt trực tiếp chuyển hướng tử sắc. Ngươi còn muốn tự vận đâu? Bằng hữu, còn sống mới là lớn nhất thống khổ, chết gọi là giải thoát. Chớ nằm mộng ban ngày. Huyết ý quỷ vương cười thời điểm, cái kia tù ảnh võng cuốn lấy Dịch Tinh Ẩn ngón tay, đem theo trên cổ kéo ra. Dịch Tinh Ẩn cắn chặt răng răng, trên cổ nổi gân xanh, hắn nhìn chòng chọc vào huyết ý quỷ vương. Muốn nói cái gì? Huyết ý quỷ vương mỉm cười hỏi. Ta, thảo, ngươi, lão, mẫu, thân. Thiên tinh cảnh một cái khác nơi hẻo lánh. Thứ 9 quỷ vương thanh minh quỷ vương, cùng huyết ý quỷ vương sau khi tách ra, lại an bài mấy đợt nhân mã, hướng huyết ý quỷ vương bên kia hội tụ. Giải quyết về sau, hắn mới một mình hướng một cái khác tinh thần mà đi. Bên này hắc động tinh thần, chỉ có một cái long thương nguyên, thanh minh quỷ vương tự nhiên muốn trước tới tọa trấn. Dựa theo sắp xếp của bọn hắn, sau đó không lâu, Phù Du sẽ mang theo đội ngũ khác, hướng bên này mà đến. Nếu như vậy, hai cái hắc động tinh thần đội ngũ, mới tính không sai biệt lắm. Thanh minh quỷ vương xuất ra tinh đồ, nhìn thoáng qua. Vượt ngang toàn bộ thiên tinh cảnh, hai cái này hắc động tinh thần cách đầy đủ xa, bất quá, đoán chừng tiếp qua 2 phút đồng hồ, liền có thể đến. Mụ nội nó, nếu không phải là bị áp chế nhiều như vậy trọng cảnh giới, ta 11 tầng sinh kiếp, điểm ấy khoảng cách, đảo mắt liền có thể đến. Dạng này phong cấm kết giới, để thanh minh quỷ vương, quả thực có chút biệt khuất. Hắn cảm giác mình bây giờ tốc độ tiến lên, quả thực cũng là tốc độ như rùa. Thất trọng tử kiếp, đó là ta 200 năm trước cảnh giới. Thanh minh quỷ vương hiện tại hơn 300 tuổi, tại tất cả quỷ vương bên trong, tuổi tác tính toán lớn nhất một cái. Hắn tư lịch sâu nhất, nhưng là thực lực yếu nhất. Rất nhiều hậu bối, cái sau vượt cái trước, nói thí dụ như huyết ý tử tiêu. Thanh minh quỷ vương một bên suy nghĩ tinh đồ, một bên tiến lên, bỗng nhiên, hắn dừng bước, bởi vì hắn cảm giác được, đằng sau có người đang đuổi chính mình. Hắn đột nhiên quay đầu. Một cái bạch y thiếu niên, số tuổi còn không có hắn số lẻ lớn, lại cười tủm tỉm đứng ở trước mặt hắn, hỏi, uy, lão già, nghe nói ngươi cộng sinh thú, là kinh khủng mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, có thể sinh rất nhiều con non thật sao? Thanh minh quỷ vương nhịn không được, xoa xoa ánh mắt của mình. Không sai, người tới chính là hắn nằm mơ, đều muốn chạm gặp Lý Thiên Mệnh. Hắn còn chuẩn bị bố trí thiên la địa võng, đi bắt hắn. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh thì một chút như vậy báo hiệu đều không có, xuất hiện tại trước mắt mình. Đừng lo lắng a, ta hỏi ngươi lời nói đâu, đem ngươi cộng sinh thú lấy ra đến xem, nhà ta muội tử đói bụng, ta suy nghĩ cộng sinh thú có trí tuệ không thể ăn. Nhưng là mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tử thể, vậy cũng là không não sinh mệnh, dù sao các người mẫu hoàng hệ ngự thú sư có thể sinh, ăn mấy trăm tấn không có gì đáng ngại a. Thiếu niên tóc trắng hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta, thanh minh quỷ vương chỉ chính mình. Hắn nửa gương mặt, phía trên tràn đầy lục phao, tựa như là con cóc một dạng. Đúng, nói đến cũng là ngươi, thanh minh quỷ vương, ngươi không được a, ngươi tốt xấu đều hơn 300 tuổi. Tạo nghiệt còn không có Diệp Bồ Đề 10% nhiều, ta còn lòng tràn đầy coi là, ngươi là một con cá lớn đây. Thật khiến ta thất vọng, thiếu niên tóc trắng cười khẩy nói. Ta xem như mở mắt, Lý Thiên Mệnh, thanh minh quỷ vương lắc đầu cười, hắn cảm giác trận này gặp gỡ quá kỳ diệu, hắn vui vẻ, hỏi, nói thẳng đi hài tử, Độc Cô Tấn, có phải hay không tại phụ cận? Không có a,
được rồi, ta không che giấu, ta ngả bài. Ngươi muốn làm gì? Ta khẩu vị lớn, muốn làm thịt quỷ vương. Nghe xong câu nói này về sau, thanh minh quỷ vương cái kia hẹp ánh mắt, lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt chỗ sâu giữ tợn sát cơ, đã sớm lan tràn đi ra, bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Hắn không có trả lời Lý Thiên Mệnh, mà chính là quét một vòng chung quanh. Chung quanh đây tương đối trống trải, gần nhất tinh thần đều rất xa, nói cách khác, Độc Cô Tấn rất không có khả năng tại phụ cận. Coi như Độc Cô Tấn, tại ta làm thịt cái này tiểu tiện xúc thời điểm xuất hiện, ta còn có thời gian rời đi. Thanh minh quỷ vương trước mắt, còn không biết Lý Thiên Mệnh, phế bỏ 1.500 kiếp lão sự tình. Ánh mắt hắn bên trong lưu chuyển lên âm lục sắc sóng nước, ánh mắt kia giống như là đem Lý Thiên Mệnh nhìn thấu. Trên thực tế, thanh minh quỷ vương vẫn luôn là cái người cẩn thận, hắn xưa nay không thích đánh không có nắm chắc chiến đấu. Mà lần này, tình huống tuy nhiên quỷ dị, nhưng hắn liên tục phán đoán, quyết định xuất thủ. Bằng không, chính mình đường đường quỷ vương, bị một cái đưa tới cửa muốn chết tiểu bối, cho hù chạy, cái kia trò đùa thì lớn. Cái này đáng chết phong cấm kết giới, để cho ta bực này nhân vật, làm thịt một cái tiểu hoa nhi, đều phải ước lượng, thật sự là gặp quỷ. Tại thanh minh quỷ vương quyết định không chạy thời điểm, hắn đối diện thiếu niên tóc trắng, đang nói ra mục đích về sau, gọn gàng mà linh hoạt, thứ tư đại cộng sinh thú, đều tại tinh quang thiểm diệu bên trong xuất hiện. Xích tinh lửa cháy bừng bừng đốt cháy phượng hoàng, màu đen lôi đình vần quanh hắc miêu, to lớn hung mãnh song đầu long, còn có một gốc mọc da đen trắng đỏ ba đóa hoa thương thiên cự thụ, đều nương theo tại Lý Thiên Mệnh bên người, sau đó, bọn họ dần dần tản ra, vậy mà đem thanh minh quỷ vương cho bao vây. Một tháng trước, lão phu nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, ta lại bị một cái tiểu hài tử truy sát. Thanh minh quỷ vương thật đúng là dở khóc dở cười. Hắn đều mộng. Chẳng lẽ, hắn không phải cửu cung thần vực ức vạn chúng sinh trong mắt, như thần minh một dạng chí cao chín đại quỷ vương một trong sao? Lý Thiên Mệnh, tại ta trong mắt, ngươi chính là một cái vừa ra đời mấy ngày trẻ sơ sinh, đường cũng sẽ không đi, não tử cũng cùng xúc sinh không sai biệt lắm, ngươi thật xác định, mình bây giờ thần trí thanh tỉnh. Thanh minh quỷ vương thật cũng không muốn nói ra lời nói, có thể vẫn là không nhịn được, muốn suy nghĩ một chút, dù sao quá khó hiểu. Già mà không chết là vì tặc, ta tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng giết ngươi như làm thịt gà. Lý Thiên Mệnh khinh miệt nói, kỳ thật hắn không thích miệng pháo, bất quá, hắn liền sợ ra hỏa này lòng nghi ngờ quá nặng chạy, tại là cố ý kích thích mỉa mai vài câu, có trợ giúp đối thủ bão nổi. Ta hiểu được, ngươi là thật là không chết qua, thanh minh quỷ vương bật cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn ra, hắn nổi giận. Xác thực không có, ta qua được rất tư nhuận đâu, muốn chết đều không chết được, van cầu ngươi giết ta đi lão thất phu. Lý Thiên Mệnh tại lúc nói chuyện, liền đã xuất ra Đông Hoàng kiếm. Cự kiếm kia phía trên vang lên răng rắc thanh âm, kim sắc cùng màu đen tách ra, cuối cùng tạo thành hai thanh trường kiếm sắc bén, hai thanh kiếm đều rất dồi dào bá khí, một kiếm uy nghiêm, một kiếm hung giận. Lý Thiên Mệnh phản tay nắm chặt màu đen Đông Hoàng kiếm, kim sắc Đông Hoàng kiếm chỉ hướng thanh minh quỷ vương, nói, nghe cho kỹ, hôm nay ta muốn đem của ngươi đầu chó chặt đi xuống, treo ở ta Thái Cực Phong Hồ bên ngoài, để đầy trời băng tuyết đông cứng ngươi thủ cấp, dạng này các loại nửa năm sau tuyết hóa, của ngươi đầu chó làm tan, chất thịt nói không chừng còn ngon, cầm lấy đi cho heo ăn vừa vặn phù hợp. Đây là nhục nhã. Ha ha, thanh minh quỷ vương vui vẻ, hắn xem ra không ăn loại này kế khích tướng. Có thể động tác của hắn, tuyệt đối không lừa được chính mình. Hắn nổi giận, xuất thủ. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh mục đích, thì đạt đến. Hắn liền sợ ra hỏa này không đánh mà chạy, nơi này khoảng cách hắc động tinh thần không tính xa, truy sát mạo hiểm quá lớn. Được, hôm nay liền để ngươi tiểu hài này, nhận thức một chút, cái thế giới này mặt khác. Thanh minh quỷ vương lạnh lùng nói. Cái gọi là mặt khác, đơn giản cũng là hắn âm ngoan thủ đoạn. Ăn cái này bốn con động vật nhỏ, thanh minh quỷ vương khô khan âm thanh âm lúc vang lên, một đầu kinh khủng cự thú, theo hắn cộng sinh không gian bên trong đi ra. Cái này một cái cự thú, vậy mà như lam hoang một dạng to lớn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt co rụt lại, ánh mắt liếc nhìn đi qua, đem cái này cự thú hết thảy diện mạo, đều thu vào trong mắt. Đây là một cái cự trùng. Hắn thân thể hiện lên hình sợi dài, toàn thân đại bộ phận là màu xanh biếc, còn có áo giáp màu đen. Đầu nó so sánh lớn, xúc giác cũng rất lớn lên, trước ngực bên trên có nặng nề như núi cương giáp, kiên giống yên ngựa giống như hướng về hai bên phải trái kéo dài đến hai bên.
hắn chân 10 phần phát đạt, nhất là chân sau vô cùng lớn lên, bắp thịt mạnh mẽ đanh thép, xương vỏ ngoài cứng rắn, xương ống chân còn có bén nhọn cưa đâm, xem xét chính là kinh khủng chiến đấu thần binh, cái kia răng cưa phía trên, thậm chí còn có thể nhìn đến, có hư thối huyết nhục treo ở phía trên. Cái này cự trùng phần lưng, còn một cặp như trong suốt như lưỡi đao cánh, bây giờ triển khai, có thể để nó trong tinh không, càng thêm linh hoạt. Đáng sợ nhất chính là giác hút của nó, trên đó mọc ra bén nhọn hàm răng, độ cứng có thể so với đỉnh cấp kiếp khí, có thể tưởng tượng, nếu để cho gia hỏa này cắn một cái, tuyệt đối máu thịt be bét. Đây quả thực là một trương miệng to như chậu máu. Tại trên ánh mắt của nó, Lý Thiên Mệnh thấy được 921 cái điểm sao. Nghe nói cửu giai sinh tử kiếp thú, toàn bộ Viêm Hoàng đại lục số lượng cũng không nhiều. Mấu chốt là, đây là một cái, 11 tầng sinh kiếp, cảnh giới cộng sinh thú, muốn không phải nơi này là thiên tinh cảnh, cái này một cái cự trùng, tùy tiện đều có thể cắn chết Lam Hoang. Tại cửu cung thần vực, nó thanh minh thôn thiên trùng, danh hào, hạng gì vang dội. Truyền thuyết, nó mỗi ngày đều muốn ăn rơi vô số huyết nhục, những thứ này huyết nhục đều là cửu cung người của thần vực, theo Trầm Uyên chiến trường săn giết mà đến hung thú, nếu là cung ứng trễ, nó liền ăn hết hỏng việc người cộng sinh thú. Nghe nói cái này thanh minh thôn thiên trùng cái gì đều ăn, liền linh túy linh quặng cũng không ăn kiêng, này tử thể chỗ đến, có thể đem một cánh rừng, trực tiếp ăn thành hoang mạc. Làm mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, thanh minh thôn thiên trùng, là có thể sinh sản ra tối cao tử thể cộng sinh thú. Tại tối đỉnh phong thời điểm, có thể sinh ra 400 triệu tử thể thanh minh trùng. Vậy đơn giản là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, già thiên tế nhật, bọn chúng buông xuống, quả thực như là ngày tận thế. Lý Thiên Mệnh trong mắt hơi híp, cái này không phải liền là châu chấu sao. Hắn tại Đông Hoàng Tông Thái Nhất Tháp tranh phong thời điểm, ngộ qua một cái cộng sinh thú là châu chấu gia hỏa, tên là Công Tôn Xí. Bất quá, cái kia châu chấu, cùng Thanh Minh Quỷ Vương tương đối, một cái ở trên trời, một cái tại đất. Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, đây là quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục siêu cấp cộng sinh thú. Ngay tại nó xuất hiện thời điểm, ông một tiếng, vô số Thanh Minh Trùng, theo nó phần đuôi phun ra đi ra. Cái kia thanh minh trùng chiều cao đại khái chỉ có 2 cm, nhưng kiên cường có thể ăn, độ cứng kinh người, số lượng quả thực vô cùng vô tận. Đối phương một trận này cuồng phún, liền đã giả thiên tế nhật, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Thiên tinh cảnh phong cấm kết giới, đồng dạng phong cấm thanh minh thôn thiên trùng cảnh giới, này lại áp chế nó năng lực sản xuất, cho nên nó tử thể số lượng, so đỉnh phong thời kỳ kém xa. Những tử thể này tại không có thức ăn tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào sinh tử kiếp lực, theo hạt bụi nhỏ giống như tồn tại, nhanh chóng diễn hóa thành thanh minh trùng sinh ra. Dưới loại tình huống này, chỉ cần bọn họ ăn hết Lý Thiên Mệnh 4 cái cộng sinh thú, liền có thể bảo trì chiến đấu lực. Ong ong ong, vô số thanh minh trùng, hướng về Lý Thiên Mệnh một người 4 thú cuốn tới. Cái này thanh minh trùng kết thành phong bế lĩnh vực, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Bọn họ chồng chất thành một cái cự đại hình tròn không gian, đem Lý Thiên Mệnh bọn họ, triệt để khóa kín ở bên trong. Ăn hết bọn họ, lưu một cái đầu người là đủ. Thanh Minh Quỷ Vương lãnh đạm nói. Hắn ánh mắt có chút hừng hực. Hắn nghĩ là, Lý Thiên Mệnh trên thân rất nhỏ nhiều, đại bộ phận đều đã bại lộ. Nhưng nếu là tồn tại, không người biết được bảo bối, chẳng phải là có thể về chính mình tất cả. Hắn sinh ra tham niệm. Sau đó... Hắn ngoại trừ phân phó thanh minh thôn thiên trùng bên ngoài, tự thân cũng không nghĩ nhàn rỗi. Công lao cũng là công lao, nhanh chóng độc hưởng, tự nhiên tốt nhất. Vì thế, hắn theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một thanh binh khí. Đó là một thanh thanh cương đại liêm đao, có màu đen cán dài, lưỡi đao bộ phận phía trên, hết thảy có 9 cái thống khổ mặt người song song. Lưỡi đao cái này phía trên, 15 điều kiếp văn hết sức rõ ràng, xem xét cũng là đỉnh cấp kiếp khí. Trên đó thiêu đốt lên một loại ngọn lửa màu xanh, còn có vạn thú gào thét, quỷ ảnh kêu khóc, nghiêm chỉnh là một thanh hung binh. Đây là Thanh Thiên Quỷ Liêm. Thanh Minh Quỷ Vương hất lên trường bào màu xanh lục, trên thân khói xanh lượn lờ, trên bờ vai gánh lấy cái này to lớn Thanh Thiên Quỷ Liêm, cả người dẫm tại cái kia Thanh Minh Thôn Thiên Trùng trên đầu, nửa tấm tràn đầy lục phao trên mặt, tràn đầy nụ cười dữ tợn. Hắn vươn ra cánh tay trái, cùng cái này má trái một dạng, phía trên tràn đầy lục phao còn không ngừng nổ tung, toát ra xanh biếc mủ dịch, tản ra một cỗ bao phủ tinh không hôi thối. Thật không hổ là quỷ vương, khó có thể tưởng tượng ra hỏa này ở bên ngoài, đến cùng khủng bố đến mức nào.
Bất quá không quan hệ, hắn cảnh giới bây giờ, giới hạn tại thất trọng tử kiếp, tại lực lượng phương diện phía trên còn không bằng ta. Đến mức còn lại phương diện, mặc kệ là binh khí, chiến quyết, cộng sinh thú đẳng cấp các phương diện, ta một điểm nào kém hắn. Hắn duy nhất so với ta mạnh hơn, cũng là hơn 300 năm chiến đấu kinh nghiệm. Đây hết thảy, đều là Lý Thiên Mệnh, đi tới nơi này hắc động tinh thần phụ cận, ngẫu nhiên gặp Thanh Minh Quỷ Vương, lựa chọn động thủ nguyên nhân. Lý Thiên Mệnh làm vì chúng nó bốn cái lão đại, hiện tại thiên tiên đều nhanh đói xong chóng mặt, hắn đương nhiên muốn cho ăn no cái này tiểu muội tử a. Thiên tiên, nhìn thấy chưa, cho ta thỏa thích ăn đi. Không dùng Lý Thiên Mệnh nói, cái kia đầy trời vô tận thanh minh trùng, đã như là mưa như chút nước mưa to, theo bốn phương tám hướng đâm vọt lên. Hiện tại, chính là người nào ăn người nào vấn đề. Thanh minh trùng xông về thiên tiên cánh hoa, lá cây, cành, dây leo, cắn xé cuồng ăn, mà thiên tiên trên thân mạnh nhất màu đen sợi rễ, tại cực độ đói khát tình huống dưới, tỉnh lại nuốt ăn bản năng. Những thứ này phát đạt sợi rễ, như là bom nổ xuyên thấu ra ngoài. Nó căn bản không dùng nhắm chuẩn, mỗi một cây sợi rễ đều có thể xuyên thủng vô số thanh minh trùng. Sợi rễ của nó, đối thanh minh trùng tới nói có chút to, Lý Thiên Mệnh vốn là coi là, hiệu suất của nó sẽ rất thấp. Không nghĩ tới chính là, đúng vào lúc này, những thứ này màu đen sợi rễ, trực tiếp vô số lần phân nhánh, đến sau cùng phân hóa ra sợi rễ. Chỉ có sợi tóc một dạng to, số lượng lại cao đến ngàn vạn. Sợi tóc một dạng thật nhỏ màu đen sợi rễ, đi mặc thấu thanh minh trùng, vậy liền đơn giản nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thiên tiên vĩnh viễn không sợ, thì là đối phương, nhiều người nhưng đơn thể chiến đấu lực thấp. Mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tử thể, cũng là dựa vào số lượng thủ thắng. Loại này số lượng, chính là khởi nguyên thế giới thụ tại đoàn trong chiến đấu, lớn nhất không sợ đồ vật. Cái kia ngàn vạn sợi tóc phẩm chất sợi rễ, mỗi một cây đều như cánh tay của nó một dạng. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nó làm sao có thể làm đến, tâm phân ngàn vạn dùng, mỗi một cây cần, đều có thể tinh chuẩn xuyên thủng vô số thanh minh trùng. Cái này đoán chừng cũng là chủng tộc thiên phú đi. Động vật cùng thực vật, thì có những thứ này căn bản tính khác biệt. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, những cái kia hung tàn thanh minh trùng, đang bị tiên tiên xuyên thủng về sau. Lập tức huyết nhục khô kiệt. Liền sọ não đều bị ăn sạch sẽ. Ta dựa vào, đây là ta gặp được, cái thứ nhất phản ăn côn trùng cây. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Thói xấu, Huỳnh Hỏa trợn mắt hốc mồm. Nó bỗng nhiên chạy như bay ra ngoài, trực tiếp phun lửa. Muội tử, kiềm chế một chút, các loại gà đại ca cho ngươi nướng côn trùng ăn. Lý Thiên Mệnh, đem thìa là, dầu vừng, bột hồ tiêu cho ta. Huỳnh Hỏa cười to nói. Thôi đi ngươi. Đặc thù thời điểm, cũng không cần truy cầu mỹ vị, nhét đầy cái bao tử là được. Lý Thiên Mệnh nói, tiên tiên hiện tại hoàn toàn ăn điên rồi, một trận ăn như hổ đói. Linh thể của nó, còn tại cộng sinh không gian nằm sấp ăn không khí đâu. Cái kia mông nít nhỏ bẻ lên cao, tiểu hôi trứng vừa bắn đến nó bên cạnh, kết quả bị nó một cái tay vung bay ra ngoài, trực tiếp không còn hình bóng. Hiển nhiên gia hỏa này còn hộ ăn. Bất quá, cũng có rất nhiều thanh minh trùng. Trực tiếp ghé vào nó nhánh cây, trên đóa hoa, cắn xé khởi nguyên thế giới thụ thân thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên tiên toàn thân phía trên, đều bò đầy thanh minh trùng. Đây là tại lẫn nhau ăn. Loại cảnh tượng này, quả thực là thế giới kỳ quan. Tiên tiên ăn côn trùng, lớn lên cành lá, sau đó thanh minh trùng đang ăn nó cành lá. Lúc này, thì xem ai chủng tộc thiên phú, mạnh hơn. Nói thật, thanh minh trùng số lượng nhiều như vậy. Một trận này cuồng ăn, để vốn là vừa mới ăn một chút tiên tiên, lập tức lại tiến nhập trạng thái đói bụng. Oa, thật đói a, tiếp tục ăn. Nó tại cộng sinh không gian bên trong, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Dám cắn ta, thật vất vả ăn đi ra cành lá, lại cho đối phương gặm được, cái này khiến tiên tiên nổi giận. Vĩnh dạ ma chú, thi triển. Cái kia vĩnh dạ sắc phi phía trên ám tinh phấn hoa, bỗng nhiên tản ra, hóa thành ngàn vạn điểm sao, lập lòe lái đi. Bao phủ tại mỗi một cái thanh minh trùng trên thân. Không sai, vĩnh dạ sắc phi, cũng là này chủng loại hình cộng sinh thú tử thể khắc tinh. Những thứ này thanh minh trùng, chỉ có yếu ớt linh hồn, tới đón thụ mẫu thể trưởng khống, làm ám tinh phấn hoa tan vào bọn họ thân thể về sau, trực tiếp đã dẫn phát bạo loạn. Cơ hồ rất nhanh, thanh minh thôn thiên trùng, thì đã mất đi đối cái này hơn 100 triệu thanh minh trùng khống chế. Thanh minh trùng lẫn nhau ở giữa,
bắt đầu cắn xé nuốt ăn. Một khi bọn họ không có toàn bộ đối phó tiên tiên, tương đương với thăng bằng bị đánh phá, tiên tiên thôn phệ tốc độ vượt qua đối phương. Tiếp đó, nó cành lá bắt đầu sinh trưởng tốt, tổn thất bộ phận toàn bộ đi ra, chiến đấu lực cấp tốc hướng về đỉnh phong tới gần. Thanh minh trùng bị ăn đến càng ngày càng ít, bị phong cấm cảnh giới, thanh minh thôn thiên trùng, cũng rất khó sinh sản ra càng nhiều thanh minh trùng, đến hình thành ưu thế áp đảo. Lý Thiên Mệnh cùng thanh minh quỷ vương, đều bị tràng diện này rung động đến. Không hề nghi ngờ, tiên tiên càng ngày càng sinh cơ bừng bừng, khởi nguyên thế giới thụ chẳng mấy chốc sẽ chiến đấu lực tăng mạnh. Thanh minh quỷ vương cái kia khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật cộng sinh thú, hắn chỗ dựa lớn nhất cũng là những thứ này thanh minh trùng. Hoàn toàn bị tiên tiên khắc chế. Hết thảy, không ra ngoài Lý Thiên Mệnh sở liệu. Khắc chế quan hệ, thì là một loại nghiền ép. Trừ phi là ở bên ngoài, thanh minh trùng số lượng, nhiều đến có thể mấy hơi thời gian, đem khởi nguyên thế giới thụ ăn sạch sẽ. Nếu không, liền sẽ bị phản ăn. Cục diện như vậy, cùng Lý Thiên Mệnh dự liệu không sai biệt lắm, đây là hắn dám ở chỗ này, đối phó thanh minh quỷ vương lý do. Quyết đấu quỷ vương, sao mà to gan lớn mật. Đây chính là một cái thần vực tông chủ cấp thân phận khác. Nhưng Lý Thiên Mệnh quyết định cùng hắn nhất chiến. Bây giờ, khởi nguyên thế giới thụ tại trong thời gian ngắn, trực tiếp làm trên ức thanh minh trùng sụp đổ. Tiếp đó, nó giải quyết hết tất cả thanh minh trùng, đều không là vấn đề. Nói thật, trước lúc này, thanh minh quỷ vương thì sắc mặt đại biến, cảm thấy không đúng. Hắn cùng cái kia thanh minh thôn thiên trùng, gần như đồng thời động thủ. Bực này mẫu hoàng hệ cộng sinh thú cận chiến năng lực, đó cũng là tương đương kinh khủng. Nhất là cái kia miệng to như chậu máu cùng tráng kiện chân sau, đột nhiên bắn ra, đừng nhìn thân thể nó to lớn, tốc độ nhanh đến kinh người. Giết! Tiên tiên thành lập ưu thế, tiếp đó, thì xem bọn hắn những thứ này làm huynh trưởng. Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ, trực tiếp chia làm hai tổ. Huỳnh hỏa bựa treo ở Lam Hoang trên đầu, tại Lam Hoang lấy thiên trọng tinh hoàn. Cùng cái kia thanh minh thôn thiên trùng đụng vào nhau thời điểm, nó trên thân hỏa diễm bạo phát, kiếm khí mãnh liệt, luyện ngục hỏa ảnh thi triển, vô ảnh vô tung. Lam Hoang lấy thân thể máu thịt, kháng trụ cái này 11 tầng sinh kiếp thanh minh thôn thiên trùng, huỳnh hỏa thì lăn lộn trên chiến trường, tìm nhược điểm của đối phương, lục đạo sinh tử kiếm quyết thô bạo thi triển. Dạng này tổ hợp, đối thanh minh thôn thiên trùng tới nói, tuyệt đối khó chơi. Một cái đánh không chết, một cái chẳng những đánh không trúng. Còn làm người buồn nôn. Huỳnh hỏa thân thể tiểu, có lúc cũng là một loại ưu thế, nhất là có Lam Hoang tình huống dưới. Nó rất là ưa thích cùng Lam Hoang cùng một chỗ đánh nhau người khác, chỉ cần có Lam Hoang cái này mãnh thú tại, căn bản không ai có thể bận tâm đến nó. Ngay tại Huỳnh hỏa phụ cận không xa, Miêu Miêu cũng giống như thế. Đồng dạng nó cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, đối phó đối phương ngự thú sư thời điểm, nó trên cơ bản đều không thi triển đế ma hỗn độn. Bởi vì, bản thể của nó càng linh hoạt càng mãnh liệt, tuy nhiên nhục thân chiến lực kém một chút, có thể thần thông uy lực, cũng không bị ảnh hưởng. Đến, tại Lý Thiên Mệnh to gan lớn mật, cùng cái này thứ 9 quỷ vương trùng sát cùng một chỗ thời điểm, Miêu Miêu vạn cực điện võng, hướng thẳng đến thanh minh quỷ vương nhào lên. Nhiều người, cũng là chính nghĩa. Ngay sau đó, Miêu Miêu vô hạn lần sử dụng lôi đình thần thông. Hỗn độn thiên kiếp, hồn thiên địa ngục truy hồn điện chờ một chút. Điên cuồng oanh kích cái này cuồng bạo thanh minh quỷ vương. Cùng lúc đó, nó còn ở bên cạnh nhanh như điện chớp, thỉnh thoảng xông đi lên, dùng nó cái kia thái bạch ma cốt móng vuốt, gãi thanh minh quỷ vương một chút. Cái này nếu như bị gãi chúng, mặc kệ thanh minh quỷ vương, tu luyện cái gì luyện thể chiến quyết, vậy cũng là sâu đủ thấy xương vết máu. Thanh minh quỷ vương không có cách nào quản Miêu Miêu. Thứ nhất là tốc độ nó nhanh, hình thể tiểu, thứ hai cũng là Lý Thiên Mệnh. Ở chính diện chém giết bên trong, mang cho hắn tương đương áp lực cực lớn. Cảnh giới ngang bằng thời điểm, Lý Thiên Mệnh tại vũ khí, chiến quyết các phương diện lực sát thương, lộ ra càng thêm nổi bật. Hắn rõ ràng cảm giác được, thanh minh quỷ vương cảnh giới lực lượng, cùng Diệp Bồ Đề không sai biệt lắm. Bất quá, hắn xác thực thủ đoạn rất nhiều, tầng tầng lớp lớp. Một lần quyết đấu, mười mấy loại chiến quyết cùng một chỗ sử dụng, toàn bộ đều là tam nguyên sinh tử chiến quyết. Luận ảo diệu cùng uy lực, đã tiếp cận lục đạo sinh tử kiếm quyết. Đương đương đương. Hắn thanh thiên quỷ liêm cùng Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm giao phong, tuôn ra chướng mắt sao hỏa. Người có phải hay không lại tăng lên cảnh giới? Người bây giờ đến cùng thứ mấy trọng kiếp cảnh, thanh minh quỷ vương tại giao phong về sau,
tâm tình chấn động. Ta nhất trọng sinh kiếp, có phục hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đắc ý như vậy, là cho là mình đã thắng sao? Thanh Minh Quỷ Vương tuy nhiên lấy một địch hai, nhưng là hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh một người một thú, đánh được bao nhiêu hung tàn, hắn ứng đối thủ đoạn xác thực nhiều. Mấy chục loại chiến quyết, thậm chí tạo thành tổ hợp. Tam Nguyên Sinh Tử chiến quyết liệt vực âm hồn thủ. Thanh Thiên Quỷ Liêm quét ngang mà qua thời điểm, tay trái của hắn sâu ra, vô số khói xanh bao phủ phía dưới, cái kia như bạch cốt một dạng tay cầm, vươn hướng Lý Thiên Mệnh cổ. Làm! Lý Thiên Mệnh đồng dạng lấy cánh tay trái, chặn một kích này. Thanh Minh Quỷ Vương cười lạnh, thân thủ bóp, muốn bóp nát Lý Thiên Mệnh cánh tay, nhưng hắn lập tức biến sắc. Bởi vì, hắn nắm bất động. Người cái tay này, hắn trừng to mắt thời khắc, một tòa cự đại màu trắng bảo tháp, từ trên trời đánh xuống đến, đập vào ót của hắn phía trên. Ngay sau đó, Miêu Miêu ngay tại trên lưng của hắn, xé rách xuống tới một khối tràn đầy lục phao huyết nhục. Oa nha, thối quá. Miêu Miêu kêu thảm một tiếng, miệng đều mục nát, có thể thấy được cái này Thanh Minh Quỷ Vương thịt đến cỡ nào buồn nôn. Ha ha, tốt ngươi cái xúc sinh. Thanh Minh Quỷ Vương bị nện đến đầu đầy là huyết. Hắn thoát ly Lý Thiên Mệnh công kích vòng, nhìn lại, Lam Hoang cùng Huỳnh Hỏa, cùng cái kia Thanh Minh thôn thiên trùng đánh đến long trời lỡ đất, cũng là một trận tử chiến. Phiền phức chính là, cái kia hơn ước Thanh Minh trùng lại càng ngày càng ít. Đến đằng sau, Tiên Tiên khẳng định sẽ thêm vào chiến cục. Trên thực tế, chỉ là lúc này thời điểm, Tiên Tiên Thánh Quang Đằng Mạn, liền đã tại trợ giúp Huỳnh Hỏa Lam Hoang. Thanh Minh Quỷ Vương thật sâu cau mày. Không nghĩ tới cái này tiểu tiện xúc, ỷ vào thiên tinh cảnh áp chế, cộng sinh thú thật đúng là kỳ diệu, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, không thể khinh thường. Huyết ý gia hỏa này, cũng là quá coi hắn là tiểu hài tử, hiện tại mặt mũi mất hết, ta bị vây ở thiên tinh cảnh, nhất định phải coi hắn là cùng cấp bậc đối thủ. Tâm tính chuyển biến, cả người thì thoải mái hơn. Trong lòng âm ngoan sát cơ, càng ngày càng tràn đầy. Hắn cũng không sợ Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu liên thủ, chính là sợ Tiên Tiên. Tiên Tiên khắc chế chết hơn 100 triệu thanh minh trùng, tiếp tục như vậy, nó sớm muộn thêm vào chiến cục, sẽ đánh phá thăng bằng, đến lúc đó thì nguy hiểm. Nhất định phải lập tức làm thịt cái này tiểu tiện xúc. Thanh Minh Quỷ Vương ánh mắt bộc phát ra vạn trượng lãnh quang, khóa chặt lại lần nữa trùng sát mà đến Lý Thiên Mệnh. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh trên thân, cái kia ánh sáng nhân hoàng long giáp buông xuống. Hắn toàn thân lực lượng, phòng ngự, tốc độ các đại phương diện tăng vọt, cái kia nhân hoàng long giáp phải rồng, thậm chí lan tràn đến đông hoàng kiếm phía trên, để cái này một đôi đông hoàng kiếm, đều biến đến càng thêm to lớn. Phảng phất có năm đầu già thiên tế nhật thần long, nương theo lấy Lý Thiên Mệnh trùng sát mà đến. Ngươi chính là quá non nớt, ta cảnh giới là bị áp chế, có thể ta lăn lộn hơn 300 năm, không có điểm tiểu thủ đoạn, ta có thể lên làm quỷ vương. Thanh Minh Quỷ Vương âm lãnh cười một tiếng, lúc nói chuyện, hắn đem quần áo trên người, trực tiếp xé rách ra. Ta đi, cay ánh mắt. Lý Thiên Mệnh bị cái này lẳng lơ thao tác dọa sợ. Đối phương muốn là Lý Thải Vi còn tốt, có thể đó là cái xấu xí lão già nát rượu a. Đúng vào lúc này, một cỗ hôi thối đánh thẳng tới. Lý Thiên Mệnh coi là thật bị thối đến toàn thân run rẩy. Loại này mùi thối quả thực thì là một loại kịch độc, Miêu Miêu hít vào một hơi, đều muốn miệng sùi bọt mép. Cứu mạng A Meo, ta đều khoang miệng loét, còn để cho ta thối phải đem mật đều cho phun ra. Ta muốn đổi đối thủ. Miêu Miêu vô cùng hâm mộ nhìn lấy Huỳnh Hỏa bọn họ. Bất quá, thì trong chớp nhoáng này, Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang cũng bị hôi thối tác động đến, bị Thanh Minh thôn thiên trùng tìm được cơ hội, vừa thành lập ưu thế, lập tức xoay chuyển. Liền Huỳnh Hỏa đều bị đối phương răng cưa bổ một nhát, trên lưng tràn đầy vết máu. Trong nháy mắt này, xé rách rơi mất quần áo Thanh Minh Quỷ Vương, một nửa thân thể đều là lục phao. Chàng diện kia, quả thực có chút quá chua xướng rồi. Hắn muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh lập tức liền trông thấy, cái kia lục phao một bên thân thể, nhanh chóng nhúc nhích, vậy mà cùng những bộ phận khác cắt đứt ra. Thanh Minh Quỷ Vương, trực tiếp một phân thành hai. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, hắn bị phanh thây. Kỳ thật không có. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái kia lục phao, chỉ là bao trùm ở trên người hắn một lớp da da. Làm tầng này da thịt, rụng xuống thời điểm, Thanh Minh Quỷ Vương thân thể là hoàn chỉnh. Hắn tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, mặc vào một thân xanh biếc kiên cường chiến giáp, khoảng chừng 15 điều kiếp văn.
Mấu chốt là, một bên khác, trên người hắn phân liệt xuống một khối xanh biếc huyết nhục, vậy mà tại mãnh liệt trưởng thành bành trướng, hóa thành một cái đường kính chí ít 10 mét xanh biếc thịt heo nhọt. Cái kia đại nhục lựu thượng, tràn đầy vấn đề cùng Lục Phao. Làm cái này Lục Phao nổ tung thời điểm, hôi thối trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, loại này mùi thối đáng sợ đến, liền nhân hoàng long giáp đều cách không dứt được, luyện ngục thuẫn giáp cũng có thể mặc thấu. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Lục thủy quỷ ma công, nghe nói qua sao? Thanh Minh quỷ vương tay cầm thanh thiên quỷ liêm, đứng tại cái kia xanh biếc thịt heo nhọt bên cạnh, nhếch miệng cười lạnh. Kỳ thật, làm trên người hắn không có Lục Phao về sau, không có chút nào xấu xí. Thậm chí đó có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ vẫn là cái mỹ nam. Lục thủy quỷ, chưa nghe nói qua, Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Người quả nhiên tuổi trẻ, không có gì kiến thức, đây là chúng ta cửu cung thần vực thập đại ma công một trong, đương nhiên, các ngươi xưng là cấm thuật. Thanh Minh quỷ vương sờ lấy cái kia xanh biếc thịt heo nhọt, trong mắt tràn đầy đắc ý. Nói cách khác, đây là cảnh giới công pháp bên ngoài đặc thù công pháp. Thần hồn thiên thư, cũng là này chủng loại hình công pháp. Còn có ma lam quyết, tím huyết hồn ấn, vân vân. Ta dùng 300 năm, giết người thủ mật, nuốt tu luyện, thưởng thức trên thế giới tất cả đắng chát, tại trên thân thể luyện được lục thủy quỷ. Ta mạnh, nó thì cường. Thanh Minh quỷ vương nhếch miệng cười nói. Tương đương với phân thân, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi vẫn rất có ngộ tính, Thanh Minh quỷ vương nói. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Xem ra, đặc thù công pháp huyền diệu, có thể sánh ngang chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sai, công pháp ảo diệu, vĩnh viễn tại chiến quyết phía trên. Chiến quyết chỉ là trò xiếc, công pháp mới là căn bản. Thanh Minh quỷ vương nói. Thụ giáo, Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, đời sau sẽ chậm chậm học. Thanh Minh quỷ vương nói. Tại hắn lúc nói chuyện, cái kia xanh biếc thịt heo nhọt, dần dần biến hóa thành hình người. Hắn thân cao mười mấy mét, toàn thân đều là vấn đề cùng Lục Phao, đồng dạng hôi thối ngút trời. Ngay sau đó, cái này, lục thủy quỷ, vọt thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Nó ngưng tụ nhất quyền, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh lên đến. Cái kia kinh khủng hôi thối, hôn đến Lý Thiên Mệnh dạ dày lăn lộn, hắn trực tiếp nôn, toàn thân đều suy yếu không ít. Cút, thiên kiếp kiếm khí bổ ra ngoài, kiếm sáng lóng lánh, vậy mà tại chỗ đem cái kia lục thủy quỷ, cho chém thành hai nửa. Dạng này liền không có. Lý Thiên Mệnh cảm thấy không có khả năng. Quả nhiên thì sau đó một khắc, cái kia kéo vỡ thành hai mảnh huyết nhục, lại lần nữa hợp lại cùng nhau, nhất quyền oanh đến. Ầm ầm, Miêu Miêu theo mặt bên lấy hồn thiên điện ngục, tạo thành màu đen lôi đình vòng xoáy, đâm vào cái này lục thủy quỷ trên thân. Đem đụng bay ra ngoài, mới khiến cho Lý Thiên Mệnh tránh thoát một kiếp. Bất quá, Thanh Minh quỷ vương vì giết hắn, ngay sau đó liền lần nữa lại giết tới trước mắt. Lý Thiên Mệnh, người mới mấy tuổi, người có tư cách gì, tại quỷ vương trước mặt, khoe khoang ngươi vô tri cùng nông cạn. Thanh Minh quỷ vương hét lớn một tiếng. Thanh thiên quỷ liêm, kinh thiên đánh xuống. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh sau lưng, cái kia đánh không chết lục thủy quỷ, lại lần nữa nhào tới, hôi thối lại lần nữa đột kích. Cái này một đống bướu thịt âm lạnh thấu xương, còn mang theo kịch độc hôi thối. Tại nhào lên thời điểm, nó thậm chí trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số tiểu bướu thịt, mỗi một khối đều mọc ra miệng, đến cắn xé Lý Thiên Mệnh thân thể. Dạng này buồn nôn tràng diện, lại thêm ở khắp mọi nơi mùi thối, quả thực gọi người tê cả da đầu. May mắn Miêu Miêu kịp thời tới, nó ngăn không được cái kia lục thủy quỷ, thì dùng vạn cực điện võng cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, đem trực tiếp văng ra ngoài. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh thần hình câu diệt kiếm quét ngang, đem cái này lục thủy quỷ chặt thành thịt nát, kết quả đối phương trong nháy mắt, thì ngưng kết thành một đoàn. Hoàn toàn giết không chết. Hắn xác thực vô cùng đau đầu. Đối với Thanh Minh quỷ vương tới nói là một cơ hội. Trong tay hắn thanh thiên quỷ liêm cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để Lý Thiên Mệnh hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, liền nhân hoàng long giáp uy lực, cũng bắt đầu biến mất. Quả nhiên, liền cái này yếu nhất quỷ vương. Đều như thế khó chơi. Dùng hỏa diễm đối phó cái này lục thủy quỷ, cần phải so lôi đình tốt một chút. Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động, đang muốn để huỳnh hỏa tới. Đúng vào lúc này, cái kia lục thủy quỷ tại xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên chuyển hướng Miêu Miêu. Cái này một cái xanh biếc thịt heo nhọt, trực tiếp đập vào Miêu Miêu trên thân, một tầng thối thịt nhúc nhích triển khai, trực tiếp đem Miêu Miêu toàn thân đều nuốt vào. Xì xì xì.
Mãnh liệt màu đen lôi đình, tại cái này lục thủy quỷ trên thân nổ tung, thế nhưng là nó cái này huyết nhục, lại lấy tốc độ nhanh hơn, xé rách Miêu Miêu thân thể, tràn vào trong thân thể của nó. Ngươi cộng sinh thú, cần phải thẳng bổ dưỡng, để nó trở thành ta lục thủy quỷ một bộ phận đi. Thanh minh quỷ vương giễu cợt thanh âm, truyền khắp bốn phía. Miêu Miêu cực kỳ nguy hiểm. Nó dù là hóa thành đế ma hỗn độn, đều không đem bao khỏa nó lục thủy quỷ căng ra. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh hỏa khí dâng lên. Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên cùng Lam Hoang, đều nhìn đến bên này một màn. Mèo ca, Tiên Tiên gấp đến độ chảy nước mắt, liền vội hỏi Lý Thiên Mệnh, ta có thể ăn khối này thịt thịt sao? Có thể a, nhưng là thúi như vậy, ác tâm như vậy, cái này lục thủy quỷ nhúc nhích, quả thực khiến người ta lưng phát lạnh. Không có a, thơm ngào ngạt đâu, Tiên Tiên dùng ngây thơ thanh âm nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giải thích vì, động thực vật đối mùi thối lý giải khác biệt đi. Nhanh, không dùng hắn nói, Tiên Tiên phân ra 80% màu đen sợi rễ, trong nháy mắt quấn ở lục thủy quỷ trên thân. Những cái kia sợi rễ trực tiếp đâm vào huyết nhục bên trong, đem lục thủy quỷ hoàn toàn dây dưa. Cẩn thận, chớ ăn đến Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh vội vàng nhắc nhở. Không ăn mèo ca, mèo thịt quá thiêu, Tiên Tiên ngạo kiều nói. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, tim đập rộn lên. Hắn đánh giá thấp thanh minh quỷ vương đáng sợ. Bất quá, giống như Tiên Tiên, còn có thể khắc chế cái này lục thủy quỷ. Hắn đoán chừng cái này một miếng thịt nhọt, lôi đình bổ không diệt, hỏa diễm đoán chừng cũng rất khó thiêu chết. Thế nhưng là giờ khắc này, làm Tiên Tiên màu đen sợi rễ, vào cái này huyết nhục bên trong thời điểm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng thấy được cái này lục thủy quỷ run rẩy, thậm chí nghe được nó rít lên. Nói thật, nó cũng là một khối không có sinh mệnh huyết nhục. Xì xì, có thể nhìn đến, cái này lục thủy quỷ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Tại cửa này đầu, Miêu Miêu từ bên trong chui ra, nó một thân xanh biếc dịch nhờn, đi ngã trái ngã phải. Mèo ca ca, ngươi không sao chứ? Tiên Tiên khẩn trương hỏi. Quá hắn mèo thối á. Miêu Miêu ngửa mặt lên trời kêu rên. Lý Thiên Mệnh nhìn nó còn có thể kêu khóc lớn tiếng như vậy, liền biết nó sẽ không có chuyện gì. Dù sao, Tiên Tiên tới rất nhanh, nó coi như phân ra sợi rễ, cũng có thể đối phó còn lại thanh minh trùng. Đây là cái gì? Lục thủy quỷ run rẩy cùng thu nhỏ, quả nhiên để thanh minh quỷ vương cuống cuồng. Sắc mặt hắn rốt cục đại biến, vung thanh thiên quỷ liêm, liền muốn chặt chém rơi Tiên Tiên sợi rễ. Thanh minh lão quỷ. Lý Thiên Mệnh thừa dịp nhân hoàng long giáp vẫn còn, cùng Miêu Miêu liếc nhau một cái, một người một thú từ hai bên trái phải bao bọc, ngăn cản thanh minh quỷ vương đường đi. Hắn muốn động Tiên Tiên, tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay, thì để ngươi làm chân quỷ. Trận này tranh phong hung hiểm vạn phần, thanh minh quỷ vương để Lý Thiên Mệnh, kiến thức quỷ vương thủ đoạn. Bất quá! Hiện tại lục thủy quỷ bị Tiên Tiên nuốt ăn, chiếm thượng phong chính là Lý Thiên Mệnh. Lên! Miêu Miêu đồng dạng một bụng tức giận. Nó dẫn động cửu trọng hỗn độn lôi giới, tích xúc vô tận lôi đình. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, các đại thần thông ầm vang bổ về phía thanh minh quỷ vương. Đùng đùng sao không dứt. Màu đen lôi đình, bôn tẩu thập phương, đem thanh minh quỷ vương vây ở hồn thiên điện ngục bên trong. Địa ngục truy hồn điện. Cái kia tại thanh minh quỷ vương trong huyết mạch du tẩu địa ngục truy hồn điện, toàn bộ tuôn hướng trái tim của hắn. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh bên này, chấn hồn chi đồng thi triển. Trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, chỉ có cái kia đường kính hơn ngàn mét tinh con mắt màu đỏ, xuất hiện tại thanh minh quỷ vương trong tầm mắt. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn mê hoặc ta. Thanh minh quỷ vương trong tay, thanh thiên quỷ liêm quét ngang. Lão quỷ này cứ thế mà chống được Miêu Miêu lôi đình thần thông, vung vẩy thanh thiên quỷ liêm, xé mở hồn thiên điện ngục, bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Cửu ngục âm hà trảm. Cái kia thanh thiên quỷ liêm giết ra một đầu âm minh dòng sông, trong lúc nhất thời trời đông giá rét. Ánh mắt của hắn, hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, lạnh khí trùng thiên. Không có ý tứ, điêu trùng tiểu kỹ, liền có thể muốn cái mạng già của ngươi. Lý Thiên Mệnh đem đông hoàng kiếm chuyển hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh hai tay cự kiếm. Bên cạnh hắn, lôi đình nổ tung oanh minh, vô số điện xà mãnh liệt quấn quanh, tại hắc sắc điện tia quấn quanh phía dưới, hắn tóc trắng phiêu nhiên phi lên. Quần áo phần phật. Cửu thiên hung hồn kiếm trận. Oanh! Hắn tại thiểm điện ra chỉ phía dưới, trùng sát mà đến, như là lập lòe lôi điện bóng. Ầm ầm. Trên trời buông xuống mấy chục đạo lôi đình điện xà,
bổ vào Đông Hoàng kiếm phía trên, để Đông Hoàng kiếm lôi quang thiểm diệu. Tại thời khắc này, chín đầu cự thú hung hồn, theo Đông Hoàng kiếm phía trên bạo phát, lấy cửu cung phương vị tỏa chấn, hỗn độn lôi đình tràn ngập cửu thiên hung hồn. Hôm nay, bằng vào ta cửu thiên hung hồn chi cửu cung trận, diệt ngươi cửu cung thần vực chi vương. Một kiếm ra, khí thế kinh thiên. Kiếm khí cùng lôi đình hỗn hợp cùng một chỗ, nổ tung trùng kích. Lý Thiên Mệnh một kiếm này lực sát thương, tại thời khắc này vượt qua Thanh Minh Quỷ Vương, vậy mà phá nát thiên tinh cảnh không gian cực hạn. Trong lúc nhất thời, kiếm khí chỗ đến, không gian vặn vẹo, thẳng đến nứt ra. Thanh Minh Quỷ Vương sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Vừa dứt lời dưới, địa ngục truy hồn điện uy lực, trúng đích trái tim của hắn. Coi như không cách nào xé rách máu thịt, cũng để cho Thanh Minh Quỷ Vương toàn thân tê liệt. Vốn là bị phong cấm lực lượng, càng là suy yếu rất nhiều. Đi chết đi. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận chi uy, quét ngang mà qua, đánh nát âm minh dòng sông, đánh bay cái kia Thanh Thiên Quỷ Liêm, xuyên thủng kiếp khí hộ giáp. Một kiếm, chảm thủ. Phốc phốc phốc. Thanh Minh Quỷ Vương huyết nhục vẩy ra. Đầu của hắn bay ra ngoài, bị Miêu Miêu một miệng ngậm lấy. Không, không. Cho đến lúc này, Thanh Minh Quỷ Vương còn tại thê thảm kêu to. Đôi mắt kia bên trong, có vô tận hoảng sợ, còn có đối sinh tồn quyến luyến. Hắn là cái người sợ chết, cho nên mới một mực như thế cầu thả. Thế nhưng là lần này, không có Lục Thủy Quỷ, hắn căn bản ngăn không được, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu liên thủ. 11 tầng sinh kiếp chí tôn quỷ vương, chết tại một cái ngũ trọng sinh kiếp trên người thiếu niên. Đây quả thực là, vừa ra đời trẻ sơ sinh đâm chết tráng hán. Cái này muốn truyền đi, sẽ chỉ làm Viêm Hoàng Đại Lục, sinh ra trước nay chưa có chấn động. Diệp Bồ Đề trọng yếu đến đâu, tại thiên hạ trong mắt người, cùng Thanh Minh quỷ vương cũng không được so. Quỷ vương, tượng trưng cho cửu cung thần vực địa vị cao nhất cùng quyền thế, sau lưng đều có cổ lão thị tộc chèo chống. Thanh Minh Quỷ Vương, tối thiểu địa vị cùng Hiên Viên Đạo, kiếm vô ý không sai biệt lắm. Thế mà, hắn không có. Tại ý thức tiêu tán thời điểm, hắn thấy được càng tuyệt vọng hơn hình ảnh. Đệ nhất, hắn kiệt xuất chi tác, Lục Thủy Quỷ, đã bị khởi nguyên thế giới thụ, ăn đến sạch sẽ. Thứ hai, hắn cộng sinh thú Thanh Minh thôn thiên trùng, ổ bụng nổ tung. Một cái toàn thân nhuộm lục huyết chim nhỏ, từ bên trong bay ra, đỏ sắc quang mang lập lòe. Cùng một thời gian, chết hết. Lão quỷ, ta thừa nhận ngươi so với ta cường vạn lần. Có điều, hôm nay lại là ta Lý Thiên Mệnh, cùng huynh đệ tỉ muội của ta nhóm, đưa ngươi hạ hoàng tuyển địa ngục. Đây là Thanh Minh Quỷ Vương, nghe được câu nói sau cùng. Ta không phục a. Hắn bi thương kêu khóc. Hắn liền Lục Thủy Quỷ ma công đều thi triển, rõ ràng có thể thắng a, làm sao bỗng nhiên thì thua. Nói thật. Hắn chỉ là bại bởi thái cổ hỗn độn cự thú, bại bởi khởi nguyên thế giới thụ. Khắc chế, cũng là có thể muốn mệnh của hắn. Giờ khắc này, hết thảy tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh cầm đi Thanh Minh Quỷ Vương hết thảy. Hắn hiện tại cũng không sợ, người khác dựa vào những vật này, theo đuổi chính mình. Ta giết Quỷ Vương. Làm Lý Thiên Mệnh cầm lấy Thanh Minh Quỷ Vương đầu lâu thời điểm, hắn còn có điểm hoảng hốt. Quả thực cùng giống như nằm mơ. Cái này biến thái. Không biết, Linh Nhi bọn họ, có thể nghe được hay không tin tức này a? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thoải mái lật ra. Quá điên cuồng, thiên tinh cảnh. Hắn nhịn không được cảm khái. Muốn không phải thiên tinh cảnh, sao có thể hoàn thành, loại này trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Đã như vậy, nếu là có cơ hội, đưa huyết ý quỷ vương lên Tây Thiên, vậy thì càng tốt hơn. Ánh mắt của hắn lạnh xuống, sát cơ dữ tợn. Đáng tiếc cái này Thanh Minh lão quỷ, giết người thủ gan, phạm vào tội nghiệt tuy nhiên rất nhiều, nhưng số lượng cùng tàn nhẫn trình độ, cùng Diệp Bồ Đề không cách nào so sánh được. Cho công đức của ta thiên ý rất ít. Ánh mắt của hắn, chuyển di hướng về phía xa xa Hắc Động Tinh Thần. Xuất phát. Hắc Động Tinh Thần phụ cận. Long Thương Nguyên ngay tại dạo bước. Hắn trước đây không lâu vừa biết, Diệp Bồ Đề bị giết tin tức. Cái lỗ đen này tinh thần phụ cận. Còn có hơn 20.000 kiếp lão, một phần trong đó là hắn tứ tượng hải tông người. Đoán chừng người bên ngoài, mau vào. Làm thành dạng này, thật sự là đau đầu, đoán chừng phải bị người cười chết, ai? Bầu không khí rất ngưng trọng. Long tông chủ, cái hướng kia giống như có chiến đấu động tĩnh. Có người bẩm báo. Tìm mấy người đi xem một chút. Vâng. Long Thương Nguyên đợi một đoạn thời gian,
cũng không gặp người trở về. Bên kia có người. Bỗng nhiên có người hô hoán. Long Thương Nguyên cùng hơn 20.000 kiếp lão nhóm ngẩng đầu. Chỉ thấy hư không bên trong, giống như bay tới một cái đại trùng tử. Đây là cái gì? Vậy mà kinh dị. Rất nhiều người tiến lên nhìn. Đó là Thanh Minh Quỷ Vương Thanh Minh Thôn Thiên Trùng. Mấu chốt là, cái này cự thú sớm đã không còn sinh sống. Nó chết rồi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng ngốc trệ, thét lên, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Toàn trường hỗn loạn. Cái gì, Long Thương Nguyên cái cằm đều đang run rẩy. Thanh Minh Quỷ Vương cộng sinh thú, tại thiên tinh cảnh chết rồi, người nào giết? Thanh Minh Quỷ Vương đâu? Tại bọn họ ra đầu tê dại thời điểm, một cái màu đen con mèo nhỏ, mở to ánh mắt sáng ngời, theo Thanh Minh Thôn Thiên Trùng trong thi thể, bật đi ra. Trong miệng nó ngậm một cái đầu người. Mọi người xem xét, tại chỗ sợ quá khóc. Thanh Minh Quỷ Vương. Trong lúc nhất thời, lòng của mỗi người, trực tiếp cũng nứt ra. Long Thương Nguyên há hốc miệng ba, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết, cái kia con mèo nhỏ, là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Tại vạn chúng thảm liệt trong ánh mắt, cái này con mèo nhỏ, đem cái kia thủ cấp ném đi. Nó meo một tiếng, hai bên lắc lư đầu, một mặt manh ngu xuẩn nhìn lấy mọi người, mở miệng hỏi. Có người muốn ăn côn trùng thịt sao? Giá thấp đại bán phá giá meo. Một cân lượng một đầu cá nhỏ là được. Cái này một cái hai mắt màu bạch kim màu đen mèo con, trong mắt nhưng lại có, không thể đếm hết được điểm sao. Nó hiếu kỳ mà ngây thơ nhìn lấy mọi người, nâng lên chân trước, giẫm tại Thanh Minh Quỷ Vương trên đỉnh đầu, lông tóc nổ lên, nhô lên trước ngực, biểu lộ hăng hái. Đại khái là cái kia phấn sắc đệm thịt móng vuốt nhỏ, nhiễm đến Thanh Minh Quỷ Vương máu, nó quăng nửa ngày, sau đó một trận cuồng liếm, cái kia cái đầu nhỏ trực tiếp liếm ra tàn ảnh, khắp khuôn mặt là ghét bỏ chi sắc. Mau ra giá a, Miêu Miêu không nhịn được, nhìn trước mắt đám người này. Bọn họ biểu lộ đã sớm cứng ngắc, rất nhiều cửu cung quỷ tông kiếp lão, nước mắt đều nhanh biểu đi ra. Mọi người đừng hoảng hốt, nhất định là huyễn tượng. Có khả năng. Nói cũng đúng, Thanh Minh Quỷ Vương thực lực, tuyệt đối tương đương đáng sợ. Đáng tiếc thanh âm của bọn hắn, càng ngày càng yếu ớt, lấy cảnh giới của bọn hắn, tuyệt đối có thể nhìn ra huyễn tượng cùng chân thực khác nhau. Bọn họ nói lời. Ngay cả mình đều không tin. Có mua hay không, không mua bản mèo rút lui, một đám nghèo bức, cá nhỏ làm đều không có. Miêu Miêu nói xong, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nó lại lần nữa ngậm lên Thanh Minh Quỷ Vương đầu, lấy lôi đình khu xử Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, ngạo kiều quay người, mân mê cái đuôi cùng trứng, quả quyết rời đi. Mắt thấy Thanh Minh Thôn Thiên Trùng thi thể, càng ngày càng xa, thế giới quan đều đổ sụp cửu cung quỷ tông kiếp lão nhóm, cái này mới chính thức điên rồi. Cầm xuống nó, Long Thương Nguyên mặt, đều có chút căng gân. Hắn hô một tiếng, chính mình trước đuổi tới. Coi như không thể giết chết con mèo này, Thanh Minh Quỷ Vương thi thể, dù sao cũng phải chặn lại tới. Long Thương Nguyên tâm lý thở dài. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh đây là muốn dẫn dắt rời đi bọn họ, tiến cái này một khỏa hắc động tinh thần. Nhưng bây giờ toàn trường rú thảm, nhân tâm xé rách, liền Thanh Minh Quỷ Vương đều đã chết. Không cần thiết đem người. Phân tại hai cái ngôi sao, đều đi một cái khác đi, nếu không nhân viên quay vòng, đều gặp nguy hiểm. Thanh Minh Quỷ Vương cái chết, tạo thành chấn động quá lớn. Long Thương Nguyên mang theo mấy ngàn người đuổi tới. Ta đi, không xong chạy mau. Miêu Miêu vội vàng nhanh như điện chớp, nó đầu tiên là dùng vạn cực điện võng, đem Thanh Minh Thôn Thiên Trùng hướng bên trái vung đi, sau đó chính mình ngậm Thanh Minh Quỷ Vương đầu, hướng về phải phía trước xông vào. Cứ như vậy. Có một bộ phận kiếp lão, đuổi theo Thanh Minh Thôn Thiên Trùng đi. Chạy đâu, Long Thương Nguyên kêu lớn tiếng, kỳ thật hắn cũng không có đuổi đến quá ác. Thanh Minh Quỷ Vương vừa chết, cái kia nổi giận người không phải hắn. Trong lòng của hắn hơi có chút lo lắng, dù sao, hắn không có so Thanh Minh Quỷ Vương cường đại đến mức nào. Loại tình huống này, cũng đừng nghĩ lấy lập công. Nếu là huyết ý Quỷ Vương ở bên người, hắn còn có thể bắt buộc mạo hiểm. Đi đón đi. Miêu Miêu đột nhiên đem cái kia Thanh Minh Quỷ Vương đầu, hướng về phương xa vung đi. Bởi vì đầu không lớn, cho nên bay đến rất xa. Trong lúc nhất thời, lại bị phân đi ra rất nhiều người. Con mèo này, tại thiên tinh cảnh tốc độ thật sự là khủng bố. Long Thương Nguyên chỉ có thể thở dài, nếu là ở bên ngoài, hắn có thể nhẹ nhõm bắt, nhưng ở chỗ này, khả năng nhìn lấy Miêu Miêu bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh ở nơi nào? Hắn theo Miêu Miêu con đường tiến tới.
quả nhiên tại tinh không chỗ tối, thấy được một cái thiếu niên tóc trắng. Cơ hồ tiếp theo trong nháy mắt, Miêu Miêu thì hóa thành đế ma hỗn độn, lạc đà lên Lý Thiên Mệnh, bắt đầu bão táp. Tại chỗ tuy nhiên nhiều người, nhưng là có thể bắt kịp Miêu Miêu tốc độ hoàn toàn không có, mà lại, bọn họ trận doanh đã bị đánh loạn, Lý Thiên Mệnh không cùng bọn hắn giao thủ, xé rách ra một lỗ hổng về sau, Miêu Miêu ra tốc, vọt thẳng tiến vào hắc động tinh thần phạm vi. Rất nhiều người vừa đuổi theo, nhưng lại không thể không ngừng bước. Tại hắc động tinh thần phụ cận, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, cùng Long Thương Nguyên ánh mắt, đụng vào nhau. Làm chó săn a, đó là sẽ bị đánh gãy chân. Lý Thiên Mệnh lạnh cười nhạt nói. Chớ đắc ý, chờ xem, ngươi tiếp tục nhảy đi, nhìn xem cửu cung thần vực, sau cùng sẽ ban cho ngươi cái gì. Long Thương Nguyên nói. Coi như thế nói, tâm tình của hắn vẫn cắt đứt, quay đầu nhìn một chút Thanh Minh Quỷ Vương thủ cấp, tê cả ra đầu. Đây chính là cái sống hơn 300 năm lão quái a, Long Thương Nguyên lúc còn trẻ, hắn liền đã, là hô phong hoán vũ quỷ vương. Không nghĩ tới, hắn sẽ chết tại một người 20 tuổi tiểu hài tử trong tay. Nhân sinh, quá kỳ diệu. Long Thương Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó chui vào cái kia cái thứ 8 hắc động trong tinh thần. 20 tuổi có thể làm cứu thế chủ. Nhìn xem cửu cung quỷ tông, phản ứng thế nào. Tiến vào thông đạo về sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện, những cái kia hình ảnh chiến đấu, càng thêm rõ ràng. Thậm chí còn có một số kêu giết thanh âm truyền đến. Cái này không biết, là ai trí nhớ hình ảnh. Lý Thiên Mệnh tại cái này trong tấm hình, cảm thụ được thời đại kia bao la hùng vĩ, hào hùng, còn có ngay lúc đó khó khăn. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Chiến sĩ anh dũng, dũng cảm tiến tới, thấy chết không sờn. Như quỷ mị địch nhân, hung tàn vô tình, uy nghiêm cao thượng, đơn thể cường độ rất đáng sợ. Thường thường cần trên trăm ngự thú sư cùng cộng sinh thú, mới có thể đối phó một cái. Đã từng địa ngục nhất tộc, chúa tể viêm hoàng đại lục, nhân tộc chỉ là súc vật con kiến hôi. Vậy chúng ta hiên viên đại đế, còn có thời đại kia chiến sĩ, mới là thật công đức vô lượng. Tại hoàng hốt cùng trong rung động, hắn đến thông đạo cuối cùng. 8. Không hề nghi ngờ. Cái thứ 8 con số xuất hiện. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chuẩn bị theo cái này thông đạo bên trong xuất hiện. Đúng vào lúc này, cái kia 8 chữ, vậy mà đột nhiên biến hóa, thành một hàng chữ nhỏ. Ta tại thứ 9 hắc động, chờ ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Cái kia một hàng chữ lấp lóe rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền không có. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, thân hình biến hóa ở giữa, Lý Thiên Mệnh rời đi hắc động tinh thần. Xuất hiện ở thiên tinh cảnh nơi nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, vội vàng ẩn giấu đi. Bởi vì, nơi này là thiên tinh cảnh cửa ra vào phụ cận. Lục đạo kiếm tông cùng lưỡng nghi ma tông kiếp lão, đều rút lui đến nơi này, không có cùng cửu cung quỷ tông cùng đi. Thứ 9 viên hắc động tinh thần phụ cận. Tất cả mọi người, đều tại lặng yên không tiếng động chờ đợi, bầu không khí nghiêm túc, rất nhiều trung lão niên cường giả, sắc mặt u ám, 10 phần khó chịu. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh, bọn họ còn tại khoái lạc tầm bảo. Chuyện này, mỗi khi nhớ tới, đều sẽ biệt khuất, phẫn uất, nhục nhã. Đúng vào lúc này, một người mặc váy trắng, phấn mắt thiếu nữ, theo trong tinh không bồng bềnh mà tới. Nàng tóc dài phất phới, thân thể mềm mại mà linh lung, sắc mặt tuy nhiên lãnh đạm, nhưng loại này băng lãnh khoảng cách cảm giác, ngược lại càng làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nàng không muốn vạch hồn phách người, đáng tiếc trời sinh mị cốt. Không cách nào che giấu, đó là cốt tủy cùng sâu trong linh hồn, tán phát vũ mị cùng yêu nhiêu, xinh đẹp tuyệt trần. Khí chất như vậy cùng tướng mạo, liền xem như cái người bình thường, khi nàng xuất hiện thời điểm, đều sẽ khiến đại đa số người chú ý. Nàng chính là Âm Dương Ma Tông Thái Âm Tông chủ, Lý Thải Vi. Nàng đi tới huyết ý quỷ vương bọn người trước mắt, nhàn nhạt hỏi, nghe nói Lý Thiên Mệnh cầm 2 nơi bảo tàng, còn giết Diệp Bồ Đề. Huyết ý quỷ vương gật đầu. Có chút buồn cười đi, hắn cái gì mức độ, ta tâm lý nắm chắc. Lý Thải Vi nói. Đừng nóng vội, chờ ngươi gặp liền biết. Huyết ý quỷ vương nói. Ta tính toán một cái, khi hắn đi vào, cụ thể cảnh giới gì không rõ ràng, nhưng cảnh giới lực lượng, ước chừng tương đương với 6 tầng sinh kiếp. Ý của ngươi là, hắn một tháng, phá 4 trọng cảnh giới trở lên. Lý Thải Vi nhíu mày hỏi. Đúng, mà lại loại này đột phá, phát sinh ở sinh tử kiếp cảnh trung kỳ. Mà không phải địa thánh cảnh thiên thánh cảnh. Huyết ý quỷ vương nói.
Ha ha, Lý Thải Vi nở nụ cười. Ngươi hối hận không, lúc trước không có trực tiếp giết chết hắn? Huyết ý quỷ vương hỏi. Có cái gì tốt hối hận, chung quy là cái tiểu hài tử, người đem dịch tinh ẩn đều mang đến, còn có bóng dáng tại, giải quyết là được. Nhiều người như vậy bị bức phải ở chỗ này ngốc đứng, quá mất mặt. Lý Thải Vi nói. Nàng về suy nghĩ một chút thiếu niên kia, hắn bị chính mình trưởng khống, trực tiếp lôi ra thái cổ thần tông, vô cùng chật vật. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, hắn ngay tại thiên tinh cảnh, phiên vân phúc vũ. Nàng cảm thấy thật không thể tin, không tận mắt nhìn thấy, nàng đều rất khó tin tưởng. Bọn họ vừa nói tới đây thời điểm, có người đến đây báo cáo. Hai vị quỷ vương, Lý Tông Chủ, Trưởng Tôn Tông Chủ, chúng ta nhìn đến Long Thương Nguyên Tông Chủ và Phù Du Quỷ Vương, đem những người khác, đều theo một cái khác hắc động tinh thần, cho đưa đến tới bên này. Có ý tứ gì? Huyết ý quỷ vương ánh mắt lại lần nữa lạnh xuống. Hắn vừa hỏi ra lời, nơi xa Long Thương Nguyên cùng Phù Du Quỷ Vương, cùng đi đến bên cạnh bọn họ. Ba cái quỷ vương, ba cái tông chủ, ngoại trừ Phong Thanh Ngục bên ngoài, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Làm cái gì đâu? Huyết ý quỷ vương hỏi. Hắn đã thấy, Long Thương Nguyên cùng Phù Du sắc mặt, mười phần quái dị. Đi theo còn lại kiếp lão, trên cơ bản sắc mặt suy bại, biểu lộ dãy giụa. Tất cả mọi người trên đỉnh đầu, đều bao phủ thảm đạm hắc vụ. Lại ra chuyện sao, lần này là người nào? Cái bóng thanh âm khàn khàn hỏi. Lý Thải Vi nhíu mi cao, nhìn lướt qua, thấy được phía sau trong đám người, Thanh Minh thôn Thiên Trùng. Nàng trong mắt hơi híp. Không sai, là thi thể. Thanh Minh thôn Thiên Trùng, chết rồi. Thanh Minh lão quỷ đâu? Lý Thải Vi hỏi. Lời nói hỏi ra, huyết ý quỷ vương bọn người, hô hấp đều nặng nề. Nguyên một đám nhìn chòng chọc vào Long Thương Nguyên cùng Phù Du. Ở đây, Long Thương Nguyên thanh âm thê thảm, khiến người ta đem Thanh Minh quỷ vương đầu lâu, cho đã bưng lên. Làm huyết ý quỷ vương, Lý Thải Vi bọn người, nhìn đến bài này cấp một khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có trầm trọng tiếng hít thở âm. Đó là cái gì? Không biết, không thấy rõ ràng. Vòng ngoài ngẫu nhiên có người nghi ngờ hỏi thăm. Tại cái này thảm liệt trong không khí. Huyết ý quỷ vương vươn tay, đem Thanh Minh quỷ vương đầu, ôm ở trước mắt mình, cùng hắn đối mặt. Không sai, chết không nhắm mắt. Người nào, huyết ý quỷ vương thanh âm đang run rẩy, thậm chí, liền hai tay đều đang run rẩy. Hắn muốn nghe được tên, hẳn là Độc Cô Tẩn. Thế mà, Long Thương Nguyên nói là. Cụ thể là người nào không biết, nhưng là hắn thi thể, là Lý Thiên Mệnh đưa tới. Tiểu tử này thừa dịp loạn tiến vào cái hắc động kia tinh thần. Ta liền đem người, đều hội tụ ở chỗ này tới. Cái kia chính là Lý Thiên Mệnh, Trưởng Tôn Thần Khung nói. Lý Thiên Mệnh, huyết ý quỷ vương, Lý Thải Vi, đều mặc niệm mấy lần cái tên này. Trong lúc nhất thời, tim như bị đao cắt. Thanh Minh, huyết ý quỷ vương hít một hơi thật sâu. Hắn biết, lần này, cửu cung thần vực muốn triệt để nổ. Cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Tin tức truyền về trước đó. Cửu cung thần vực vẫn rất an tĩnh. Lớn như vậy tông môn, lại tại đột nhiên ở giữa sôi trào. Trọng đại như thế sự kiện, còn có nhiều người như vậy biết, căn bản là không có cách giấu giếm. Trong lúc nhất thời, quỷ thần sơn mạch phía trên, vô số cung đình lầu các, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nhấc lên thao thiên cự lãng. Lý Thiên Mệnh tại thiên tinh cảnh, giết Thanh Minh quỷ vương. Tin tức như vậy, để rất nhiều người yếu ớt thần kinh, trực tiếp đứt đoạn. Lấy quỷ thần sơn mạch làm trung tâm, thứ 9 quỷ vương tử vong tin tức, giống như là biển gầm chấn động ra ngoài. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, oanh động toàn bộ cửu cung thần vực, lại tác động đến 9 đại thần vực. Lần này tạo thành rung động, so Diệp Bồ Đề cái chết lớn hơn. Dù sao, Diệp Bồ Đề nói thế nào, cũng còn tính toán thanh niên, mà 11 tầng sinh kiếp Thanh Minh quỷ vương, là lục địa này phía trên tối đỉnh phong tồn tại, trưởng không ước vạn người sinh tử. Kinh ngạc. Táo bạo, vặn vẹo, phẫn uất, không hiểu, đủ loại tâm tình, tràn ngập cửu cung thần vực chúng sinh trái tim. Cuộc chiến này còn không có chính thức bắt đầu đánh đâu, nhất nguyên thần vực lông, cũng còn không có sở đến, Thanh Minh quỷ vương trước hiến tế. Bọn họ muốn hung hăng giúp chính mình mấy cái bàn tay, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Tại dạng này thế cục hỗn loạn bên trong, Tử Tiêu quỷ vương chạy hắc bạch thiên cung mấy chuyến. Nói cho lão tam, toàn bộ cửu cung thần vực. Đều muốn bọn họ cho ra bàn giao. Nghe nói, liền hai vị kia quỷ vương đều ngồi không yên. Vốn là vật trong túi thiên tinh cảnh,
vì sao xuất hiện dạng này hoang đường khó khăn trắc trở. Ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng cửu đại thần vực người, đều đã biết. Hiện tại thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là thế lực bá chủ một dạng tồn tại. Hạ tầng tinh không, một hàng ước chừng 30 mấy người đội ngũ, tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ giấu ở trong mây mù, giấu rất sâu. Liền xem như phổ thông kiếp lão đi ngang qua, đều rất không có khả năng tìm tới bọn họ. Bởi vì, bọn họ những người này, tối thiểu nhất đều là tam nguyên kiếp lão. Bọn họ bí mật hành động, tham dự lần này kế hoạch, đều là tông môn cao tầng, đáng giá tín nhiệm chính mình người. Trong đó, có mười mấy người đến từ Thái Cổ Thần Tông, từ Phương Thái Thanh, kiếm vô ý thống lĩnh. Còn có Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Tiêu hai cái thần điện điện chủ. Ngoài ra còn có Tam Tài Tiên Tông San Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam, Bát Quái Tâm Tông Tông Chủ Lâm Quân Thiên, cùng bọn họ mang tới tam nguyên kiếp lão. Lúc này thời điểm, bọn họ chính đang thảo luận. Đệ tử đem Thanh Minh lão quỷ đều giết, chứng minh hắn ở bên trong năng lực tự vệ, đã không dùng chúng ta quan tâm. Nhưng rời đi thiên tinh cảnh, hắn ưu thế hoàn toàn không có, nhất định phải chúng ta tiếp, mới có thể còn sống đi ra. San Hô Tiên Tử nói. Khó có thể tưởng tượng, vài ngày trước nghe được tin tức này thời điểm, đám người bọn họ đến cỡ nào ngốc trệ. Thanh Minh Quỷ Vương là cùng bọn hắn một cái cấp độ tồn tại, lại bị một tên tiểu bối làm thịt rồi. Lúc ấy Phương Thái Thanh, trực tiếp cùng truyền tin người xác nhận 10 lần trở lên, mới dám tin tưởng, cái này lại là thật tin tức. Nghe nói, cửu cung thần vực đã xôn xao, đều vội vã muốn cho Thanh Minh lão quỷ báo thù. Ha ha, lão gia hỏa này cả đời hung danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Thật thành chuyện cười lớn. Phương Thái Thanh nói. Không phải Thanh Minh yếu, mà chính là đệ tử quá mức kinh người. Mọi người ào ào nhìn hắn một cái. Trước mắt Thái Thanh Phương thị toàn tộc đều rất ra sức, trước đây bọn họ sẽ làm phản lời đồn, đã tự sụp đổ. Mà lại, Phương Thái Thanh tựa hồ đối với đệ tử, phá lệ bội phục. Trên người hắn đã có như thế trọng bảo, bất kể nói thế nào, đều muốn bảo vệ tới. Đúng vào lúc này, có một cái tam nguyên kiếp lão như quỷ mị giống như, theo thiên tinh cảnh phương hướng mà đến. Như thế nào? Phương Thái Thanh hỏi. Có tin tức, có hai cái quỷ vương mang không ít người, tiến vào thiên tinh cảnh, hiện tại thiên tinh cảnh bên ngoài, thì còn lại một cái thứ bảy quỷ vương cùng 4.000 kiếp lão. Người kia nói. 4.000 kiếp lão cái gì mức độ? Thất bát trọng đi, trong đó có 10 cái tam nguyên kiếp lão. Nhân số không tính quá nhiều, chúng ta có thể mạo hiểm một chút. Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên nói. Chủ yếu là đệ tử ở bên trong quấy phong vân. Đem hai cái quỷ vương cùng đại bộ phận kiếp lão dẫn tiến vào. Dẫn đến hiện ở phía ngoài hư không một chút, Phương Thái Thanh nói. Bọn họ muốn là đoán được chúng ta, sẽ đến mạo hiểm người bảo lãnh, làm sao bây giờ? San Hô Tiên Tử hỏi. Chín cái quỷ vương, thứ nhất, thứ hai hai vị, chưa từng rời mở quỷ thần sơn mạch, từ tiêu quỷ vương tọa trấn quỷ thần sơn mạch, còn có 5 cái tại thiên tinh cảnh, còn lại một cái tại ngũ hành thần vực, mặt khác 4 cái tông môn tông chủ. Đều tại thiên tinh cảnh bên trong, chỉ cần đệ nhất đệ nhị quỷ vương không tự mình đi ra, đối phương không có tối đỉnh phong nhân vật. Nếu như không khai chiến, chỉ là người bảo lãnh mang đi, chúng ta nắm chắc so sánh lớn, tăng thêm đệ tử tự thân có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Phương Thái Thanh nói, hai vị kia, sẽ không đích thân tới đi, kiếm vô ý hỏi. Ai biết được, muốn là tự mình đến, chúng ta thì rút lui, chớ suy nghĩ quá nhiều. Phương Thái Thanh nói, tuy nhiên cái này làm trái tôn thần mệnh lệnh. Nhưng là mọi người đều biết, nếu là bọn họ đều tới, một khi lâm vào trận địa địch, bọn họ thì chết xong, tứ đại tông môn cũng xong đời. Các loại tin tức, bọn họ vô hạn tới gần thiên tinh cảnh, thời khắc tiếng lòng căng cứng. Trong đêm tối, Phương Thái Thanh sau lưng, đứng đấy một cái nữ tử áo xanh, đó là Thái Thanh Phương Thị Tam Nguyên Kiếp Lão, Phương Vũ Tình. Không người nhìn thấy thời điểm, cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Kéo một chút Phương Thái Thanh tay. Đừng làm rộn, Phương Thái Thanh chính nhìn lấy thiên tinh cảnh phương hướng đây. Ngươi trong khoảng thời gian này cách làm, cùng trước kia dự định, hoàn toàn khác biệt, đến cùng là nghĩ như thế nào? Phương Vũ Tình hỏi. Phương Thái Thanh nhìn nàng một cái, lắc đầu, nói, đừng hỏi nữa. Ngươi cho ta một cái định tâm hoàn tốt ra. Cục diện có biến hóa, tính quan kỳ biến. Phương Thái Thanh nói. Vấn đề là, tiếp tục như vậy. Còn có chúng ta thoát thân cơ hội sao? Phương Vũ Tình hỏi. Phương Thái Thanh nhìn nàng một cái, nói, thế giới này điên cuồng như vậy,
ta biết cái chứng. Thiên tinh cảnh, thứ 9 viên hắc động tinh thần. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy bên kia, chỉ ít có mấy vạn một trưởng bối cường giả. Đám người lít nha lít nhít, cơ hồ đem hắc động tinh thần hoàn toàn phong kín. Thậm chí, bọn họ còn tại hắc động tinh thần bên ngoài, bố trí kết giới. Đối phương cường giả, toàn bộ đều tụ tập tại nơi đây, quang là quỷ vương đều có mấy cái, Lý Thiên Mệnh căn bản không dám tới gần. Hắn rời đi nơi đây, đi tới một khỏa phụ cận hỏa diễm tinh thần bên trong. Thông qua ngôi sao thứ 8 thời điểm, nói tại thứ 9 viên hắc động tinh thần chờ ta, không biết ta đi vào về sau, sẽ phát sinh cái gì. Lý Thiên Mệnh có điểm tâm ngứa. Chớ để ý, phía trên, ta bảo kê ngươi. Huỳnh hỏa treo ở trên đỉnh đầu của hắn, hăng hái mà nói. Ngươi lăn, thất 8 vạn người, tối thiểu có 2.000 người, đều có tư cách bị thiên tinh cảnh phong cấm cảnh giới. Còn có một cặp quỷ vương, một đống tông chủ, ta phía trên đi chịu chết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không phải có nhân vật chính vầng sáng sao? Không có việc gì, giang hai cánh tay, bọn họ tuyệt đối đánh không chết ngươi, một mực cợt nhả là được rồi. Ngươi cút, đi con em ngươi nhân vật chính vầng sáng. Lý Thiên Mệnh im lặng. Xem ra, nhất định phải cầu thả. Cộng sinh không gian bên trong. Miêu miêu chính chổng vó ngủ ngon, mặc cho chung quanh rung động phát run, quái khiếu liên tục, thậm chí thanh thế to lớn, nó tự an không sai chìm vào giấc ngủ. Tạo thành cái này động tĩnh to lớn, tự nhiên là bị nhẫn nhịn nửa ngày, ngay tại cộng sinh không gian nội luyện tập đi tới đi lui chạy lam hoang. Nó trên nhảy dưới tránh, đuổi theo tiểu hôi trứng chạy, chơi đến quên cả trời đất. Đến mức tiên tiên, tại thanh minh quỷ vương nhất chiến về sau, nó đều ăn quá no, đang nằm tại cộng sinh không gian tiêu hóa, liền linh thể cái bụng, đều biến đến tròn vo. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn họ một trận, hiển nhiên, ba tên này, không có chút nào chiến ý. Được, trong khoảng thời gian này giết đến quá kích thích, để chúng nó nghỉ một chút. Hắn tại ngọn lửa này dung nham bên trong, thoải mái nằm xuống. Làm cái gì, thật không lên a, nói không chừng lại có vô số bảo bối. Không tâm động sao, Huỳnh Hỏa hướng dẫn từng bước nói. Vậy cũng phải có mệnh cầm a, Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Đồ bỏ đi, nhát như chuột, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ngươi được ngươi lên. Cái gì, vậy quên đi. Miễn cho để bọn này lão cẩu, làm rối loạn lão tử kiểu tóc. Huỳnh Hỏa duỗi ra hai cánh, sửa sang lấy chính mình lông vũ, trải ra một cái, kê quan đầu, biểu thị đặc biệt hài lòng, quá đẹp rồi, về sau đến thiếu soi gương, tránh khỏi cầm giữ không được, yêu mến chính mình. Nói thật, Lý Thiên Mệnh không phải không dám lên, mà chính là hắn hiểu được một cái đạo lý. Hiện tại, liền thanh minh quỷ vương đều đã chết, mà bọn họ tại thiên tinh cảnh, không thu được gì. Chỉ có thể ở nơi này ôm cây đợi thỏ, liền tìm kiếm bảo tàng cũng không dám, cứ như vậy, bất kể nói thế nào, cần phải nóng nảy người không phải ta. Cho nên, bọn họ đã tại cái này ngốc các loại, vậy ta thì cùng bọn hắn rông dài đi. Đây là hắn thành thục thể hiện. Cái kia táo bạo thời điểm táo bạo, cái kia ẩn nhẫn thời điểm, thì phải thật tốt nhịn xuống. So sức kiên trì, ta bảo vật nơi tay, có thể cùng các ngươi, hao tổn đến thiên hoang địa lão. Dù sao ta tuổi trẻ. Tuổi trẻ, cũng là tư bản. Lý Thiên Mệnh còn ở vào tu hành bạo phát kỳ. Dù là hắn không có chạm tinh cổ lộ, không có công đức thiên ý, hắn đồng dạng có thể bế quan tu hành. Ngay tại cái này ngôi sao hỏa diễm phía trên tu luyện được. Lý Thiên Mệnh làm ra dự định. Đối phương tình cảnh rất xấu hổ, thiên tinh cảnh quá lớn, muốn tìm đến Lý Thiên Mệnh, không khác nào mò kim đáy biển, một khi phân tán, còn dễ dàng bị trục một kích phá. Càng đáng sợ chính là, liền thanh minh quỷ vương đều đã chết, bọn họ hoàn toàn không xác định, Lý Thiên Mệnh bây giờ chiến lực, đến trình độ nào. Lý Thiên Mệnh khoảng cách một viên cuối cùng hắc động tinh thần xa xôi, hắn từ một nơi bí mật gần đó, nếu là đối phương tìm kiếm tới, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đi. Cứ như vậy, hắn trầm xuống nội tâm, ức chế trong lòng nghĩ thông qua thứ 9 viên hắc động tinh thần xúc động, bắt đầu bế quan. Thời gian, mỗi một ngày trôi qua. Lý Thiên Mệnh không quan tâm hắc động tinh thần động tĩnh, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Hắn tại Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp bên trong, đi suy nghĩ trên đó thần diệu thiên văn. Bực này tiến bộ hiệu quả, khẳng định không thể cùng đầy sao, công đức so sánh, dù sao, hắn đều ngũ trọng sinh kiếp. Một tháng đảo mắt đã qua. Lý Thiên Mệnh tiến bộ không tính lớn, nhưng là hắn không nóng nảy. Ta coi như chậm nữa, đều so cùng cảnh giới người nhanh rất nhiều. Liền xem như Diệp Bồ Đề,
tối thiểu đều phải đã nhiều năm, mới có thể phá một trọng cảnh giới. Hắn không quan tâm hắc động tinh thần động tĩnh, nhưng hắn biết, đối phương khẳng định gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng a. Hao tổn đi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục trầm xuống tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn trưởng thành đột phá, quá mức mãnh liệt, hắn cần hết sức chăm chú, thật tốt tốn thời gian, đi vững chắc tự thân trưởng thành. 2 tháng, đi qua. Lý Thiên Mệnh vẫn là không nóng nảy. Hắn mỗi ngày thăm dò Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp, lại đào bới ra không ít kỳ diệu đồ vật. Gặp phải người, đã làm sự tình, một số thời khắc, đều là con đường tu hành cảm ngộ. Đế Hoàng Thiên Ý, cái này gọi đường nhìn như phức tạp, kỳ thật lại rất đơn giản. Nói trắng ra là, cũng là ý chí, cũng là tâm lực lượng. Vô hình, lại là cường giả căn bản. Hắn mỗi ngày khổ tu, luyện kiếm, đem cái này thiên tinh cảnh, xem như là bế quan tràng sở. Người bên ngoài, tức hổn hển, tức giận điên cuồng, đều cùng hắn không có quan hệ. Trong lúc bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua. Từ khi trọng tu về sau, hắn tựa hồ cũng không có 3 tháng, đều không đột phá tiền lệ. Bất quá lần này, hắn vẫn không nóng nảy, bởi vì ý chí lắng đọng, có lúc, có thể để hắn đi được trầm hơn vững vàng. Ngay tại ngày thứ 100 thời điểm, cảnh giới của hắn, mới chậm rãi bước vào, ngũ trọng tử kiếp. Rốt cục xong rồi. Tử kiếp chi lực buông xuống thời điểm, cả người ngược lại sảng khoái tinh thần, lần này đột phá, cả người dường như trưởng thành rất nhiều. 3 tháng, với ta mà nói, rất chậm, nhưng là, vẫn là không ai sánh nổi. Sinh tử kiếp cảnh, con đường thành thần, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thiên tinh cảnh dù sao cũng là đất nghèo. Hắn tại cái này hỏa diễm tinh thần bên trong, thư triển thân thể, sau đó nhìn về phía hắc động tinh thần phương hướng. Hiện tại ta, lại có thể làm được cái gì? Hắn cảm thụ được mãnh liệt tử kiếp chi lực, tràn ngập toàn thân, nhưng là cũng không có, bị thiên tinh cảnh áp chế. Ông! Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm nhất quyền đánh ra. Không gian vặn vẹo, phá nát. Lực lượng của hắn, đã vượt qua thiên tinh cảnh cực hạn. Lão cẩu nhóm, ta đến rồi. Thứ 9 viên hắc động tinh thần. Bây giờ bầu không khí, chỉ có thể dùng bi ai để hình dung. Bọn họ càng ngày càng phát hiện, bọn họ tựa như là kẻ ngu một dạng, bị phơi ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh một ngày không xuất hiện, bọn họ thì một ngày không có thể đi tìm kiếm bảo tàng. Toàn bộ cửu cung thần vực tiến độ, đều bị kẹt ở chỗ này. Lấy Lý Thiên Mệnh thực lực bây giờ, chỉ cần hắn không chủ động hiện thân, bọn họ đừng nghĩ tìm tới hắn. Ta đi khắp nơi đi, Lý Thải Vi rốt cục ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này, lục đạo kiếm ma phong thanh ngục một mực không có trở về, đồng dạng tìm không thấy người. Ngươi là không nhịn được nghĩ tầm bảo a? Huyết ý quỷ vương hỏi. Không phải vậy đâu, tại cái này rông dài. 1 năm, 10 năm. Lý Thải Vi trợn mắt một cái nói. Câu nói này, đâm chọt huyết ý quỷ vương chỗ đau. Hắn 3 tháng này, áp lực so với ai khác đều lớn. Liền tra tấn dịch tinh ẩn đều vô dụng, Lý Thiên Mệnh căn bản không tại phụ cận, thậm chí không biết dịch tinh ẩn tiến đến. Tại huyết ý quỷ vương lạnh lùng trong ánh mắt, Lý Thải Vi tính khí đủ cứng, quả nhiên trực tiếp đi. Cái này khiến cửu cung quỷ tông kiếp lão, càng thêm khó chịu. Bầu không khí càng thêm táo bạo. Những người này đều phá lệ biệt khuất, có người thậm chí muốn đi. Muốn không phải cái này thiên tinh cảnh hoàn cảnh đặc thù, như thế nào để cái này Lý Thiên Mệnh, biến đến như thế khó chơi. Nói thật, dạng này xác thực rất xấu hổ. Trong đám người, Long Ý Trần lặng lẽ đi tới Long Thương Nguyên bên người. Cha, ta có lời tự mình cùng ngươi nói. Long Ý Trần nói. Long Thương Nguyên kéo hắn đến một bên, nói đi. Cái kia, trên tay ngươi có tinh đồ sao? Long Ý Trần hỏi. Không có, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Long Thương Nguyên nói. Là như vậy, ta chợt nhớ tới, trước đây Diệp Bồ Đề, có một loại dựa vào tinh đồ, tìm kiếm bảo tàng biện pháp. Gọi là, tứ tinh liên tuyến, ta nếu là có tinh đồ, nói không chừng có thể thử một chút. Long Ý Trần nói. Cái gì? Long Thương Nguyên chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm sao không nói sớm? Trong khoảng thời gian này, đều đang đợi Lý Thiên Mệnh đến. Ta đem bảo tàng sự tình đem quên đi, Thái Âm Tông chủ chạy tới tầm bảo, ta mới nhớ tới. Long Ý Trần cúi đầu nói. Ngươi cái này đầu heo, Long Thương Nguyên hận không thể đánh hắn. Cha, nếu như ngươi có thể cầm tới tinh đồ, chúng ta là không phải cũng có thể, tự mình tầm bảo. Long Ý Trần khẩn trương hỏi. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Long Thương Nguyên biến sắc,
vội vàng nói. Vì sao? Chúng ta không phải lưỡng nghi, lục đạo, chúng ta không có tư bản làm trái quỷ tông. Long Thương Nguyên chân thành nói. À, cái kia nói cho bọn hắn. Đương nhiên, Long Thương Nguyên lôi kéo Long Ý Trần, đi tới huyết ý quỷ vương trước mặt bọn hắn, đem sự tình nói một lần. Xin lỗi, ta đem việc này đem quên đi, bởi vì Diệp Bồ Đề lúc ấy, liền tùy tiện nói một chút. Long Ý Trần nói. Tứ tinh liên tuyến, nói thế nào, huyết ý quỷ vương nói. Long Ý Trần kiểm tra khóa nói một lần. Một đường thẳng, bốn cái ngôi sao, ba cái tiêu ký, cái cuối cùng, mới có bảo tàng. Huyết ý quỷ vương bọn họ, ánh mắt sáng lên. Nói thật, nếu có thể trực tiếp khóa chặt bảo tàng vị trí, không dùng nguyên một đám đi siêu tầm lời nói, bọn họ cũng không cần phân tán. Thử một chút. Mấy người bọn hắn quỷ vương, tông chủ, tại tinh đồ phía trên khoa tay, phía trên tinh thần tương đối nhiều, cho nên, muốn tìm ra dạng này thẳng tắp, khả năng cần thời gian. Sau một lúc lâu, các vị, người nhìn đầu này, như thế nào? Long Thương Nguyên khoa tay một chút. Là một đường thẳng, miễn cưỡng xuyên qua bốn cái ngôi sao, ba cái có tiêu ký, một cái không có. Ánh mắt mọi người, đều nhìn chăm chú tại cái kia một viên cuối cùng tinh thần phía trên. Đây là một ngôi sao hỏa diễm, nhìn vị trí, cách chúng ta nơi này không xa, một hồi có thể tới. Mọi người liếc nhau một cái, ánh mắt sáng lên. Huyết ý quỷ vương lúc này quyết định. Làm hai tổ đi, tổ một lưu tại nơi này, các loại lý thiên mệnh mắc câu, tổ một trực tiếp tầm bảo. Nhiều người như vậy, làm hai tổ, mỗi một tổ đều có ba, bốn vạn người, thậm chí làm 10 tổ, vấn đề cũng không lớn. Lý thiên mệnh chung quy là cá nhân, không phải thần. Rất nhanh, bọn họ phân tổ hoàn tất. Xuất phát. Thái cổ thần tông, Nhiên Linh cung. Hiên viên đạo tọa trấn tông môn, hiên viên Ngô cùng hiên viên Tiêu cùng ra ngoài, bây giờ thủ vệ tại Nhiên Linh cung bên ngoài, chỉ có 5 cái thái cổ hiên viên thị tam nguyên kiếp lão. Ngoài ra, còn có Phương Thanh Ly. Một ngày này sáng sớm, dương quang phổ chiếu, Khương Phi Linh ngồi tại đình viện Thu Thiên phía trên, gió nhẹ nhẹ phẩy, mái tóc dài của nàng cùng váy, nhẹ nhàng phiêu đãng. Tôn thần, Phương Thanh Ly đứng tại cửa đình viện. Thiên tinh cảnh có tin tức sao? Khương Phi Linh liền vội hỏi. Phương Thanh Ly mỗi ngày đều sẽ đến, báo cáo thiên tinh cảnh tiến triển. Còn không có, đệ tử giống như ẩn nấp rồi. Phương Thanh Ly nói. Hắn đây là ẩn núp, chờ đợi cơ hội, đoán chừng nhanh Khương Phi Linh trong mắt nhiều hơn rất nhiều chờ mong, nội tâm cũng khẩn trương rất nhiều. Phương Thanh Ly gật đầu. Ngươi lui ra đi, Khương Phi Linh nói. Tôn thần rất quan tâm đệ tử. Phương Thanh Ly nói thêm một câu. Đó là tự nhiên, hắn là thủy tổ truyền nhân. Khương Phi Linh nói. Có thủy tổ bảo hộ, hắn sẽ bình an vô sự. Phương Thanh Ly nói xong, cúi đầu xuống, lui ra ngoài. Đợi nàng sau khi đi, Khương Phi Linh dí dỏm cười một tiếng. Mới không phải đâu, là ta xếp một vạn con thiên chỉ hạc, đang bảo vệ hắn. Hỏa diễm tinh thần phía trên. Bước vào tử kiếp về sau, có, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, có thể cướp bóc sinh cơ thọ nguyên, đoán chừng phá kiếp tốc độ, lại so với, sinh nhập chết, một chút nhanh một chút. Vừa rồi chỗ tại đột phá quan đầu, cho nên lý thiên mệnh cơ hồ toàn thân tâm, đều chuyên chú tại, tử chi kiếp hoàn, ngưng tụ phía trên. Bây giờ vậy mà nhất quyền bóp méo thiên tinh cảnh tinh không, để hắn phá lệ hài lòng. Nói thật, liền xem như quỷ vương, cảnh giới của hắn lực lượng, đều chỉ có thất trọng tử kiếp mức độ, mà ta phát hiện ở mọi phương diện tư bản cùng nhau, có thể đấu bát trọng tử kiếp. Chính vào trung niên huyết ý quỷ vương bọn người, khẳng định so thanh minh quỷ vương khó chơi. Điểm này, không thể nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh giải quyết về sau, hắn xuyên qua cái này hỏa diễm tinh thần dung nham nóng bỏng cùng phun trào sóng nhiệt, đi tới nơi này hỏa diễm tinh thần trên mặt đất. Ngay tại lúc này, hắn quả thực trợn tròn mắt. Ta đi. Hắn bất ngờ nhìn đến, đang có hơn 3 vạn người theo hắc động tinh thần phương hướng mà đến, Lý Thiên Mệnh vừa lúc đi ra. Những thứ này kiếp lão đã đem cái này hỏa diễm tinh thần bao vây. Cái này mọc cánh khó thoát. Mấu chốt là, bọn họ là làm sao tìm được ta sao? Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đã đầy đủ cẩn thận. Không đúng, bọn họ nếu là có thể nhẹ nhõm khóa chặt vị trí của ta, đã sớm tới, không cần các loại trăm ngày sau. Hắn trong mắt hơi híp, rất nhanh liền nhìn ra manh mối. Bọn họ không có phát hiện ta. Lý Thiên Mệnh tâm lý thở dài một hơi, hắn liền vội vàng xoay người nhảy phía dưới một ngọn núi lửa động đá, tâm lý thầm nghĩ, điều này nói rõ,
bọn họ cũng không phải là đang tìm ta. Dù là đến ngũ trọng tử kiếp, nhân số của đối phương, cao đến 30.000, to lớn như vậy nhân số cách xa, Lý Thiên Mệnh không cho rằng, chính mình liền có thể đại sát tứ phương. Lý Thiên Mệnh lặng yên giấu đi, một người hành động, xác thực rất thuận tiện. Thí dụ như Độc Cô Tấn, Phong Thanh Ngục, chỉ cần bọn họ không muốn, vậy liền không ai có thể tìm tới bọn họ. Hắn trên cánh tay trái con mắt thứ ba, ánh mắt có thể xuyên thấu nhất định dung nham, mơ hồ nhìn đi ra bên ngoài tình huống, đại khái còn có thể nghe được một số đối thoại. Đối phương đại đa số người đều quy củ mà an tĩnh, đó là bởi vì trong đám người, có bọn họ kính úy nhân vật. Lý Thiên Mệnh tìm được Long Thương Nguyên, còn có Huyết Ý Quỷ Vương. Hắn nhìn qua cái kia huyết bào nhân cùng người áo lam, trong mắt hung quang ấp ủ. Trừ cái đó ra, còn có bộ phận tam nguyên kiếp lão, liền đạt tới bát trọng sinh tử kiếp cảnh nhị nguyên kiếp lão, đoán chừng đều có mấy trăm. Lớn như vậy một nhóm người, vì sao để mắt tới một ngôi sao này? Chẳng lẽ, cái này tinh thần cũng có bảo tàng? Lý Thiên Mệnh yên lặng nói. Trùng hợp như vậy, người tùy tiện tránh một khỏa ngôi sao, thì có bảo bối. Đây chẳng phải là kiếm lời lật ra. Huỳnh Hỏa nói. Hiện tại phiền phức chính là, cái này tinh thần bị bao vây, đối phương vẫn là nhiều người. Ta không có cách nào rời đi. Thử một chút để cho ta mèo đệ bão nổi, thừa dịp đối phương không có phòng bị, nói không chừng có thể chạy. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Trước không nóng này, xem bọn hắn muốn dở trò quỷ gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhìn, ngươi chính là thèm bảo tàng. Huỳnh Hỏa nói. Thì tính sao, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Người có hay không đức ta không biết, nhưng ngươi, nòng nọc, tuyệt đối rất nhiều, đã đầy áp nhanh tràn ra. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Lan, bị ổi. Lý Thiên Mệnh xấu hổ tại nó đồng bọn. Bọn họ lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh vẫn đang ngó chừng Huyết Ý Quỷ Vương bọn người, chỉ thấy cái kia Huyết Ý Quỷ Vương cầm lấy tinh đồ, một bên ở phía trên khoa tay, một bên nhìn lấy dưới chân cái này hỏa diễm tinh thần. Mơ hồ có thể nghe được hắn nói, dựa theo tứ tinh liên tuyến quy luật, hẳn là ngôi sao này, có dấu chí bảo. Ta đoán chừng rất có thể, dù sao nhi tử ta ý Trần nói, phía trước hai khỏa xuất hiện bảo tàng tinh thần, đều tại tứ tinh liên tuyến, bên trong. Long Thương Nguyên trên mặt nịnh nọt chi sắc, liếm lấy 10 phần tự nhiên. Quỷ Vương tiền bối, ta đại khái còn có thể khóa chặt, bảo tàng sẽ ở vị trí nào sinh ra. Long ý Trần cùng ở bên cạnh, yếu ớt mà nói. Tới, Huyết Ý Quỷ Vương ánh mắt sáng lên, đối với hắn ngoắc, bên cạnh Long Thương Nguyên tràn đầy vui mừng, lần này nếu có thể có thu hoạch, Long ý Trần tuyệt đối có công lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn cái kia Long ý Trần, tại tinh đồ phía trên khoa tay nửa ngày, hắn phiền muộn. Gia hỏa này, vậy mà biết bảo tàng quy luật, sớm biết thì ép hỏi hắn, tối thiểu đến làm thịt hắn. Tại cái này thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh thì nhân từ như vậy một lần, cái này cá lọt lưới, vậy mà liền cho mình, chế tạo phiền toái. Xem ra, thù địch trận doanh, mặc kệ người tốt người xấu, thật sự là nhân từ không được, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên. Tinh đồ, lại có quy luật mà theo, gọi là tứ tinh liên tuyến. Trên người hắn thì có một chương tinh đồ. Lý Thiên Mệnh đem tinh đồ đem ra, mặc niệm lấy tứ tinh liên tuyến, nhưng, hắn nhìn một hồi, cũng không nhìn ra huyền cơ. Đúng vào lúc này, Long ý Trần cùng Huyết ý Quỷ Vương, bỗng nhiên khóa chặt phương hướng của hắn. Quỷ Vương tiền bối, nếu như bảo tàng lưu giữ ở đây, hẳn là sẽ tại vị này đưa. Lúc ấy, Diệp Bồ Đề cũng là mang theo tinh đồ, đem tinh hải vòng xoáy kết giới, cho dẫn động đi ra. Bởi vậy 100.000 kiếp khí mới ra đời. Long ý Trần nói. Minh bạch, Huyết ý Quỷ Vương nhìn một chút trong tay tinh đồ. Diệp Bồ Đề cầm tới chính là tinh đồ, nguyên bản, mà trong tay hắn là phục chế phẩm. Phục chế phẩm, rất có thể không có đặc thù công hiệu. Bất quá, phía trước hai lần, chưa hẳn nhất định là, thật tinh đồ, tác dụng, nhất là lần đầu tiên, cũng Diệp Bồ Đề hoàn toàn không quan hệ. Huyết ý Quỷ Vương quyết định thử một lần. Làm hắn hướng về Lý Thiên Mệnh vị trí mà đến thời điểm, Lý Thiên Mệnh đang cúi đầu nhìn lấy tinh đồ, suy nghĩ tứ tinh liên tuyến đây. U, cái kia miệng rộng quái đến đây, Huỳnh Hỏa lơ đãng nói. Cái gì, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu xem xét, Huyết ý Quỷ Vương cách mình rất gần. Ta đi. Hắn vội vàng hướng hỏa diễm tinh thần chỗ sâu triệt hồi. Bị đối phương phát hiện vây công, như thế quá bị động. Coi như muốn động thủ, Lý Thiên Mệnh ưa thích chủ động xuất kích. Nhanh chóng nhanh rời đi Lý Thiên Mệnh, cũng không có phát hiện,
làm hắn tiến vào nào đó một cái khu vực về sau, trong tay cái kia còn chưa kịp thu lại tinh đồ, trên đó hơn ngàn cái ngôi sao, bỗng nhiên lóng lánh hào quang chói mắt. Quang mang này căn bản là không có cách che giấu, lập tức thì xuyên thủng dung nham, bạo bắn ra ngoài, người bên ngoài có thể nói, thấy rất rõ ràng. Đó là cái gì? Bảo tàng xuất thế sao? Quỷ vương còn không tiến vào đây. Không đúng, bên trong giống như có bóng người. Trong lúc nhất thời, mấy vạn kiếp lão, đều bị quang mang này kinh động. Ở vào phụ cận huyết ý quỷ vương, cái kia thiên tinh quang mang, càng là theo bên cạnh hắn xuyên qua. Ánh mắt của hắn theo quang mang lập lòe, trực tiếp để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Là hắn, Lý Thiên Mệnh. Dù là bóng người còn mơ hồ, hắn đều vạn phần xác định, nói một cách khác, coi như Lý Thiên Mệnh hóa thành cho, hắn đều nhận ra. Cái này nhẫn nhịn tiếp cận 4 tháng căm giận ngút trời, tại lúc này bạo phát đi ra, đủ để đem huyết ý quỷ vương cho no bạo. Mãnh liệt huyết khí, hóa thành không chỗ xúc tu, theo trên người hắn tán phát ra. Lý Thiên Mệnh ba chữ này, trực tiếp để mấy vạn kiếp lão đề phòng. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Huyết ý quỷ vương sau lưng Long Thương Nguyên, vội vàng theo sau. Trông thấy Lý Thiên Mệnh, cái này mấy vạn người đều hốc mắt đỏ thẫm, sát cơ kinh thiên. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, chính mình quá xui xẻo. Đối phương tìm được trước hỏa diễm tinh thần, tiếp đó, chính mình lại tránh tại bọn họ muốn khai quật vị trí, vốn chuẩn bị rút đi, kết quả trong tay tinh đồ vậy mà sáng lên. Hắn hiện tại tựa như là trong bầu trời đêm ánh trăng, vô cùng chướng mắt. Huyết ý quỷ vương chỉ nhìn một chút, liền đã giết tới. Bên ngoài kiếp lão như lâm đại địch, mấy vạn người triệt để vây quanh, đem cái này hỏa diễm tinh thần, hoàn toàn khóa cứng. Gặp quỷ, Lý Thiên Mệnh chửi mắng một tiếng. Hắn cúi đầu xem xét, trong tay tinh đồ tiếp tục lập lòe, cùng lúc đó, hắn phát hiện chung quanh dung nham, vậy mà phát ra trận trận ba động, mơ hồ có chấn thiên tiếng long ngâm âm truyền tới, chói mắt tinh quang thay thế lòng đất dung nham, đem Lý Thiên Mệnh chấn động lái đi. Đồng thời, vừa đuổi theo tới huyết ý quỷ vương cùng Long Thương Nguyên bọn người, cũng bị trực tiếp bước lui, đánh tới tinh không. Thì vừa mới trong nháy mắt, vậy mà liền có 10 cái, 10 tầng sinh tử kiếp, trở lên tam nguyên kiếp lão, nhào tới, có thể thấy đối phương nhân số nhiều. Muốn không phải thiên tinh cảnh phong cấm kết giới, bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Lúc này những người này toàn bộ bị đụng bay, không nhìn kỹ, mọi người còn tưởng rằng là Lý Thiên Mệnh lực lượng đây. Kỳ thật không phải vậy. Liền Lý Thiên Mệnh chính mình, đều bị áp tiến vào hỏa diễm tinh thần chỗ sâu, bị đánh tới một phương hướng khác. Bọn họ bị trấn áp người, đều biết cái này bỗng nhiên xuất hiện lực lượng, là cái gì? Đây là một cái bỗng nhiên căng ra kết giới. Lý Thiên Mệnh tinh đồ còn trong tay, hắn vội vàng thu vào, có thể cái kia bỗng nhiên đản sinh kết giới, thì cùng lần trước tinh hải vòng xoáy kết giới, một dạng, như cùng một đóa tinh thần bông hoa, tại ngọn lửa này dung nham phía trên. Phun phóng ra. Sáng chói mà hào quang chói mắt, tại kết giới này phía trên bạo phát, lập lòe tại mấy vạn kiếp lão trên mặt. Kết giới xuất hiện, lại có bảo tàng, Lý Thiên Mệnh vội vàng ổn định thân thể. Hắn tuy nhiên tại hỏa diễm tinh thần chỗ sâu, nhưng hắn đồng dạng có thể thấy rõ ràng, cái này mới đản sinh kết giới. Không nghĩ tới ta chương này tinh đồ, xuất hiện tại đặc biệt vị trí, vậy mà có thể như chìa khóa một dạng, đem bảo tàng mở ra đi ra. Không biết huyết ý quỷ vương bọn họ tinh đồ, phải chăng có cùng loại hiệu quả? Chính bọn hắn, biết sự kiện này sao? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc, nhìn về phía cái này hoàn toàn mới kết giới. Bên ngoài mấy vạn người, trong nháy mắt này ngắn ngủi quên đi Lý Thiên Mệnh, đồng dạng rung động nhìn lấy cái này hỏa diễm tinh thần phía trên, bông hoa. Từng đợt tiếng long ngâm âm, tại cái này tinh quang trong kết giới truyền ra. Có thể nhìn đến, trong kết giới vô hạn tinh quang. Giờ phút này vậy mà dần dần hội tụ thành vì từng cái tinh thần thần long, số lượng vừa vặn 1000. Cái này tinh thần thần long dài đến ngàn mét, thô to tàn bạo, tinh quang thiểm diệu, ngưng tụ không rời, nhìn chằm chằm, trước mắt mấy vạn người. Cái này tựa như là trong truyền thuyết, thiên tinh diệu long kết giới. Long Thương Nguyên trừng to mắt, sắc mặt rung động. Cái gì, tinh quang thiểm diệu bên trong, huyết ý quỷ vương cái kia miệng to như chậu máu, trương đến to lớn. Chờ một lát tinh quang tản ra một số, có thể xác nhận một chút, bên trong là không phải cái kia thanh binh khí. Long Thương Nguyên ngốc trệ nói. Hiên Viên Đại Đế cái kia thanh. Đúng, là hắn chinh chiến thiên hạ binh khí, trong truyền thuyết mạnh nhất thần binh, không phải nhân hoàng long giáp.
Lý Thiên Mệnh thị giác, cùng người bên ngoài, hơi có chút khác biệt. Hắn có con mắt thứ ba, ánh mắt rất dễ dàng xuyên thấu cái kia hơn ngàn tinh thần thần long lập lòe quang mang, nhìn đến kết giới hạch tâm đồ vật. Đó là, có thể nhìn đến, kết giới hạch tâm không gian rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể để xuống một dạng binh khí. Thế nhưng là binh khí kia, quá chói lọi. Đó là một thanh tinh quang thiểm diệu thần long chiến kích. Nó yên lặng rất lâu, bây giờ rốt cục quang lâm thế gian. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này chiến kích đại khái dài hơn 2 mét, phía trước cùng sở hữu ba nhọn, ở giữa như đoạn kiếm, hai bên thì là nguyệt nha nhận, phần đuôi thì như thần thương, cái này trước sau song nhận, cái trước bá đạo, thích hợp chặt chém, cái sau sắc bén, thích hợp đâm xuyên. Hai đầu đao nhận, lóng lánh chói mắt tinh quang, ánh sáng lấp lóe. Ngoại trừ cái này trước sau song nhận, còn có vảy rồng bao trùm cán dài, cái kia vảy rồng đồng dạng tinh thần lập lòe, mỗi một chiếc vảy rồng, tốt giống như là một ngôi sao, hắn bên trên có hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, gió bão chờ một chút thuộc tính khác nhau lực lượng, vừa vặn 1000 mảnh. Nói tóm lại, thanh này khí phách kinh thiên bá đạo chiến kích, dường như đem chọn cái thiên tinh cảnh tinh túy, đều dung nhập trong đó. Không có kiếp văn. Lý Thiên Mệnh đã thấy binh khí, không có bất kỳ cái gì thiên văn. Cái kia hoặc là sắt vụn, hoặc là cũng là siêu việt kiếp khí thần vật. Nhân hoàng long giáp, đồng dạng không có kiếp văn. Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng không có, phát huy ra nhân hoàng long giáp bao nhiêu uy lực, nhưng hắn biết nhân hoàng long giáp đáng sợ. Hiển nhiên, cái này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này thần binh, đồng dạng như thế. Lý Thiên Mệnh vừa quan sát, một bên đang nghe người bên ngoài thảo luận, bọn họ nguyên một đám so Lý Thiên Mệnh còn kích động hơn. Cho nên rất nhiều tin tức, Lý Thiên Mệnh có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Đây là Hiên Viên Đại Đế, đã từng rong đuổi xa trường thần binh. Lý Thiên Mệnh tâm lý lửa nóng lên. Nhân Hoàng Long Giáp, là Hiên Viên Đại Đế ly thế trước, dùng ngũ đại cộng sinh thú thần long, sau cùng đoán tạo thần vật, nói cách khác, hắn cho tới bây giờ không có sử dụng tới. Căn cứ trải qua sự ghi chép, hắn tránh thức sử dụng tới thần vật, chỉ có Thiên Nguyên Đỉnh cùng một thanh chiến kích, Trạm Tinh Cổ Lộ mặc dù là thần vật. Nhưng không chiến đấu thuộc tính. Thiên Nguyên Đỉnh, có thể tương tự Thái Nhất Tháp, công hiệu đoán chừng không kém xa. Nói như vậy, cái này một thanh chiến kích đối Hiên Viên Đại Đế ý nghĩa, cần phải tương đương với Đông Hoàng Kiếm, đối Lý Thiên Mệnh ý nghĩa. Đó là chân chính làm bạn hắn chinh chiến tứ phương, chém giết địa ngục nhất tộc thần binh. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới. Hắn giống như tại Hắc Động Tinh Thần Thông Đạo trong tấm hình, thấy qua cái này một thanh tinh thần thần long chiến kích. Hắn chỗ đến, thiên long gào thét, tội ma lui tán. Thái cổ Hiên Viên thị trong truyền thuyết, giống như thanh binh khí này, từ khi Hiên Viên Đại Đế ly thế về sau, thì hoàn toàn biến mất, nó làm sao lại tại thiên tinh cảnh xuất hiện. Lý Thiên Mệnh tâm tình vạn phần rung động, ánh mắt vô cùng nóng rực. Vẫn là nói, cái này thiên tinh cảnh bảo tàng, cũng là Hiên Viên Đại Đế lưu lại. Thế nhưng là tinh đồ, vì cái gì lại tại cửu cung thần vực trên tay? Những thứ này nghi hoặc. Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao. Nơi này khác tới nói, những thứ này kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là, Hiên Viên Đại Đế đã từng chinh chiến thiên hạ, đại sát tứ phương binh khí, làm sao có thể, rơi xuống cửu cung thần vực trong tay. Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích. Từ bên ngoài những người kia, kinh hãi hô to bên trong, Lý Thiên Mệnh nghe được cái này thần binh tên. Nói thật, hắn đối thái cổ thần vực lịch sử, hiểu rõ so sánh thô thiển, cho nên cũng không biết. Cái này thần binh đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tại cái này thần binh xuất hiện trong nháy mắt, huyết ý quỷ vương bọn người, đã đi tới, thiên tinh diệu long kết giới, bên cạnh, chuẩn bị tiến vào. Nghe, mặc kệ người nào cầm tới, đều giao cho ta, hiểu không? Huyết ý quỷ vương âm thanh lạnh lùng nói. Loại này thần vật, không ai dám độc chiếm, coi như đến huyết ý quỷ vương trong tay, sau cùng giao cho người nào sử dụng, khẳng định phải nhìn quỷ vương sẽ ý tứ. Vâng. Mười cái tam nguyên kiếp lão, liền vội vàng gật đầu. Bọn họ ánh mắt nóng rực, nhưng cũng không có tư nhân tham niệm, bởi vì tham không nổi. Những lời này là nói cho Long Thương Nguyên nghe. Tứ Thượng Hải Long tộc, kỳ thật cùng Thái Cổ Hiên Viên thì có nhất định ngọn nguồn, bọn họ đều là thần Long Cộng Sinh Thú Thị tộc, đối Hiên Viên Đại Đế, cũng có hướng tới cùng kính sợ. Cái kia thiên tinh diệu Long Thần Kích, không thể nghi ngờ là tương đối thích hợp Long Thương Nguyên binh khí, Long Thương Nguyên sinh ra khát vọng tâm tình. Huyết ý quỷ vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta tận lực giúp một tay, Long Thương Nguyên nghe được huyết ý quỷ vương, thì biết mình cái kia nghĩ lại. Rất hiển nhiên, coi như hắn cái thứ nhất cầm tới thần kích,
cái kia đều phải nộp lên. Làm phiền huynh đệ, huyết ý quỷ vương nói xong, mặt hướng vòng ngoài kiếp lão, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho Lý Thiên Mệnh rời đi. Chúng ta đều đi vào, người nào quản Lý Thiên Mệnh? Long Thương Nguyên hỏi. Vậy người thủ ở bên ngoài, huyết ý quỷ vương nói. Thành, Long Thương Nguyên phiền muộn, sớm biết dạng này, hắn thì không hỏi nhiều. Hắn sẽ không chạy, ta đoán chừng hắn tiến kết giới. Huyết ý quỷ vương vừa dứt lời dưới, quả thật đúng là không sai, hắn liền thấy thiên tinh diệu long kết giới phía dưới, có một bóng người tại bọn họ trước đó, vọt thẳng tiến kết giới. Tất cả mọi người nghe, hôm nay mặc kệ là bảo tàng vẫn là Lý Thiên Mệnh, đều không được rời đi nơi đây. Mặt khác, nhanh đi hắc động kết giới, để bên kia lại phân ra một nhóm người tới. Vâng, huyết ý quỷ vương vừa nói xong, thì bước vào thiên tinh diệu long kết giới, theo lý thuyết lấy cảnh giới của hắn, đối kết giới trưởng khống cùng giải, viễn siêu Lý Thiên Mệnh. Nhưng hôm nay hiện thực lại là, huyết ý quỷ vương nhận lấy hơn ngàn tinh thần thần long trùng sát, xem xét lại cái kia Lý Thiên Mệnh, trên thân vậy mà mặc vào nhân hoàng long giáp. Có nhân hoàng long giáp về sau, hắn tại thiên tinh diệu long kết giới bên trong, tùy tiện ghé qua, như dẫm trên đất bằng. Hắn lấy siêu việt huyết ý quỷ vương hơn ngàn lần tốc độ, tới gần cái kia thiên tinh diệu long thần kích. Quỷ vương, chớ đi vào. Long Thương Nguyên cùng 10 cái kiếp lão, cũng không có cách nào lắc đầu nói. Hừ, huyết ý quỷ vương chật vật lui ra ngoài. Gia hỏa này là hiên viên đại đế người thừa kế, bảo bối này vừa xuất hiện, chính là cho hắn, chúng ta tại phong cấm kết giới dưới, không có khả năng đoạt đến qua hắn. Bất quá, nơi này không phải hắc động tinh thần, căn cứ tình huống trước kia, hắn cầm thần binh, kết giới liền sẽ biến mất. Hắn chạy không được. Chúng ta sát nhân đoạt bảo là đủ. Long Thương Nguyên phân tích nói. Thành, đúng, thông báo cái bóng, đem dịch tinh ẩn mang đến. Huyết ý quỷ vương đối người đứng phía sau nói. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, tới gần thiên tinh diệu long thần kích. Huyết ý quỷ vương bố trí thiên la địa võng, mấy vạn kiếp lão cộng sinh thú, đều đã xuất hiện, đem cái này hỏa diễm tinh thần vây quanh kín không kẽ hở. Dạng này một nhóm người lớn. Coi như không có thiên tinh cảnh phong cấm kết giới, thả trên chiến trường, bọn họ đều là kinh khủng siêu cấp cường giả quân đoàn. Vây công cùng đơn đấu là hai việc khác nhau. Kẻ nghịch thiên đến đâu, đối mặt phô thiên cái địa oanh tạc, cũng có thể lật xe. Lần trước Lý Thiên Mệnh lưng tựa tinh thần, dựa vào tiên tiên quyết đấu 2.000 người, đã là cực hạn. So sánh phía dưới, bỏ mạng chạy trốn so lấy một địch vạn, muốn nhẹ nhõm chí ít gấp 10 lần. Liều lĩnh đại giới. Cho ta giết chết hắn, Thương Nguyên huynh, người đến lúc đó cùng chúng ta liên thủ. Huyết ý quỷ vương nói. Hắn thật vất vả tìm tới cơ hội lần này, huống hồ, Lý Thiên Mệnh trên người bảo tàng, lại lần nữa tăng lên thẻ đánh bạc, càng tất sát không thể. Thành, Long Thương Nguyên nói. Phải biết lại ở chỗ này, đụng tới Lý Thiên Mệnh, huyết ý quỷ vương sớm bảo cái bóng, đến đây. Huyết ý quỷ vương trong lòng biển máu lăn lộn, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Nhìn lấy hắn xuyên qua kết giới, đi tới thần binh trước mặt. Tiểu tử này, đem chúng ta bức thành dạng này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết ý quỷ vương giết người chi tâm, chưa bao giờ hôm nay như vậy mãnh liệt. Trong mắt của hắn Lý Thiên Mệnh, đương nhiên biết, bên ngoài đã triệt để nổ. May mắn, ta đạt tới ngũ trọng tử kiếp cảnh giới, không phải vậy, một tia hy vọng cũng không có. Lý Thiên Mệnh cảm khái một câu, mặc kệ bên ngoài tiếng mắng chấn thiên. Nhẹ nhõm đi tới cái kia thần binh trước đó. Thủy tổ chinh chiến thiên hạ thần binh. Lý Thiên Mệnh trên da, lóng lánh tinh thần quang mang. Đây đều là đến từ trước mắt thần binh chiếu rọi. Cái này thần binh lơ lửng, trên đó quang mang cùng vảy rồng, cùng Lý Thiên Mệnh trên người nhân hoàng long giáp, tranh nhau chiếu rọi. Đây mới là xứng đôi một bộ A, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Hắn đem cái này thần binh, theo tam xoa kích đến đuôi thương, đều quan sát một lần. Cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua loại này, trường binh khí, bất quá, cỗ này sắc bén bá khí, cảm giác không tệ. Hắn hít thở sâu một hơi. Thiên tinh diệu long chiến kích. Lý Thiên Mệnh chạy không chính mình, sau đó xòe bàn tay ra, giữ tại cái này băng lãnh vảy rồng kích trên thân. Ong ong ong. Thiên tinh diệu long thần kích, trong tay hắn chấn động, quang mang càng hơn, trong lúc nhất thời long ngâm chấn thiên. Rầm rầm rầm. Thiên tinh diệu long kết giới. Hơn ngàn tinh thần thần long gào thét chạy như bay tới, tranh nhau chen lấn tan vào cái này thiên tinh diệu long thần kích bên trong. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cảm giác, chính mình nắm cũng không phải là thần long,
mà chính là 1.000 đầu, dài đến 1.000 mét tinh thần cự long. Tại Huỳnh Hỏa bọn họ đều phải đến tinh thần kiếp nguyên về sau, hắn hiện trong tay, nắm chính là tràn ngập tinh thần lực lượng chiến kích. Mặc kệ cái này thiên tinh diệu long thần kích, đến cỡ nào nổ tung, người mặc nhân hoàng long giáp lực lượng, cảm giác mình cùng nó, huyết mạch liên lụy. Thậm chí, nhân hoàng long giáp cùng thiên tinh diệu long thần kích phải rồng, lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, phảng phất là ly biệt bạn cũ lâu năm, xa cách trùng phùng, nước mắt rơi như mưa. Tâm tình của bọn nó, thậm chí ảnh hưởng tới Lý Thiên Mệnh, để hắn có thương xót tình hoài, đồng dạng có trùng phùng vui sướng cùng phấn khởi. Cái này khiến cái này thiên tinh diệu long thần kích, không có chút nào bài xích hắn. Thậm chí, còn có bàng bạc lực lượng, dung hội tiến vào Lý Thiên Mệnh thân thể. Hắn múa cái này chiến kích, xoay tròn một tuần, 10 phần thuận tay. Cái kia kích thân xoay tròn một tuần, tinh quang tiêu tán, quét qua khu vực, vậy mà tạo thành một cái tinh quang vòng xoáy, trên đó từng hồi rồng gầm, có thể nói cực kỳ lộng lẫy. Cùng Đông Hoàng kiếm cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh vốn đang coi là, binh khí này cùng Đông Hoàng kiếm sẽ có xung đột, tránh thức vào tay, mới phát hiện cũng không phải là như thế. Đây là hai loại khác biệt phong cách binh khí, đến mức có khác biệt gì, hắn còn cần chậm rãi khai quật. Bây giờ căn bản không có một chút thời gian. Bởi vì, làm hắn nắm chặt cái này thiên tinh diệu long thần kích nháy mắt, phía ngoài kết giới thì biến mất. Hắn trực tiếp bại lộ tại, mấy vạn đỉnh cấp kiếp lão trong vòng vây. Lần này, cùng thiên tinh cảnh trước cổng chính lần kia một dạng, thật thành cá trong chậu. Trong lúc nhất thời, huyết ý quỷ vương, long thương nguyên, 10 cái tam nguyên kiếp lão các loại mấy vạn người, lấy sát khí ngập trời ánh mắt, khóa chặt chính mình. Bị đùa bỡn 4 tháng, những thứ này tự cho là đúng các trưởng bối, cũng sớm đã điên rồi. Bọn họ liền trong tích tắc kiên nhẫn, đều không có. Ngay tại Lý Thiên Mệnh bại lộ trong nháy mắt, huyết ý quỷ vương lấy máu tanh ánh mắt, theo dõi hắn, trực tiếp giống. Giết cho ta. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, tránh thức động sát thủ, nhưng thật ra là hơn 1.000 người. Những người này đại bộ phận, đều là bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên nhị nguyên kiếp lão. Tố chất cao hơn rất nhiều. Nhất là, phía trước nhất chính là huyết ý quỷ vương, long thương nguyên cùng 10 cái tam nguyên kiếp lão. Còn lại mấy vạn người, ngay tại áp xúc bao vòng vây, trong trong ngoài ngoài đống mấy tầng. Hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn vây chết Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối không có thương lượng. Hắn có thể theo một cái yếu nhỏ đáng thương tiểu trùng tử, lăn lộn cho tới hôm nay, để cho chúng ta cái này mấy vạn trưởng bối, xuất ra vạn phần hung ác vây giết hắn trình độ, gia hỏa này đầy đủ tái nhập sử sách. Long Thương Nguyên nhìn lấy Lý Thiên Mệnh trong tay thiên tinh diệu long chiến kích, nhớ tới thiên tinh cảnh trước cổng chính, Lý Thiên Mệnh thời điểm đó yếu ớt, quả thực nhìn mà than thở. Nói thật, trong lòng của hắn đó là vạn phần bội phục. Chỉ là, càng là bội phục, càng phải chết. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, thế giới này sẽ chỉ càng ngày càng điên cuồng. Giết! Ngút trời tiếng la giết âm, quả thực đinh tai nhức óc. Cái này hung hãn tư thế, còn thật đem Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Chỉ là, đầy đủ tu vi, chống lên hắn nội tâm nổ tung ý chí. Hứng thú là thiên tinh diệu long thần kích chỉ dẫn, hắn lần thứ nhất nắm chặt một thanh binh khí này, lựa chọn chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng không muốn đang bị vây quanh tình huống dưới, còn chính diện cùng huyết ý quỷ vương các loại mười mấy cường giả đấu. Bị vây giết, là lớn nhất bị động tình huống, ta nhất định muốn cải biến. Coi như lần trước độc đấu 2.000 người, vậy cũng là Lý Thiên Mệnh trưởng khống tiết tấu. Hắn nhướng mày, trực tiếp cầm lấy thiên tinh diệu long kết giới, trốn vào phía dưới hỏa diễm tinh thần bên trong. Ầm ầm, dung nham nổ lên. Cái này một ngôi sao hỏa diễm rất lớn, cháy trên mặt đất núi vô số, lòng đất tràn đầy lò luyện dung nham, nóng rực vô cùng. Lý Thiên Mệnh dựa vào vĩnh hằng luyện ngục thể cùng trạm tinh cổ thần thể, mới có thể ở bên trong hành động tự nhiên. Đại đa số kiếp lão nhục thân đều rất mạnh, dù sao ma luyện trên 100 năm. Cũng không có vĩnh hằng luyện ngục thể loại thiên phú này, bọn họ tại tinh thần nội bộ, hoàn toàn không có Lý Thiên Mệnh như vậy thông thuận. Truy! Trong lúc nhất thời, bọn họ thu nhỏ vòng vây, càng ngày càng nhiều người toàn diện áp chế, theo huyết ý quỷ vương trùng sát. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác, trong tay thiên tinh diệu long thần kích, bỗng nhiên chấn động một lần. Ông! Dưới chân cái này hỏa diễm tinh thần, đột nhiên bạo phát ra sáng chói hỏa diễm tinh quang. Ngọn lửa kia tinh quang, hướng về tinh thần mặt ngoài một cái điểm tụ đến.
Cái này, điểm, cũng là thiên tinh diệu long thần kích. Những cái kia tinh quang, cuối cùng ngưng tụ thành một chùm quang mang chói mắt, va vào thiên tinh diệu long thần kích bên trong, một mảnh hỏa hồng sắc trên vảy rồng. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm giác được, hấp thu cái này hỏa diễm tinh thần tinh quang về sau, thiên tinh diệu long thần kích, giống như cường đại một phần. Tình huống như thế nào? Hắn một chút sửng sốt một chút. Đột nhiên, lại có vạn chúng kinh hô. Đây là những cái kia vây quanh hắn kiếp lão, phát ra thanh âm. Lý Thiên Mệnh tại chui vào tinh thần trước, trở về một lần đầu. Ta dựa vào. Hắn cùng tất cả kiếp lão cùng một chỗ sợ ngây người. Toàn bộ thiên tinh cảnh quang mang, đều tụ đến. Tại ở gần cái này hỏa diễm tinh thần thời điểm, vô tận tinh quang, ngưng kết thành từng chùm quang mang, phân biệt va vào thiên tinh diệu long thần kích từng mảnh trên vảy rồng. Thiên tinh cảnh một khỏa ngôi sao, thắp sáng một chiếc vảy rồng. Lý Thiên Mệnh bị chỉnh cái thiên tinh cảnh đến quang mang chìm ngập trong nháy mắt, trong lòng của hắn xuất hiện ý nghĩ như vậy. Rất hiển nhiên, đây là thực sự. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, tại thiên tinh cảnh quang mang ra chỉ dưới, trong tay thiên tinh diệu long thần kích, lực lượng bạo tăng. Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện dẫn động cỗ lực lượng này, sinh ra siêu thoát trước mắt hắn cảnh giới lực sát thương. Coi như loại này lực lượng, chỉ có thể ở thiên tinh cảnh sử dụng, vậy cũng tuyệt. Lý Thiên Mệnh tâm tình phấn chấn. Hắn đột nhiên quay đầu, trong tay thiên tinh diệu long thần kích một lần quét ngang. Một đạo nguyệt nha hình dáng màu sắc rực rỡ tinh quang, bắn tới. Trong lúc nhất thời, thần kích tại chỗ xé rách ra một đầu vết nứt không gian. Cái kia 10 cái truy tại sau lưng tam nguyên kiếp lão, trong đó có 2 người né tránh không kịp lúc, làm vết nứt không gian đản sinh thời điểm, thân thể của bọn hắn, bị trực tiếp kéo vỡ thành 2 mảnh. Tương đương tại chỗ chém ngang lưng. 2 cái Âu Dương kiếm vương cấp bậc tam nguyên kiếp lão, bị Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt chém giết. Nghịch thiên A. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên ngừng lại, hắn tạm thời không tiến cái này hỏa diễm tinh thần. Hắn muốn thử xem trực tiếp phản sát. Thiên tinh chi lực, hội tụ thần kích, đây là thủy tổ đang trợ giúp ta à? Lý Thiên Mệnh ánh mắt cuồng nhiệt. Cái kia vết nứt không gian đản sinh thời điểm, liền huyết ý quỷ vương đều ngừng lại. Hắn nhìn tận mắt 2 cái tam nguyên kiếp lão, còn tại trước khi chết dãy giụa. Nguyên bản cuồng bạo bầu không khí, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Vừa mới còn đang kêu gào kiếp lão nhóm, để tình cảnh này dọa cho đến sắc mặt tái xanh. Giúp chúng ta báo thù. Cái kia 2 cái tam nguyên kiếp lão, nuốt hạ tối hậu một hơi, trực tiếp không có. Ây! Mọi người tê cả da đầu, tất cả mọi người biết, đây chính là thiên tinh diệu long thần kích lực lượng. Mọi người cùng xoát nhìn về phía huyết ý quỷ vương. Huyết ý quỷ vương trong hốc mắt, huyết lửa đốt cháy. Hắn giữ tợn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh binh khí trong tay, môi đỏ run rẩy, lại lần nữa nói một chữ. Giết! Rất hiển nhiên, bọn họ nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Nếu không, Lý Thiên Mệnh càng sẽ trưởng thành vì, để bọn hắn càng hoảng sợ ma quỷ. Chân chính thiên tinh cảnh chi vương. Ông! Rất nhiều cộng sinh thú, vô số đao quang kiếm ảnh, hướng về Lý Thiên Mệnh bao phủ mà đến, căn bản không có ngăn cản không gian. Lý Thiên Mệnh phát hiện. Chính mình vẫn là trước tiên cần phải tiến cái này hỏa diễm tinh thần, đem đối phương cái này lớn nhất nổ tung công kích, một chút hóa giải một chút. Phốc phốc phốc, đại lượng kiếp lão, theo tới trong nham tương. Cái này một ngôi sao hỏa diễm, thành Lý Thiên Mệnh sống mái một trận chiến trường. Rầm rầm rầm, cái kia tinh thần phía trên hỏa diễm, ầm vang phun trào. Hàng trăm hàng ngàn cường giả truy sát phía dưới, vô số dung nham xông lên mây xanh. Cả một cái tinh thần. Nổ thủng trăm ngàn lỗ. Người bên ngoài, thần kinh căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm cái này tinh thần. Đúng vào lúc này, một cái tinh quang thôi sán thiếu niên, theo lòng đất vọt ra, đánh tới trên trời vòng vây. Ngăn lại hắn. Ở sau lưng hắn, mấy trăm cường giả xông ra. Trong lúc nhất thời, có 5.000 trở lên chiến đấu đơn vị, toàn bộ công kích xông tới Lý Thiên Mệnh. Đi chết đi. Mệnh đều nhanh không có. Lý Thiên Mệnh cũng không quản được nhiều như vậy. Muốn giết ta, liền đưa các ngươi, cùng đi Tây Thiên. Hắn hai tay nắm ở cái kia thiên tinh diệu long thần kích, bạo loạn vung chảm. Cái kia lập lòe thần long chiến kích tinh quang bạo nổ, lại lần nữa xé rách một khe hở không gian. Cái kia vết nứt tại siêu việt cực hạn chịu đựng lực lượng dưới, tiếp tục xé rách, tại chỗ đem mấy trăm cái ngự thú sư cùng cộng sinh thú, trực tiếp nuốt vào. Phá nát không gian,
đem bọn hắn rảo sát thành phấn vụn. Giờ khắc này, trước mắt của hắn, toái thi bay múa, máu tươi vẩy ra, như là địa ngục. Oanh! Lại là vô số người tiến công. Dưới loại tình huống này, để huỳnh hỏa bọn họ đi ra, quả thực thì là chịu chết. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể bị bức phải, lại lần nữa trốn vào hỏa diễm tinh thần. Tại quay vòng bên trong, hắn đang tìm kiếm, lần tiếp theo thoát khỏi vòng vây cơ hội. Chui về hỏa diễm tinh thần, chỉ là vì phân tán cái này mấy vạn đối thủ, đồng thời mang tới áp lực. Có dung nham lòng đất dung nham che lấp, tại cái này tinh thần nội bộ, Lý Thiên Mệnh độc thân, hành động càng ngày càng tự nhiên. Cái này thiên tinh diệu long thần kích, cũng thật là đáng sợ a. Tùy tiện vung lên, đều có thể phá nát thiên tinh cảnh không gian, cũng không biết, tại thiên tinh cảnh bên ngoài, còn có không cái này các loại năng lực. Vừa rồi chỉ là một lần công kích, liền trực tiếp đổ mấy trăm cái kiếp lão. Lý Thiên Mệnh tại hỏa diễm tinh thần nội bộ, cùng huyết ý quỷ vương bọn họ dây dưa, dựa vào nham thạch, thiêu đốt nước bùn, kéo ra cùng đối phương khoảng cách, phân tán vòng vây của đối phương. Một lần nữa, lấy được cái này thiên tinh diệu long thần kích, đương nhiên là, có thể chạy thì chạy. Ông, hắn theo một ngọn núi lửa bên trong lao ra đến, trước mắt là vô số kiếp lão, khóa chặt hắn. Cơ hồ là tại giây phút đầu tiên, thì có mấy ngàn loại khác biệt cộng sinh thú thần thông, ùn ùn kéo đến, giả thiên tế nhật, khóa cứng Lý Thiên Mệnh tất cả bỏ chạy thông đạo. Những người này, đều muốn mạng của ta không muốn giết người, đều không có biện pháp. Lý Thiên Mệnh hội tụ toàn thân chi lực, hai tay nắm ở thiên tinh diệu long thần kích, lại lần nữa kinh thiên một chảm. Xoẹt! Thần kích sở hướng, trước mắt không gian nứt toác phá nát, một đạo thô to vết nứt, nổ tung vô số hình lưới cái khe nhỏ. Điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh lực lượng bây giờ, cùng cái này hội tụ thiên tinh cảnh tinh quang thần binh, hai loại sức mạnh điệp ra, hoàn toàn siêu việt thiên tinh cảnh cực hạn chịu đựng. Nứt toác hình lưới vết nứt không gian, chẳng những đem những cái kia cộng sinh thú thần thông nuốt vào, thậm chí vặn vẹo thay đổi, đánh về phía chính bọn hắn người. Phốc phốc phốc, tại cái này thần kích tinh thần lực lượng nổ tung phía dưới, một tấm võng lớn bao phủ, chỗ đến, lại có mấy trăm cái ngự thú sư cùng cộng sinh thú né tránh không kịp lúc, bị không gian vết nứt xé rách thân thể. Có người tay gãy thiếu chân, cái này còn có thể tiếp tục sống, muốn là đầu cũng bị mất, cái kia liền trực tiếp xuống địa ngục. Cút, thiên tinh chiếu dọi phía dưới, Lý Thiên Mệnh như tóc trắng sát thần, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là người của đối phương thực sự nhiều lắm, hắn coi như có thể tránh né, trong cùng một lúc, nhân hoàng long giáp đều bị lấy, không thể đếm hết được công kích. Mà lại, có nhiều người hơn đè lên, sau lưng lại có huyết ý quỷ vương bọn họ truy sát, Lý Thiên Mệnh mỗi lần lao ra, đều không thể không tiến hỏa diễm tinh thần chậm một chút. Ngay cả như vậy, hắn hiện tại toàn thân đều là thương tổn. Cái này thiên tinh diệu long thần kích, để cho ta lực sát thương không người có thể so sánh, nhưng cũng không có làm cho ta càng kháng đánh. Trạm tinh cổ thần thể mạnh hơn, nếu như bị kiếp khí xuyên thấu, Lý Thiên Mệnh cũng phải quy thiên. Thân thể thì là nhân thể, nhược điểm vĩnh hằng tồn tại. Liền xem như dạng này, tại cái này bạo loạn truy sát bên trong, vừa kéo dài một phút, Lý Thiên Mệnh tối thiểu đã giết hơn ngàn kiếp lão. Hiện tại cái này hỏa diễm tinh thần trên không, nổi lơ lửng vô số thi huyết, một khi rơi vào hỏa diễm tinh thần, rất nhanh liền bị phần đốt sạch sẽ. Vây giết ta, vậy liền xem ai, có thể kiên trì đến sau cùng. Trừ phi các ngươi có thể hủy đi một ngôi sao này, nếu không, ta thì có lượn vòng chi địa. Đừng nói huyết ý quỷ vương bọn họ đã bị phong cấm, coi như trạng thái toàn thịnh, đều khó có khả năng hủy đi, cái này diện tích bề mặt tương đương với 30 thái cực phong hồ tinh thần. Bọn họ mấy vạn người mặc dù nhiều, có thể chưa hẳn có thể đem trên không phong kín. Đúng lúc cái này hỏa diễm tinh thần nội bộ, trên cơ bản đều là lòng đất dung nham, cho dù có ngăn cản, Lý Thiên Mệnh đều nhanh hơn bọn họ. Lần lượt xông ra ngoài, chẳng những đồ sát kiếp lão, còn đem huyết ý quỷ vương bọn họ cái này mấy ngàn, truy vào tinh thần đỉnh cấp kiếp lão cho đánh tan. Tràng diện càng ngày càng hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh tay cầm thiên tinh diệu long chiến kích, cơ hồ không ai cản nổi, liền xem như tam nguyên kiếp lão, cũng không dám cản ở trước mặt hắn. Tại thiên tinh cảnh ngoại hiệu khiến phong vân tam nguyên kiếp lão, ở chỗ này đụng tới Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối phải bị chém dưa thái rau. Hết lần này tới lần khác có người không tin tà, khóa chặt Lý Thiên Mệnh về sau, đơn độc ngăn cản ở trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt xuyên thấu ánh mắt, tập trung nhìn vào, lại là tứ tượng thần vực, đế hoàng, long thương nguyên.
Tứ thượng thần vực chế độ, cái gọi là tông chủ, kỳ thật cũng là hoàng đế. Hắn tại cái này, Long Thương Nguyên giống lớn một tiếng. Bọn họ vừa bị mất Lý Thiên Mệnh vị trí, Long Thương Nguyên thì ở chỗ này khóa chặt hắn. Nghe được hắn hô hoán, chung quanh đỉnh cấp kiếp lão toàn bộ xông tới. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, hắn không muốn tại cái này tinh thần nội bộ, còn bị vây quanh. Muốn đi. Long Thương Nguyên gặp trợ giúp lập tức tới ngay, trực tiếp động thủ truy sát, ánh mắt của hắn hỏa nhiệt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh trong tay thiên tinh diệu long thần kích. Hống hống hống. Hắn bốn đầu thần long cộng sinh thú, tại trong nham tương ghé qua, cấp tốc phong tỏa Lý Thiên Mệnh trước sau trái phải. Cam chịu số phận đi ngươi. Long Thương Nguyên trực tiếp xuất thủ, bị phong cấm lực lượng sau xuất thủ, để hắn cực kỳ không quen, toàn thân đều khó chịu. Cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh ánh mắt quét một chút, Long Thương Nguyên bốn đầu thần long cộng sinh thú. Đều là hơn 900 ngôi sao cộng sinh thú thần long. Cao nhất đại khái 911 ngôi sao. So thanh minh quỷ vương thanh minh thôn thiên trùng, một chút kém một chút, nhưng mấu chốt là hắn cộng sinh thú số lượng nhiều. Hắn là tứ sinh ngự thú sư. Chúng ta thủy tổ có ngũ đại thần long, người có bốn đầu, đều là cửu giai sinh tử kiếp thú, vẫn rất uy phong. Lý Thiên Mệnh âm lãnh cười một tiếng. Mắt thấy chung quanh đại lượng kiếp lão, hướng bên này gần lại gần, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Dù sao hiện tại cũng điên rồi, sao không chơi một món lớn. Hắn đang suy nghĩ, tứ tượng thần vực, muốn không có tông chủ, sẽ như thế nào? Long Thương Nguyên tại tứ tượng thần vực địa vị, vượt xa huyết ý, thanh minh các loại quỷ vương, tại cửu cung thần vực địa vị, hắn là tứ tượng thần vực trụ cột. Người còn có rảnh rỗi mỉa mai, Lý Thiên Mệnh, muốn không phải thiên tinh cảnh phong cấm kết giới, ta một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Long Thương Nguyên tại huyết ý quỷ vương trước mặt hạ thấp tư thái, có thể lúc này thời điểm. Hắn uy nghiêm mà tức giận, rất có đế vương chi uy. Ong ong ong. Hắn bốn đầu cộng sinh thú thần long, đều tiếp cận có 200 mét chiều dài, hình thể đã cùng Lam Hoang không sai biệt lắm. Làm tứ tượng hải long tộc đỉnh phong huyết mạch, hắn tứ đại cộng sinh thú, nắm giữ bốn loại hợp lại thuộc tính, theo thứ tự là thủy thổ, thủy phong, thủy hỏa, lôi thủy. Mỗi một đầu đều là biển cả bên trong bá chủ thần long, lại đều có tầng thứ hai thuộc tính, cái này phối trí. Không thể nghi ngờ cùng hắn tiểu nhi tử, Long Tiểu Phàm, hoàn toàn tương tự. Nói thật, hắn nhiều như vậy nhi tử, Long Tiểu Phàm mới tính chính thức đạt được hắn chân truyền. Đây chính là hắn ưa Long Tiểu Phàm nguyên nhân. Long Ý Trần tuy nhiên biểu hiện không tệ, nhưng bởi vì truyền thừa cùng huyết thống, rất khó để Long Thương Nguyên chính thức hài lòng. Cái kia bốn đầu cộng sinh thú thần Long, chính là biển cả bên trong thần Long Đế Vương. Một đầu, thủy hỏa thần Long, trên người có hồng lam song sắc. Hắn quay quanh tại Lý Thiên Mệnh ngay phía trước, liếc một chút đỏ thẫm, liếc một chút màu băng lam, thủy hỏa tăng theo cấp số cộng, một nửa băng hàn, một nửa thiêu đốt, sinh ra hừng hực băng vụ cùng hơi nước. Đây là, ly hỏa hồn hải đế long. Một đầu, lôi thủy thần long, hắn thân thể toàn thân vì tử sắc, tất cả vảy rồng, vậy mà hiện lên hình vuông, từng mảnh xếp, bao trùm tốt mấy trọng, từng đạo hình lưới tử sắc lôi đình, ở tại toàn thân quấn quanh, bụng thì ngưng kết nước biển. Lôi đình cùng hải dương hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau, lôi thủy dây dưa, uy lực tất nhiên càng hung mãnh. Đây là thiên khuyết lôi cung hoàng long. Con thứ ba, thủy phong thần long, lại có chút trong suốt, rất khó nhìn rõ ràng thân ảnh của nó, tốc độ là ưu thế của nó, tại phong thủy lực lượng biến hóa dung hội dưới, nó vô ảnh vô tung. Đáng tiếc nơi này khắp nơi đều là dung nham, có thể sẽ ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng nó thi triển. Đây là hư vô ẩn long. Sau cùng một đầu, thủy thổ thần long, ngược lại là cùng Long Ý Trần cộng sinh thú rất là tương tự, đó là một loại long quy, bất quá hình thể càng lớn lớn, so Lam Hoang đều muốn lộ ra khôi ngô, tứ chi cùng đầu rồng phá lệ thô to, gánh vác một tòa kim cương núi to, còn có một cái kim sắc đầu rồng, lỗ mãng bá đạo, hắn điểm sao là bốn đầu thần long bên trong, cao nhất một đầu. Đây là, bá hạ thánh long. Long Thương Nguyên khống chế cái này tứ đại thần long, tại biển cả bên trong ngang dọc. Có thể xưng trong biển vô địch. Chỉ là hôm nay tiến vào dung nham, mà lại cái này tứ đại thần long cảnh giới, đều bị áp chế tại thất trọng tử kiếp, như thế liền còn lại nhục thân còn đủ mạnh cứng rắn. So với còn lại tam nguyên kiếp lão, Long Thương Nguyên cộng sinh thú huyết nhục chiến lực, là một cái ưu thế thật lớn. Điều này nói rõ, hắn tuy nhiên quỳ liếm cửu cung thần vực, nhưng tại thực lực phương diện phía trên, một cái thần vực chi chủ, quả thật làm cho người không lời nói.
nếu như không phải thiên tinh cảnh phong cấm, Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng, cái này bốn đầu ngập trời thần long, hạng gì bá đạo. Ngay một khắc này, cái này bốn đầu thần long thần thông, đều cơ hồ đem Lý Thiên Mệnh chìm ngập. Tốc chiến tốc thắng, không được lập tức đi. Đây là Lý Thiên Mệnh, đối với mình cộng sinh thú nói lời. Nhanh, giúp ta cuốn lấy cái này bốn đầu long. Ong ong ong, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, ẩn giấu nửa ngày về sau, đột nhiên xuất thủ. Bọn họ xông ra về sau, vừa vặn đón nhận bốn đầu hải long chi vương thần thông. Trong lúc nhất thời, Huỳnh Hỏa lục đạo hỏa liên, Miêu Miêu hồn thiên điện ngục, Lam Hoang hồng mông ma bàn cùng Tiên Tiên phệ huyết kiếm vũ, trong lúc nhất thời đều bạo bắn ra ngoài. Rầm rầm rầm, tinh thần nội bộ, dung nham chấn động, kinh khủng thần thông uy lực đụng nhau, bao phủ. Coi như Huỳnh Hỏa bọn họ không đả thương được đối diện, trong khoảng thời gian này, cũng cho Lý Thiên Mệnh tranh thủ đến thời gian. Hắn xông ra bốn đầu thần long vây quanh, ở trước mắt dung nham chọc ra một cái thông đạo, trực tiếp xuyên qua đến Long Thương Nguyên trước mắt. Nghìn cân treo sợi tóc, đất đèn hỏa quang. Người đây là muốn trong nháy mắt miểu sát ta. Long Thương Nguyên ngơ ngác một chút. Hắn thừa nhận thiên tinh cảnh bên trong Lý Thiên Mệnh, là cái quái vật giống như tồn tại. Nhưng là, hắn muốn tại huyết ý quỷ vương bọn người vây giết đi lên trước, muốn trong nháy mắt giải quyết chính mình, phá vây ra ngoài, đây cũng quá không đem chính mình, để ở trong mắt a. Để hắn càng tức giận là, Lý Thiên Mệnh căn bản không để ý hắn. Thiếu niên tóc trắng này trong tay, thiên tinh diệu long thần kích tinh quang chói mắt, ở đây đợi quang mang phía dưới, liền thân ảnh của hắn đều biến mất. Long Thương Nguyên nhìn đến, chỉ là một đạo chướng mắt thiểm quang, bạo sát mà đến. Cùng lúc đó, song phương bốn đầu cộng sinh thú, hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Long Thương Nguyên nhìn lướt qua, đã thấy huyết ý quỷ vương. Hắn cộng sinh thú đi ra, nếu là trễ trở về, chỉ cần có một cái bị đánh giết, hắn đều phải điên. Long Thương Nguyên quyết định chống đỡ. Trong tay hắn đồng dạng nắm lấy một thanh chiến kích, hết thảy có 15 điều kiếp văn. Đây là tứ hải hạo long thần kích cùng thiên tinh diệu long thần kích tạo hình có chút tương tự. Thậm chí có thể nói, đây là thiên tinh diệu long thần kích hàng nhái. Long Thương Nguyên xuất thủ. Tam Nguyên sinh tử chiến quyết nộ hải tê thiên trảm. Long Thương Nguyên nắm giữ chiến quyết rất nhiều. Tại dung nham hoàn cảnh như vậy bên trong, thích hợp nhất vẫn là một chiêu này. Tứ đại biển cả chi lực, hội tụ ở thân thể. Vốn nên là có hơn 20 cái kiếp hoàn bạo phát lực lượng. Bây giờ chỉ còn lại 14 cái, uy lực bị áp chế hơn phân nửa. Ngay cả như vậy, Long Thương Nguyên một chiêu này uy lực, vẫn rất mạnh, thậm chí vượt qua Thanh Minh Quỷ Vương Thanh Thiên Quỷ Liêm. Thân thể của hắn bạo phát hào quang lóa mắt, mơ hồ có vảy rồng hiện lên, ra đời cùng loại thái cổ hiên viên thị tam nhãn chân long mạch biến hóa hiệu quả. Vô số biển cả long hồn, ở tại trên thân ngưng tụ. Phá! Long Thương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Tứ hải hạo long thần kích quét ngang. Ngay tại lúc này, trước mắt tinh quang chi lập lòe, đã nuốt sống hắn ánh mắt. Long Thương Nguyên dường như nhìn đến, trước mắt tinh quang, hội tụ thiên tinh chi lực, coi như tại cái này tinh thần nội bộ, cái này thiên tinh cảnh lực lượng tụ hợp, vẫn làm đến vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, phá vỡ dung nham, dường như một cái ngôi sao như vậy đánh tới. Tinh thần xung quanh, tất cả đều là một đường vỡ nát vết nứt không gian. Cái này đem sao trời bên trong dung nham, đều cho cắt đứt đi ra, thậm chí nuốt vào trong hư vô. Đây là Lý Thiên Mệnh đem, thiên tinh diệu long thần kích, uy lực, mở ra đến cực hạn biểu tượng. Hắn chính mình cũng không biết, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Cái này không chỉ là hắn lực lượng của mình, thậm chí đại bộ phận, đều đến từ thiên tinh diệu long thần kích bản thân. Cái này cuồng bạo chi lực, thậm chí đã vượt ra trưởng khống. Ngay một khắc này, bạo loạn tinh quang. Cùng Long Thương Nguyên kịch liệt đụng nhau. Làm người chó săn, liền phải chết tại phía trước nhất, tứ tượng Hải Long Vương. Gặp lại, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là đối với mình tự tin. Hắn là đối hiên viên đại đế, đối thủ bên trong binh khí này có lòng tin. Ong ong ong, cái kia lập lòe tinh quang bên trong, thiên tinh diệu Long Thần Kích cùng tứ Hải Hạo Long Thần Kích, cái này tạo hình giống nhau hai đại chiến kích bổ ở cùng nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Răng rắc. Một tiếng bén nhọn tiếng vang, hướng đánh ra ngoài. Tứ hải hạo long thần kích một đạo nguyệt nha nhận, bị trực tiếp cắt đứt. Đây chính là 15 điều kiếp văn kiếp khí. Làm cái kia nguyệt nha nhận bị cắt đứt thời điểm, căn bản không có đồ vật, có thể ngăn cản thiên tinh diệu long thần kích.
Lý Thiên Mệnh hai tay nắm ở vảy rồng trải rộng kích thân, ném đầy một vòng. Hắn đem cái này thần kích hóa thành tinh thần tàn ảnh, tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, bổ vào Long Thương Nguyên huyệt bách hội phía trên. Tam xoa kích dọc theo đường phía trên, nói nói vết nứt không gian xé mở. Cái này giống như là thiên tinh diệu long thần kích phía trên, dài ra đến hàng vạn mà tính sợi tóc một dạng. Làm. Tiếng nổ vang, lại lần nữa bao phủ. Long Thương Nguyên, có thể xương đầu đồng cánh tay sắt. Thiên tinh diệu long thần kích bổ vào trên đầu của hắn, vậy mà phát ra thanh âm như vậy. T. Nháy mắt kia, hắn trừng to mắt, ánh mắt chỗ sâu, lại có cực hạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Không phải ngươi, là Hiên Viên Đại Đế. Đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Tiếp theo trong nháy mắt, xương sọ nổ tung. 3. Đường đường tứ tượng Hải Long Vương, tại tứ tượng thần vực hô phong hoán vũ tồn tại. Tại tinh quang chìm ngập phía dưới, hắn cả một cái đầu, tại chỗ hóa thành cho tàn. Ầm. Lý Thiên Mệnh quét ngang, vỗ trúng Long Thương Nguyên thân thể. Tại thần binh co lại phía dưới, Long Thương Nguyên phá tan vô số dung nham, đập vào huyết ý quỷ vương trước mắt. Giờ khắc này, có rất nhiều người, như bị sét đánh, sấm sét giữa trời quang. Huyết ý quỷ vương thân thủ vừa tiếp xúc với, trước mắt Long Thương Nguyên, không có đầu, khí tức hoàn toàn không có. Liền có phải hay không chết không nhắm mắt, cũng không biết. Tứ tượng thần vực chi chủ, cứ như vậy không có. Tin tức như vậy, tựa như là gai nhọn, theo mỗi người trên huyệt thái dương vào đi, tại một bên khác mặc đi ra. Bọn họ không là không tin, mà chính là. Dạng này ngập trời nhân vật, lẽ ra không nên, bị chết tùy tiện như vậy, một chút gợn sóng đều không nhấc lên a. Bọn họ bày kế thần vực chiến tranh, đều còn chưa bắt đầu. Thanh Minh Quỷ Vương, Long Thương Nguyên loại nhân vật này, lại tại thiên tinh cảnh, trước hết để cho một người 20 tuổi tiểu hài tử làm thịt. Bất kể là ai, nhìn đến hình tượng này, tam quan đều phải lộn xộn. Bị chết thật dứt khoát. Tại bọn họ xé rách trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh cũng không có cuồng hỉ. Hắn khẩn cấp trợ giúp huỳnh hỏa bọn họ, hất ra đối thủ, thừa dịp đối phương bị hù sợ cơ hội, lại lần nữa đào thoát. Cái kia bốn đầu cộng sinh thú thần long còn sống. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có cơ hội giết bọn nó. Quen thuộc về sau, thủy tổ thần binh tại thiên tinh cảnh uy lực, quả nhiên mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng kinh tâm động phách. Đương nhiên, có thể làm đến bước này, cũng dựa vào hắn ngũ trọng tử kiếp cảnh giới trèo trống. Long Thương Nguyên bị phong cấm về sau, tại lực lượng phương diện phía trên, bản thân cũng không bằng hắn. Chỉ là coi như thế, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không quá tung bay. Hắn biết rõ, Long Thương Nguyên chỉ là phòng bị chưa đủ. Hiện tại vây giết quá nhiều người, hai quyền khó địch bốn tay. Huỳnh hỏa bọn họ không có thiên tinh diệu long thần kích, một khi lâm vào đám người, bọn họ tình cảnh sẽ cửu tử nhất sinh. Chém giết Long Thương Nguyên, để hắn ngược lại càng bình tĩnh. Cứ như vậy mang xuống, thẳng đến giết tới bọn họ, chính mình chạy trốn đến. Đến lúc đó, huyết ý quỷ vương, người cũng chạy không được. Tuyệt đối không muốn lâm vào bị vi sát chi chung. Huỳnh hỏa bọn họ trở lại cộng sinh không gian về sau, Lý Thiên Mệnh không sợ mất mặt, lại lần nữa bỏ mạng đào tẩu. Cái này khiến vừa đuổi theo tới huyết ý quỷ vương bọn họ, lại vồ hụt. Tông chủ, tông chủ. Thê thảm tiếng kêu khóc âm, từ phía sau truyền đến. Lần này tứ tượng Hải Tông, ước chừng có hơn 1.000 người tiến đến, toàn bộ đều tại phụ cận. Bọn họ đã thấy, Long Thương Nguyên thi thể, nghe được bốn đầu Long Vương cộng sinh thú khóc giống. Trong lúc nhất thời, tứ tượng Hải Tông kiếp lão nhóm cực kỳ bi thương. Đối bọn hắn tới nói, trời đã sập. Long Thương Nguyên chết, đối toàn bộ tứ tượng thần vực, tuyệt đối phải tạo thành vạn năm qua, cũng không từng có động đất. Sỉ nhục nhất chính là, còn chưa khai chiến. Hắn chết tại một đứa bé trong tay a. Phóng tầm mắt nhìn tới, không chỉ là tứ tượng thần vực kiếp lão, bao quát cửu cung thần vực kiếp lão, hiện tại cũng sắc mặt đau khổ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Muốn không phải tông chủ, tận lực thân cận huyết ý quỷ vương, cũng sẽ không rơi vào một cái như thế xấu hổ xuống chẳng a. Cái này đáng chết thiên tinh cảnh, đáng chết Hiên Viên Đại Đế, Lý Thiên Mệnh rõ ràng là đạt được trợ giúp của hắn, mới có thể đại sát tứ phương. Cái này chúng ta tứ tượng thần vực, song đời, quần long vô thủ. Chết là một chuyện. Mấu chốt là, mất mặt a. Quỷ liếm huyết ý quỷ vương, kết quả đem mệnh cho ném vào, cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta tứ tượng Hải Long tộc,
khi nào liền mặt mũi cũng bị mất. Ai? Long Thương nguyên thân là tứ tượng thần vực hoàng đế, lại đối người khác khúm núm. Nói thật, rất nhiều kiếp lão trong lòng, vốn sẽ rất khó tiếp nhận. Bây giờ kết cục này, chỉ có thể nói đáng đời đi. Thậm chí có người chửi mắng. Đừng nói nữa, rút lui đi. Tông chủ cũng bị mất, chúng ta kiềm chế một chút, đừng đem người đều bồi tiến vào. Một trận chiến này, tứ thượng hải tông kiếp lão, triệt để đánh mất đấu trí. Thật nghĩ vì Long Thương nguyên báo thù người, còn thật không có mấy cái. Một cái thần vực chi chủ, muốn là bị chết oanh oanh liệt liệt, còn có thể lưu danh bách thế. Nhưng bây giờ, không bị người cười chết, đều tính toán tổ tông tích đức. Tuy nhiên tông chủ cộng sinh thú đều còn tại, bọn họ tại tứ thượng thần vực, đồng dạng có cực cao uy nghiêm. Thế nhưng là, bọn họ cuối cùng đều sẽ lực lượng tiêu tán. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã cho cái này mấy vạn kiếp lão, tạo thành cực lớn ám ảnh trong lòng. Làm hắn lần nữa theo hỏa diễm tinh thần lao ra, muốn phá vòng vây thời điểm, ngăn cản hắn người, tại trong lúc vô hình ít đi rất nhiều. Dù là mỗi lần, Lý Thiên Mệnh vẫn là bị đè ép trở về, có thể vẫn đến có mấy trăm người, bị thiên tinh diệu long thần kích cho chu sát. Làm ra hỏa này đơn thể chiến lực, đến huyết ý quỷ vương đều không thể cầm xuống thời điểm, chúng ta chỉ có thể, bị hắn nắm mũi dẫn đi. Xem đi, đến đón lấy sẽ chỉ chết càng nhiều. Để quái vật này tiến vào thiên tinh cảnh, thì nhất định thất bại. Ta cảm giác, đây hết thảy đều là 20 vạn năm trước Hiên Viên Đại Đế tạo thành. Phong cấm kết giới hư hư thực thực bắt nguồn từ hắn, cái này thần binh đồng dạng là hắn bảo tàng. Trong mắt bọn hắn, bây giờ đại sát tứ phương Lý Thiên Mệnh, đã không chỉ có đại biểu chính hắn. Ta cảm giác, chúng ta ở chỗ này vây giết hắn, thật là một đám thiểu năng trí tuệ. Một đám con thỏ, vây công sư tử, mấy chục ngàn con thỏ, liền có thể thượng thiên A. Trên thực tế đại bộ phận kiếp lão, đều không có bị phong cấm, nói cách khác, bọn họ tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, đã là con thỏ. Rất nhiều người vừa dứt lời dưới, Lý Thiên Mệnh lại giết đi ra. Ngăn lại hắn, huyết ý quỷ vương gào thét giống to. Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể nghênh địch, bọn họ có thể bước lui Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc còn phải nỗ lực vài trăm người đại giới. Coi như Lý Thiên Mệnh cả người là huyết, thân phía trên khắp nơi đều là vết thương, quả thực tính toán đẫm máu phá vây, có thể tất cả mọi người biết, tại dạng này giết tiếp, hắn chí ít chém giết trên 10.000 người, từ nơi này lao ra. Căn bản không ai có thể làm sao hắn. Để cái bóng nhanh điểm, huyết ý quỷ vương lại giống lên một tiếng. Nghe được, thanh âm của hắn đã đang phát run. Liền hắn đều không cách nào khống chế phân uất, phổ thông kiếp lão, lại như thế nào có thể khống chế. Cái bóng. Lý Thiên Mệnh nghe được câu nói này. Hắn không có thời gian phản ứng, sau lưng một đám người điên cuồng đuổi theo, bên người còn tùy thời đều có thể xông ra đối thủ. Một khi xông ra tinh thần, lập tức bị ngàn vạn người oanh tạc, đối thủ giết đều giết không sạch sẽ. Hao tổn đi. Cho tới bây giờ, hắn đều giết 8.000 người. Tiếp cận hoàn thành vạn nhân trảm. Thêm lần trước nữa lấy một địch ngàn. Bọn họ ngũ đại thần vực chiến tử tại thiên tinh cảnh đỉnh cấp kiếp lão, đã tiếp cận 10.000. Lý Thiên Mệnh thương thế trên người, đại đa số đều đến từ cộng sinh thú thần thông, nhân hoàng long giáp sớm cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, bị hắn thu lại. Một hồi thực sự không được, liền lấy thái nhất tháp nghỉ ngơi một chút. Có điều, lần sau đi ra, đoán chừng vây quanh ta người đếm, đến lật mấy lần. Đau đầu a, tránh thức bị vây công, so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó nhiều. Loại kia giết đều giết không sạch sẽ cảm giác, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Long Thương Nguyên, còn có 7 cái tam nguyên kiếp lão, lại thêm trước đó đổ sát, ta lần này thiên tinh cảnh chuyến đi, dựa vào ta không quan trọng thực lực, làm đến bước này, thật sự là kiếm lời lật ra, liền chết đều đáng giá. Nghĩ tới chỗ này, Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt rồi, không thèm đếm xỉa. Thôi, tiếp đó, giết bao nhiêu, kiếm lời bao nhiêu. Hy vọng lần này, đối bọn hắn trọng thương, có thể ngăn chặn cửu cung thần vực dã tâm, có thể để bọn hắn đều bình an. Đến tại sinh tử của mình, không để ý tới. Hắn tay cầm thiên tinh diệu long thần kích, giết đến trời đất mù mịt. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là thi thể, dòng máu, thi thể, toàn bộ thế giới đều thành huyết sắc. Hắn đánh cho rất tặc, cũng là một mực dựa vào địa hình chạy, bất hòa đối phương đứng đầu cường giả chiến đấu. Cảm giác phía trên, giống như đánh thật lâu. Kỳ thật cái này là ảo giác. Bởi vì mỗi một khắc đều tinh thần kéo căng, cho nên mới sẽ lộ ra đến thời gian dài dằng dặc,
Trên thực tế, nhiều lắm là thì 2 phút đồng hồ thời gian. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hỏa diễm tinh thần bên trong kẻ đuổi giết, giống như không có. Đi đâu rồi, không đuổi, Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Vẫn là, càng nhiều trợ giúp đến rồi. Hắn biết, đối phương tại thứ 9 viên hắc động tinh thần phụ cận, cần phải còn có một nửa nhân mã, còn có mấy cái quỷ vương, thậm chí có Phong Thanh Ngục cùng Lý Thải Vi. Hắn không xông ra được, đến đón lấy sẽ chỉ càng thêm khó khăn, nhưng không có cách nào. Đối phương nhiều người như vậy, không phải ăn chay, bọn họ chu sát quyết tâm của mình, đã sớm phát nổ. Lý Thiên Mệnh, người đi ra, lão bằng hữu của ngươi, muốn gặp ngươi. Phía trên truyền đến một thanh âm. Đây là huyết ý quỷ vương thanh âm. Hắn tại tận khả năng tỉnh táo nói chuyện, có thể trong lòng của hắn táo bạo cùng phẫn nộ, còn có xấu hổ cảm giác, căn bản là không có cách che giấu. Nói thật, nhìn đến Long Thương Nguyên bị một chiêu bạo sát, mặt của hắn, đến bây giờ đều tại run lên. May mắn, hắn ngàn các loại vạn chờ, trợ giúp cuối cùng đã tới. Dịch Tinh Ẩn, tỉnh, các ngươi đệ tử, muốn gặp ngươi một lần hiện tại thảm trạng. Huyết ý quỷ vương cuối cùng lắng lại phẫn nộ, lộ ra bầy mưu tính kế. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng làm người ta đem Dịch Tinh Ẩn mang đến. Chỉ là, Long Thương Nguyên liền cái này 2 phút đồng hồ đều không chống đỡ, tựa hồ càng thêm buồn cười. Huyết ý quỷ vương nói ra, Dịch Tinh Ẩn, cái tên này, để Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, cau mày. Bị ổi. Có con tin nơi tay, tiếp đó, không chỉ là đào mệnh đơn giản như vậy. Xem ra, bọn họ một mực mang theo Dịch Tinh Ẩn điện chủ, chỉ là không có cơ hội lấy ra uy hiếp ta. Hiện tại, cơ hội tới. Lý Thiên Mệnh theo hỏa diễm tinh thần nội bộ đi ra, liếc mắt liền thấy được Dịch Tinh Ẩn. Hắn bị vây ở một chương lưới đen bên trong, cái kia lưới đen xuyên thấu thân thể của hắn, xem ra tùy thời đều có thể đem hắn, cắt chém thành toái phiến. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cả người vô lực núp ở huyết ý quỷ vương trưởng khống phía dưới, mí mắt còn đang run rẩy, lại không có thể mở ra tới. Xem ra, hắn đã vứt bỏ nửa cái mạng. Điện chủ. Hắn vì Lý Thiên Mệnh an nguy, đến điều tra thiên tinh cảnh, lại không nghĩ rằng, tao ngộ kết quả như vậy. Lý Thiên Mệnh không có xuất hiện trong khoảng thời gian này, căn bản khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng bị biết bao nhiêu tra tấn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hô hấp nặng nề không ít, tức giận trong lòng, không ngừng kéo lên. Hắn biết cửu cung thần vực tra tấn người thủ đoạn. Nhiều khi, tử vong ngược lại là giải thoát, đau mà bất tử, mới là tuyệt vọng. Dịch Tinh Ẩn rung động mí mắt, vô lực ngón tay, bùn rùn thân thể, sắc mặt trắng bệch, đều chứng minh hắn những ngày qua được sống không bằng chết. Hồi tưởng lại tại Thái Cổ Thần Tông, chính mình còn không có, bất luận cái gì địa vị thời điểm, Dịch Tinh Ẩn thì đối với mình chiếu cố có thừa. Bây giờ như vậy hình ảnh, để Lý Thiên Mệnh trong lồng ngực lửa giận lăn lộn. Hắn ánh mắt nhìn về phía huyết ý quỷ vương. Huyết ý quỷ vương nở nụ cười gằn, nói, người trẻ tuổi, muốn cho hắn mạng sống, làm cái giao dịch. Ngươi nói, Lý Thiên Mệnh đè nén phẫn nộ, mở miệng nói ra. Ngươi là tính tình thật người, ta thì không công phu sư tử ngoạp, ngươi chỉ cần ở đây tự vận, ta thì thả hắn một con đường sống. Huyết ý quỷ vương mỉm cười nói. Ngươi nói đùa cái gì đâu, ta muốn là tự vận, làm sao biết, ngươi có hay không thả hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn thoáng qua, chung quanh kiếp lão cũng không có gia tăng. Xem ra, huyết ý quỷ vương bọn họ, còn tại phòng bị Lý Thiên Mệnh, thông qua thứ 9 viên hắc động tinh thần chạy trốn. Nói cách khác, bên kia cần phải còn có mấy vạn người phòng giữ. Bất quá, Thất Tinh Thiên Tông tông chủ trưởng Tôn Thần Khung, ngược lại là đi tới huyết ý quỷ vương bên cạnh thân. Đã như vậy, ta thì lui về phía sau một bước. Huyết ý quỷ vương thản nhiên nói, ngươi chỉ cần, đem thiên tinh diệu long thần kích cho ta, ta thì thả hắn sinh lộ. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Ta sẽ không cho ngươi cân nhắc quá lâu, hiện đang chủ động quyền tại ta trên tay, trừ phi ngươi muốn nhìn đến hắn chết, nếu không, cứ dựa theo ta nói làm. Huyết ý quỷ vương lạnh lùng nói. Hắn xem như đã nhìn ra. Người trẻ tuổi, dù sao biết không nhiều che giấu tình nghĩa. Như Lý Thiên Mệnh dạng này người, một người bạn sinh tử, xác thực có thể ăn chắc hắn. Không ra hắn sở liệu, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất loạn. Bảo bối này cho hắn, hắn mạnh lên. Ngươi suy yếu, coi như Dịch Tinh Ẩn đến trong tay ngươi, ngươi còn phải mang một cái vướng víu, chạy thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Con tin trong tay hắn, ta không có cỏ kè mặc cả tư cách. Lý Thiên Mệnh nói.
hắn sẽ không giết người, giết, uy hiếp liền không có. Huỳnh Hỏa nói, nhưng bọn hắn có thể tra tấn, bọn họ có là không giết chết người, lại có thể khiến người ta sống không bằng chết biện pháp. Lý Thiên Mệnh nói, cái này thì khó giải, người quan tâm dịch tinh ẩn mệnh, liền phải nhận. Huỳnh Hỏa nói, không quan tâm lời nói, ta vẫn là ta sao? Lý Thiên Mệnh để tay lên ngực tự hỏi, hắn không có khả năng thấy chết không cứu, hắn trầm giọng nói, có lẽ kết quả cuối cùng, là hai người cùng chết, mà dù sao ta phấn đấu qua không phải sao. Vốn là ta thì tai kiếp khó thoát, cục diện bây giờ, chẳng qua là càng hỏng bét thôi. Nhưng, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều không thể buông tha. Được, chúng ta bốn người, cùng ngươi đấu đến cùng chính là. Sống cả đời này, đều không muốn để lại tiếc nuối. Huỳnh Hỏa thanh âm trầm trọng nói. Ta làm cái này lựa chọn, có phải hay không lộ ra rất ngu? Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, trong tay thiên tinh diệu long thần kích. Ngươi vốn chính là cái ngốc thiếu. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười, vậy liền ngốc một lần đi, đời ta đã đụng phải các ngươi, liền rốt cuộc không muốn bị hiện thực đánh ngã. Chờ xem. Đối diện với hắn, tất cả mọi người đang đợi Lý Thiên Mệnh quyết định. Vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh híp mắt ánh mắt. Như thế nào bảo đảm giao dịch thành công? Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương ánh mắt ào ào sáng lên. Nói dạng này, chẳng khác nào Lý Thiên Mệnh đã đáp ứng muốn cứu người. Bọn họ âm thầm cảm khái, mặc kệ gia hỏa này cỡ nào kinh thiên, chung quy là cái không có gì lịch duyệt người trẻ tuổi a. Vì cái gọi là đạo nghĩa, liền mệnh cũng không cần. Quy củ cũ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Huyết ý quỷ vương nói. Để ngươi người tản ra điểm, dù sao cũng phải cho cái cơ hội, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Thành, vậy liền tản ra một chút. Huyết ý quỷ vương ánh mắt hừng hực nhìn lấy thiên tinh diệu long thần kích, hắn thấy, đây là Lý Thiên Mệnh hôm nay đại sát tứ phương căn bản. Tại hắn ra hiệu dưới, đối phương mấy vạn kiếp lão, lui về sau không ít. Trưởng tôn tông chủ, áp sát như thế, các loại huyết ý quỷ vương phân và nước tiểu ăn thật sao? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm trưởng tôn thần khung hỏi. Ha ha, trưởng tôn thần khung cũng không tức giận, hắn cười một tiếng, cũng lui về phía sau một khoảng cách. Chung quanh đây, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh cùng huyết ý quỷ vương, còn có trong tay hắn dịch tinh ẩn. Hết thảy sẵn sàng về sau, thời gian trôi qua bỗng nhiên biến đến chậm chạp, tất cả mọi người đều có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Tới đi. Huyết ý quỷ vương đem trong tay lưới đen tản ra, rút ra dịch tinh ẩn thân thể, để dịch tinh ẩn khôi phục tự do. Nhưng, hắn tựa hồ vẫn có chút thần trí mơ hồ tỉnh. Huyết ý quỷ vương nhẹ nhàng đẩy, dịch tinh ẩn lấy chậm rãi tốc độ, hướng về Lý Thiên Mệnh phương hướng rơi xuống. Lấy ra, huyết ý quỷ vương trầm giọng quát nói. Lý Thiên Mệnh rất là dứt khoát, đem trong tay thiên tinh diệu long thần kích, hướng về huyết ý quỷ vương phương hướng vung đi qua. Nếu là hắn không vung, đối phương còn có thể đuổi kịp dịch tinh ẩn. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ song phương, đều hướng về mình muốn mục tiêu đuổi theo. Lý Thiên Mệnh cấp tốc đuổi kịp dịch tinh ẩn, nắm ở thân thể của hắn, cấp tốc lui về sau. Đối diện với hắn, huyết ý quỷ vương đuổi kịp thiên tinh diệu long thần kích, trực tiếp nắm trong tay. Đây hết thảy, đều tại đất đèn hỏa quang ở giữa. Tiên tiên. Tại Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng. Tiên tiên cành lá, đột nhiên từ trên người hắn lao ra, đâm vào dịch tinh ẩn trong trái tim. Xì xì xì. Tại tiên tiên thủ đoạn phía dưới, thời gian ba cái hô hấp, nó thì theo dịch tinh ẩn trên thân, bắt được 10 đầu phệ tâm trùng. Điểm này không ra Lý Thiên Mệnh sở liệu. Không có phệ tâm trùng, dịch tinh ẩn dần dần tại trong hôn mê tỉnh lại. Làm hắn mở to mắt, nhìn đến người trước mắt, lại là Lý Thiên Mệnh tình huống dưới, lập tức hô một tiếng. Cẩn thận. Gặp nguy hiểm. Mấu chốt là, huyết ý quỷ vương còn ở phía xa, loay hoay cái kia thiên tinh diệu long thần kích đây. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết, nơi nào có nguy hiểm. Tại cái này đất đèn hỏa quang trong nháy mắt, dịch tinh ẩn đem hắn đẩy ra. Cái kế tiếp nháy mắt. Dịch tinh ẩn trên người cái bóng, vậy mà đột nhiên hóa thân là làm một cái người, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cuộc giao dịch này, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bọn họ ngoại trừ phệ tâm trùng, còn chôn giấu có sát chiêu. Nếu như Lý Thiên Mệnh đoán không sai, cái này dịch tinh ẩn trên người cái bóng, rất có thể cũng là một cái quỷ vương. Chín đại quỷ vương bên trong, bài danh thứ 8, U Ảnh Quỷ Vương. Sát cơ đột nhiên buông xuống.
Lý Thiên Mệnh trong chớp mắt này, căn bản là không có cách đoán trước, đối phương sẽ thi triển cái gì chí mạng thủ đoạn. Hắn làm ra phản ứng, cũng là tại chỗ dùng Thái Nhất Tháp đỉnh ở phía trước, trong nháy mắt bành trướng mở rộng. Thái Nhất Tháp cửa lớn, chuyển hướng mình. Hắn trực tiếp vọt vào. Thủ đoạn này, hắn chả không có ở trước mặt những người này thi triển qua. Nhưng là, loại này lúc khẩn cấp đợi đào mệnh phương pháp, Lý Thiên Mệnh đã chính mình diễn luyện qua vô số lần. Ngay tại hắn tiến vào Thái Nhất Tháp trong nháy mắt, thông qua Thái Nhất Tháp, bất ngờ nhìn đến cái bóng kia đánh tới. Một trường giống nhau như đúc lưới đen, đã quấn quanh ở Thái Nhất Tháp phía trên. Nếu như Lý Thiên Mệnh không dùng Thái Nhất Tháp né tránh, bây giờ bị lưới đen cầm tù ở, thì là chính hắn. Quá gần quá nhanh, muốn không phải Dịch Tinh Ẩn nhắc nhở cùng đẩy ra, hắn đoán chừng đều phản ứng không kịp. Quá kinh hiểm. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn đến, cái kia lưới đen tựa như là vô số độc xà trồng chất mà thành. Bọn họ không chỉ là lưới, tại cuốn lấy Thái Nhất Tháp thời điểm, bọn họ còn thử đột tiến vào Thái Nhất Tháp. Nếu như bị cuốn lấy chính là Lý Thiên Mệnh, như vậy cái này lưới đen, chính là muốn tiến vào huyết nhục của hắn, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, đem hắn cùng Dịch Tinh Ẩn một dạng, đóng chặt hoàn toàn. Sau đó cả đời, đều chỉ có thể bị tra tấn. May mắn, hắn phản ứng rất nhanh, cùng cả một đời sống không bằng chết vận mệnh, trực tiếp gặp thoáng qua. Ngay cả như vậy, cũng là một thân mồ hôi lạnh. Thái Nhất Tháp, quá mấu chốt. Biến lớn. Lý Thiên Mệnh lúc này kịp phản ứng. Thái Nhất Tháp cấp tốc bành trướng. Cái kia lưới đen muốn xé rách Thái Nhất Tháp, căn bản không có khả năng. Tại Thái Nhất Tháp bành trướng thời điểm, nó ngược lại bị căng ra, thậm chí từng chiếc đứt gãy. Xem ra bảo bối này, cũng không thể vô hạn mở rộng. Dạng này một màn, để Huyết Ý Quỷ Vương trợn mắt hốc mồm. Đã sớm kế hoạch tốt tất sát thủ đoạn, lại bị tòa tháp này phá hủy. Đây là cái gì tháp? Tại bọn họ cắn răng nghiến lợi thời điểm, Thái Nhất Tháp lại đem cái kia lưới đen chống nứt ra, từ bên trong chui ra. Lưới đen co vào, cũng không có xấu, chỉ là không bao giờ còn có thể, bắt được Lý Thiên Mệnh. Phá cho ta! Huyết Ý Quỷ Vương đột nhiên đánh tới, vung vẩy cái kia thiên tinh diệu long thần kích, trực tiếp bổ vào Thái Nhất Tháp phía trên. Làm! Tia lửa tung tóe. Thái Nhất Tháp, lông tóc không thương. Đây cũng là thần vật, Huyết Ý Quỷ Vương phán đoán. Quá trình này, lại làm cho Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Thái Nhất Tháp kiên cố, cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Mấu chốt là, hắn phát hiện Huyết Ý Quỷ Vương tay cầm cái kia thần kích thời điểm, thần kích phía trên tinh quang, ngay tại ảm đạm. Vừa rồi hắn một kích kia, căn bản không phát huy ra, thiên tinh diệu long thần kích lực lượng kinh khủng. Trong tay hắn, thần kích quả thực tựa như là một thanh kiếp khí. Quả nhiên, đoán đúng, hắn không phải thủy tổ truyền nhân, dựa vào cái gì sử dụng thiên tinh diệu long thần kích. Cái kia thần binh, căn bản không để ý hắn. Kể từ đó, người tuy nhiên suy yếu, nhưng là, hắn cũng không có tăng cường. Nếu có thể cướp về, thì tốt hơn, Huỳnh Hỏa nói. Đối phương nhiều người, cướp về khó như lên trời, bây giờ có thể mang theo điện chủ chạy, đã là mong mỏi quá lớn. Lý Thiên Mệnh nói, Dịch Tinh Ẩn vào không được Thái Nhất Tháp. Hắn hiện tại cũng không có giải trừ nguy cơ, làm Huyết Ý Quỷ Vương bọn người, không phá nổi Thái Nhất Tháp thời điểm, đã lại lần nữa để mắt tới hắn. Không hề nghi ngờ, hiện tại Dịch Tinh Ẩn, hoàn toàn không thể tính toán một cái chiến đấu lực. Mà lại, hắn chả bị phong cấm kết giới áp chế đâu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể theo Thái Nhất Tháp đi ra, trong tay tà ma xiềng xích lao vút mà ra, cuốn lấy Dịch Tinh Ẩn phần eo, kéo đến trước mắt. Vây quanh bọn họ, Huyết Ý Quỷ Vương giống to. Hắn đã ý thức được, hắn không phát huy ra thiên tinh diệu long thần kích lực lượng. Nhưng tối thiểu nhất, Lý Thiên Mệnh tại thời khắc này, đã mất đi biến thái thần kích. Cho nên, Dịch Tinh Ẩn tác dụng, vẫn là phát huy ra. Giết cái này tiện xúc. Huyết Ý Quỷ Vương trực tiếp hạ lệnh. Hiện tại, bên cạnh hắn còn nhiều thêm vô ảnh vô tung u ảnh quỷ vương, còn có trưởng tôn thần khung. Lý Thiên Mệnh lại muốn bảo vệ Dịch Tinh Ẩn, cũng đã không thể cùng trước đây một dạng, tới lui tự nhiên. Trước đây những cái kia kiếp lão rút đi không xa. Đang bị chém giết 8.000 người về sau, còn lại kiếp lão gặp Lý Thiên Mệnh trong tay, đã không có thiên tinh diệu long thần kích, lá gan đều lớn lên. Lần này, bọn họ càng thêm hung ác, cộng sinh thú đều xuất hiện. Lý Thiên Mệnh, người nhảy lâu như vậy, cũng nên chấm dứt. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, kẻ đuổi giết ùn ùn kéo đến.
Bọn họ nhiều người như vậy, cũng không phải con số, mà chính là kinh nghiệm phong phú tông sư. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo dịch tinh ẩn, hướng hỏa diễm tinh thần bên trong ẩn núp. Thôi, ra là không ra được, liền tại bên trong hao tổn. Nếu là dịch điện chủ tình huống có thể tốt đi một chút, lại nghĩ phá vây kế sách. Lý Thiên Mệnh từ bỏ phá vây. Ngay cả như vậy, đối phương khoảng chừng trên 10.000 người, vẫn là theo tới hỏa diễm tinh thần. Cục diện bây giờ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không hối hận. Tối thiểu nhất, hắn để dịch tinh ẩn, không lại một ngày bằng một năm. Điện chủ, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy hắn cái này bộ dáng chật vật, tâm lý càng khó chịu hơn. Không có chuyện, nghe nói người lấy được bảo tàng, chúng ta lắp, có cơ hội nhất định muốn đưa ra ngoài. Ta cái mạng này, kỳ thật không nên để ngươi, đem thiên tinh diệu long thần kích cho đổi đi. Dịch tinh ẩn cười khổ nói. Bảo bối là chết, người là sống, chúng ta đều có thể còn sống rời đi, nhất định. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, dù sao, liều chết đi. Tại cái này khắp nơi đều là lòng đất dung nham thế giới, hắn không dùng bị mấy vạn người đồng thời vây công, còn có liều chết cơ hội. Ngay tại huyết ý quỷ vương chuẩn bị, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời khắc. Bỗng nhiên, kịch biến đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm, toàn bộ hỏa diễm tinh thần đều chấn động lên. Lý Thiên Mệnh chung quanh, dung nham lăn lộn, thật giống như có một cái cự nhân, cầm cái này một cái ngôi sao, ra sức lay động một chút. Chuyện gì xảy ra? Hắn cùng dịch tinh ẩn đồng thời kinh hô một tiếng. Bên ngoài nhấc lên sóng to gió lớn, vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên. Huyết ý quỷ vương bọn người vừa truy vào tinh thần, lập tức liền chạy ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, một đạo mãnh liệt huyết quang, theo thiên tinh cảnh trung ương phương hướng, như là gợn sóng một dạng tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên tinh cảnh hơn ngàn tinh thần, đều bị nồng đậm xương máu bao phủ. Xuất hiện. Huyết ý quỷ vương cái kia vốn là rất lớn miệng, mở ra đến vô cùng to lớn. Nét mặt của hắn, đã chấn kinh vừa vui mừng, tuyệt đối mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười. Không sai, nhất định là huyết long. U ảnh quỷ vương đồng dạng hớn hở ra mặt. Chúng ta đều không tìm được, là ai đem nó cho tìm được. Huyết ý quỷ vương hưng phấn nói. Không biết, u ảnh quỷ vương lắc đầu. Các ngươi nói là, tại bên cạnh hắn, trưởng tôn thần khung không hiểu ra sao. Tất cả cửu cung thần vực kiếp lão nhóm, tựa hồ cũng không biết, bọn họ đang nói cái gì. Đúng vào lúc này, phía dưới hỏa diễm tinh thần, lại lần nữa chấn động một chút. Vô số dung nham trực tiếp phun tới, để cái này hỏa diễm tinh thần, dường như thành nhím biển hình dáng suối phun. Huyết ý, chúng ta là tiếp tục giết cái này Lý Thiên Mệnh, vẫn là đi, huyết long, bên kia. U ảnh quỷ vương liền vội hỏi. Các ngươi hai cái, dẫn người thủ chết nơi này, đừng để Lý Thiên Mệnh rời đi. Ta tự mình đi, bên kia khả năng, không có chúng ta người. Huyết ý quỷ vương quả quyết nói. Bốn người bọn họ quỷ vương, chết một cái, phù du thì canh giữ ở hắc động tinh thần, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Thành, có thể không thể giết chết Lý Thiên Mệnh khác nói, mang theo nhiều người như vậy, để u ảnh quỷ vương vây khốn Lý Thiên Mệnh, vấn đề cũng không lớn. Huyết ý quỷ vương trực tiếp khởi hành. Nói thật, lúc này thời điểm cái kia hỏa diễm tinh thần nội bộ người, đều đã rút lui đi ra. Lý Thiên Mệnh không người truy sát, đã sớm ở phía dưới ló đầu. Hắn đồng dạng thấy được, bao phủ toàn bộ thiên tinh cảnh hồng quang. Đây là cái gì? Không biết, dịch tinh ẩn lắc đầu, hắn híp mắt, nhìn một chút huyết ý quỷ vương bọn người, đối phương rất hưng phấn a, xem ra, khả năng này là bọn họ, tiến thiên tinh cảnh mục đích lớn nhất. Càng lớn bảo tàng, có khả năng. Liền tại bọn hắn vừa sau khi nói đến đây, dị biến lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ chỗ cái này hỏa diễm tinh thần, tiếp tục động đất. Chỉnh cái ngôi sao, hiện ra xé rách trạng thái, mãnh liệt liệt hỏa bạo loạn phun ra, trực tiếp thiêu đốt thành cả một cái đại hỏa cầu. Những ngọn lửa này hội tụ tinh quang, kết thành một đạo quang trụ, ầm vang hướng về thiên tinh cảnh trung ương phương hướng mà đi. Đây là kết giới lực lượng. Dịch tinh ẩn cả kinh nói. Cấp bậc gì? Chỉ có thượng thần, mới có thể sáng tạo cấp bậc. Vừa mới nói xong, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, bên ngoài mặt bao vây người, lại bị ngọn lửa này quang trụ, xuyên thủng một lỗ hổng. Những cái kia chưa kịp né tránh kiếp lão, tối thiểu có 1.000 cái trở lên, trực tiếp bị ngọn lửa này quang trụ, thiêu thành cho tàn. Cơ hội tốt! Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên,
vội vàng để Miu Miu đi ra, hóa thành đế ma hỗn độn. Miu Miu dọc theo ngọn lửa này quang trụ, hướng ra ngoài bay thẳng. Ba ba ba, tia chớp chợt hiện. Sớm thì chuẩn bị xong Miu Miu, thừa dịp đối phương vây quanh kiếp lão nhóm, bị ngọn lửa quang trụ dọa đến gần chết, lại thêm huyết ý quỷ vương bọn người, chú ý lực toàn bộ đều tại xương máu phía trên, trong lúc nhất thời, nó như vào chỗ không người, chờ đối phương phát hiện thời điểm, nó đều nhanh lao ra khỏi vòng vây. Lý Thiên Mệnh muốn chạy trốn. Đối phương giật mình tỉnh lại, ngăn cản mà đến. Cút! Lý Thiên Mệnh trong tay tà ma biểu bay ra ngoài, chỗ đến, ma long phi thiên. Mấy cái kiếp lão bị tại chỗ quất chết. Hắn tiến lên lộ tuyến, cơ hồ cùng hỏa diễm quang trụ ngang hàng, những thứ này kiếp lão thời gian ngắn không dám tới gần. Không để ý, liền để Lý Thiên Mệnh tìm tới cơ hội. Làm Miu Miu xông ra vòng vây về sau, nhất kỵ tuyệt trần, thì lại không ai có thể ngăn cản hắn. Huyết ý quỷ vương bọn họ muốn đuổi theo, cũng không kịp. Gặp quỷ, cái này thiên tinh cảnh, thì cùng chuyên môn đang trợ giúp hắn giống như. Trường tôn thần khung truy trong chốc lát, phát hiện mình lại bị bỏ rơi. Huyết ý quỷ vương cùng u ảnh quỷ vương, đồng dạng không thể đuổi kịp. Làm sao bây giờ, u ảnh quỷ vương nhíu mày hỏi. Trước mặc kệ hắn, huyết long mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, một khi phá huyết long, nhiệm vụ của chúng ta tương đương hoàn thành. Bảo tàng chỉ là tiếp theo. Huyết long một phá, về sau còn nhiều, giết cái này tiện xúc cơ hội. Đối với Lý Thiên Mệnh khó chơi, huyết ý quỷ vương phẫn nộ mà buồn bực. Mặc dù nói lại để cho hắn chạy, xác thực đau đầu, bất quá, tại chúng ta vô kế khả thi thời điểm, huyết long vậy mà xuất hiện, thật sự là tin tức vô cùng tốt. Đừng nói nữa, cùng đi. Huyết ý quỷ vương quyết định về sau, đi thẳng đến trưởng tôn thần khung trước mắt. Trưởng tôn huynh đệ. Huyết ý huynh, mời giúp ta đem những thứ này kiếp lão, đưa đến hắc động tinh thần bên kia, ta cùng u ảnh rời đi một trận. Ngươi cùng phù du, giúp ta bảo vệ tốt hắc động tinh thần. Tuyệt không để Lý Thiên Mệnh đi vào, huyết ý quỷ vương nói. Không có vấn đề, trường tôn thần khung gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn, có rất nhiều nghi hoặc. Chỉ là, lấy thân phận của hắn, tự nhiên biết, không nên hỏi đồ vật, tuyệt đối đừng hỏi. Cùng phù du cùng một chỗ giữ vững hắc động tinh thần, cũng không phải là việc khó. Bên kia còn có 3-4 vạn kiếp lão, cùng nhau hơn 6 vạn người, lại Lý Thiên Mệnh không có cái kia thiên tinh diệu long thần kích, đụng tới bọn họ, vẫn là đến chạy trối chết. Đi! Huyết ý quỷ vương cùng u ảnh quỷ vương, hướng về thiên tinh cảnh trung ương phương hướng mà đi. Hỏa diễm tinh thần bên ngoài. Lý Thiên Mệnh giấu ở phía xa, thấy được bọn họ chia binh hai đường. Lão đại! Chúng ta là đi xương máu chỗ đó, vẫn là đi hắc động tinh thần. Miu Miu toàn thân nhiệt huyết, đã làm tốt gia tốc chuẩn bị. Đi xương máu, muốn nhanh hơn bọn họ đến. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Được rồi, ngồi vững vàng a lão đệ. Miu Miu đột nhiên bão táp. Lý Thiên Mệnh làm cái này quyết định, có hai cái lý do. Đệ nhất, hắn cảm giác huyết ý quỷ vương, liền truy sát chính mình cũng có thể tạm thời từ bỏ, bọn họ coi trọng như vậy đồ vật. Tầm quan trọng khả năng còn tại thứ 9 viên hắc động tinh thần phía trên. Thứ hai, hắc động tinh thần bên kia, còn có mấy vạn kiếp lão, hôm nay dựa vào thiên tinh diệu long thần kích mới giết 8.000, lúc này thời điểm xông vào, đơn thuần lãng phí thời gian. Hắn tại sấm sét vang dội ở giữa, híp mắt, nhìn về phía thiên tinh cảnh trung ương. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên tinh cảnh tinh thần, đều cùng vừa mới cái kia hỏa diễm tinh thần một dạng, hướng về bên kia phun ra quang trụ. Dường như thiên tinh hội tụ một thể. Bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời gian, đổ về đến nửa canh giờ trước đó. Thiên tinh cảnh trung ương nơi nào đó. Một người mặc màu đỏ thẫm giao nhau áo bào rộng tóc dài trung niên, đến nơi này. Hắn một con mắt, huyết quang nồng đậm, như sợi tóc phẩm chất huyết sắc thần long, tại tròng trắng mắt của hắn bên trên du tẩu. Chung quanh đây rất trống bỏ, lớn nhất đến gần tinh thần, đều có một chút khoảng cách. Đứng tại vị trí này, trung niên nhân này vậy mà đưa cái mũi, tại cái này trong hư không ngửi ngửi, giống như là đang tìm kiếm một loại nào đó vị đạo. Hẳn là nơi này. Tìm 4 tháng rồi, có lẽ, tộc ta tâm nguyện, liền muốn trong tay ta thực hiện. Lưng đeo 200.000 năm tội nghiệt, chỉ có nó, mới làm cho chúng ta, vĩnh cách nguyền rủa, thiên nhãn mở lại. Đây hết thảy, tựa như là đang nằm mơ. Hắn vươn tay, trong hư không chạm đến lấy, nhắm mắt lại. Chuyên tâm dùng cái mũi, đi tìm mùi vị quen thuộc. Các vị tổ tiên,
các ngươi ở phương nào, mời chỉ dẫn đệ tử, đi vào trước mắt các ngươi đi. Hắn nói chuyện giống như là nói mê, trong hư không du đãng. Bỗng nhiên, tay của hắn, tại vô hình hư không bên trong, bỗng nhiên mò tới một cái vật cứng. Cũng là cái này. Hắn mở to mắt, trong mắt lóng lánh ánh sáng lóa mắt màu. Đi ra. Hắn lui về phía sau mấy chục mét. Tại hắn hô hoán phía dưới, hai đầu máu tanh thần long, theo hắn cộng sinh không gian bên trong đi ra. Cái này hai đầu thần long chiều dài, tiếp cận có 300 mét, có thể xưng cự long, một đực một cái, đặc điểm khác nhau. Giống đực hùng tráng, huyết nhục dồi dào, giống cái quỷ dị, huyết quang ngập trời. Cái này hai đầu huyết sắc thần long trong hai mắt, mỗi người đều có hơn 930 điểm sao. Bất luận cái gì một đầu, tựa hồ cũng so thanh minh thôn thiên trùng thế mạnh hơn. Long thương nguyên bốn đầu hải long vương, đều chưa hẳn có thể cùng cái này hai đầu thần long so sánh. Công kích cái điểm này. Nam tử trong mắt, đã huyết quang ngập trời. Rầm rầm rầm. Hắn cùng hai đầu thần long, bắt đầu va chạm. Phanh phanh phanh. Hư không vô hình, có thể lại có phá nát thanh âm truyền đến. Nam tử như nổi điên một dạng, dù là cảnh giới bị áp chế, hắn đều đã vận dụng tất cả khí lực, đang toàn lực công kích. Đương đương đương. Phá nát thanh âm tiếp tục truyền đến, mà lại tiếp tục bật nát. Vị đạo càng nồng nặc, là tộc ta tiền bối vị đạo, là huyết tổ vị đạo. Quá lâu, quá lâu. Người nào có thể biết, chúng ta nhất tộc, nhiều năm như vậy, chúng ta vốn không họ Độc Cô A. Hắn trong hốc mắt, máu và nước mắt chảy ngang. Không phải thống khổ, mà chính là kích động. Đợi bao lâu, thiên tinh cảnh mới mở ra. Ầm ầm. Sốt cục, tại công kích của hắn phía dưới, một loại nào đó vật vô hình, giống như triệt để nát. Ông, một nguồn sức mạnh mênh mông, đem nam tử chấn động ra đi. Hắn bị đâm đến khí huyết quay cuồng, thậm chí trong miệng đổ máu. Nhưng là, hắn ngược lại càng hưng phấn, trong mắt của hắn chỗ lấp lóe quang mang, gọi là số mệnh. Tại trước mắt hắn, vừa rồi vị trí kia, ngập trời xương máu, bắt đầu bao phủ. Mãnh liệt sóng máu, theo vị trí này, bao phủ toàn bộ thiên tinh cảnh. Nam tử trừng to mắt, nhìn trước mắt cái này trống trải chi địa, tại đột nhiên ở giữa, ra đời một cái huyết sắc tinh thần. Cái này huyết sắc tinh thần, cùng còn lại tinh thần so sánh, thể tích tính toán trung đẳng, thế nhưng là trên đó xương máu ngập trời, điên cuồng tràn ngập. Mặt ngoài phía trên, xương máu ảo ảo, lực lượng kinh khủng ở tại phía trên bao phủ, vô số huyết sắc thiên văn, ở trong đó du tẩu. Những ngày kia văn hiện lên thần long bộ dáng, tại huyết vụ này phía trên lăn lộn. Số lượng khoảng chừng 100.000 trở lên. Ong ong ong. Rồi rào gào thét khàn khàn tiếng long ngâm âm, tràn ngập nam tử màng nhĩ. Là các ngươi, là các ngươi. Vô tận năm tháng, khổ hải vô biên. Hắn máu và nước mắt cuồn cuộn, trực tiếp quỳ xuống, thống khổ vạn phần. Tổ tiên anh linh ở trên, đệ tử Độc Cô Tẫn, 200.000 năm, đến đây cứu vãn các ngươi. Mời tổ tiên, ban cho đệ tử, huyết long tinh phách. Từ nay về sau, hướng thương thiên đại địa tuyên cáo, chúng ta, mới thật sự là thái cổ hiên viên thị. Hắn thấp giọng nỉ non, lau đi máu và nước mắt, lấy ngón tay dính lấy máu tươi, tại mi tâm vị trí bên trên, vẽ lên một con mắt. Sau đó, hắn đứng lên, giang hai cánh tay, mặt ngậm vẻ cuồng nhiệt, hướng về cái kia huyết sắc tinh thần phóng đi. Độc Cô Tẫn. Bỗng nhiên, một tiếng lãnh đạm tiếng la, gọi hắn lại. Cái kia chạy về phía huyết sắc tinh thần nam tử, toàn thân một tiếng, đột nhiên quay đầu. Không sai, hắn cũng là đệ nhất kiếp lão Độc Cô Tẫn. Gọi hắn lại người, thân mặc áo bào xanh, một thân thanh đạm, vô dục vô cầu, đứng ở trong hư không. Phong thanh mục, Độc Cô Tẫn trong mắt hơi híp, tất cả cuồng nhiệt thu vào, nói, ngươi theo dõi ta. Theo ngươi rất nhiều ngày, nhìn xem ngươi đang tìm cái gì. Phong thanh mục nói, hả? Ngươi thật biết ẩn tàng, Độc Cô Tẫn nói. Đây là vật gì? Phong thanh mục chỉ, phía sau hắn huyết sắc tinh thần hỏi. Độc Cô Tẫn không có trả lời. Hắn quay đầu lại, hướng thẳng đến huyết sắc tinh thần phóng đi. Đứng lại. Phong thanh mục đột nhiên đuổi theo. Miêu miêu nhanh như điện chớp, phá vỡ tinh không. Phía trước huyết sắc dần dần nồng đậm. Vô số tinh quang hội tụ, làm Lý Thiên Mệnh xông vào trùng điệp xương máu thời điểm, bất ngờ nhìn đến. Phía trước, xuất hiện một cái huyết sắc ngập trời tinh thần. Đó là cái gì? Vô số huyết sắc thiên văn tạo thành huyết long,
tại cái kia tinh thần phía trên lăn lộn. Một cái kết giới, Dịch Tinh Ẩn rung động nói. Có ý tứ gì? Cái này cả một cái tinh thần, là chỉ có thượng thần, mới có thể sáng tạo kết giới. Thượng thần kết giới, cái nào thượng thần a? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, một mặt vẻ khó tin. Không rõ ràng, có lẽ cùng chúng ta thủy tổ có quan hệ, dù sao phía trên có rất nhiều hình rồng thiên văn. Dịch Tinh Ẩn nhìn chăm chú nhìn kỹ, bằng vào ta nhìn trời văn chi đạo tạo nghệ, đối mặt loại này kết giới, vẫn rốt đặc cán mai. Có thể thấy được tạo hóa chi sâu, ta cuối cùng cả đời, quen thuộc các đại tông môn thủ hộ kết giới, đều chưa từng thấy qua, thần diệu như thế kết giới. Bất quá, kết giới này trạng thái có chút không đúng, có thể là thời gian kéo dài, dẫn đến kết cấu hỗn loạn, lẫn nhau xung đột lẫn nhau, khả năng ở vào biến mất giai đoạn. Kết giới cũng có, bảo đảm chất lượng kỳ a. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Đương nhiên là có, trên thế giới, không có có bất diệt sự vật. Dịch Tinh Ẩn nhíu mày quan sát, bằng vào ta phán đoán, tuy nhiên nó kết cấu hỗn loạn, nhưng là chống đỡ hơn 100 năm, vấn đề cũng không lớn. Vậy là tốt rồi. Bất kể nói thế nào, kết giới này rất có thể, là chúng ta thủy tổ bố trí. Tốt nhất đừng để người phá hư, Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh cùng khác ý nghĩ giống nhau. Đối diện có động tĩnh, khả năng có người tại chiến đấu. Nói không chừng, có người muốn phá hư kết giới này. Dịch Tinh Ẩn cả kinh nói. Đoạn đường này đi đường, hắn đã hấp thu không ít linh túy liệu thương, thân thể một chút khôi phục một chút, có thể miễn cưỡng hành động. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, nắm giữ chiến lực, đoán chừng phải tĩnh tu một thời gian thật dài. Ta đi xem một chút, người trước trốn một chút, Lý Thiên Mệnh hỏi. Thành, Dịch Tinh Ẩn biết được hắn có sức tự vệ, tâm lý coi như yên tâm, hắn bây giờ nghĩ lấy chính mình không thêm phiền là đủ. Lý Thiên Mệnh đem hắn dàn xếp tại gần nhất tinh thần phía trên, vội vàng hướng cái này huyết sắc tinh thần đối diện mà đi. Dịch Tinh Ẩn cộng sinh thú, một mực dấu ở hắn cộng sinh không gian, còn có nhất định chiến lực, nếu là gặp phải nguy hiểm, hẳn là có thể rằng qua một đoạn thời gian. Thiên Mệnh, ngươi nhớ kỹ một chút, nếu như Cửu Cung Quỷ Tông muốn phá hư kết giới này, vậy ngươi thì nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, chúng ta tới ngăn cản, tuyệt đối không sai. Dịch Tinh Ẩn hô một tiếng. Minh bạch, kết giới này đến cùng là cái gì, quan hệ không lớn, cùng Cửu Cung Quỷ Tông đối nghịch là được rồi. Cùng Dịch Tinh Ẩn sau khi tách ra, Lý Thiên Mệnh vây quanh cái kia huyết sắc tinh thần, chuyển đến nó mặt khác phía trên. Vừa mới tới chỗ này, hắn bất ngờ nhìn đến có cường giả song phương, đang tiến hành một trận đỉnh phong đọ sức. Hai người này cảnh giới, đều bị áp chế tại thất trọng tử kiếp cảnh giới, có thể đánh lên cảm giác. So Long Thương Nguyên đều còn đáng sợ hơn nhiều. Đây không phải Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục a, còn có vị này, lại là Độc Cô Tấn. Lý Thiên Mệnh đã sớm tại Cửu Cung Quỷ Tông nhân khẩu bên trong, biết được ám sát tôn thần Độc Cô Tấn, tới thiên tinh cảnh. Với hắn mà nói, Phong Thanh Ngục là địch nhân, có thể Độc Cô Tấn, kém chút giết Khương Phi Linh, hắn đồng dạng là địch nhân. Đều là địch nhân, bọn họ chém giết, Lý Thiên Mệnh dừng bước, định thần nhìn cục diện biến hóa. Nghe nói Phong Thanh Ngục thiên hạ trước ba, thủ đoạn thông thiên rất bình thường, cái này Độc Cô Tấn, dựa vào cái gì cùng hắn giao phong. Lý Thiên Mệnh ánh mắt quét qua, hắn nhìn đến Độc Cô Tấn hai đầu huyết sắc thần long, lực sát thương hết sức kinh người, bọn chúng điểm sao cũng rất cao, so Long Thương Nguyên bốn đầu thần long hung tàn hơn bá đạo, chém giết ở giữa, huyết quang ngập trời. Cái kia Độc Cô Tấn tay cầm một cái huyết sắc long giản, thẳng thắn thoải mái, nếu không phải có phong cấm kết giới. Cái kia huyết sắc long giản vung vẩy ở giữa, sợ là có thể oanh núi chấn hải. Xem ra, Phong Thanh Ngục tựa như là bị Độc Cô Tấn một người song long vây công. Nhưng trên thực tế, thật như thế a. Phong Thanh Ngục đến từ Thái A kiếm tộc, bọn họ nhất tộc bên trong, nổi danh nhất cũng là kiếm thú. Lý Thiên Mệnh không biết, hắn có cỡ nào kiếm thú, nhưng hắn lại có thể nhìn đến, Phong Thanh Ngục bên người, hết thảy có 6 thanh kiếm. Cái này 6 thanh kiếm. Tựa hồ bộ dáng không khác nhau lắm về độ lớn, bởi vì chém giết thời điểm, kiếm thế biến hóa quá nhanh, Lý Thiên Mệnh có chút thấy không rõ lắm. Nhưng hắn biết, đây chính là Lục Đạo Kiếm Thần, đã từng binh khí, tên là Chu Thiên Lục Kiếm. Chu Thiên Lục Kiếm, là 6 thanh kiếm, nhưng kỳ thật tổ hợp lại, chỉ tính một kiện thần vật. Phong Thanh Ngục hai tay, mỗi người nắm lấy một thanh kiếm, còn có 4 thanh kiếm, tại bên cạnh hắn phi nhanh, bàn tay hắn vẫn chưa đụng chạm. Có thể cái này còn lại 4 thanh kiếm, lại phảng phất có người chấp trường một dạng,
diễn hóa ra thiên biến vạn hóa kiếm thế, quả nhiên không hổ là lục đạo kiếm ma. Trưởng khống cái kia bốn thanh kiếm, khả năng cũng là hắn bốn cái kiếm thú cộng sinh thú. Một người bốn thú nắm sáu kiếm, dù là cảnh giới bị phong ấn, phong thanh mục bên người, kiếm khí trùng thiên, vô số kiếm quang lao vút, lập lòe hào quang chói mắt. Nói cho ta biết, đây là cái gì? Phong thanh mục nhìn chằm chằm Độc Cô Tấn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ha ha, Độc Cô Tấn một bên cười lạnh, một bên tiêu trừ phong thanh mục trùng sát, hiển nhiên, hắn sẽ không cùng phong thanh mục lộ ra một chữ. Theo lý thuyết, Độc Cô Tấn rất không có khả năng có năng lực, cùng phong thanh mục giết đến thế lực ngang nhau. Lý Thiên Mệnh chú ý tới một chi tiết,